Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương 1336, nhớ lại chuyện xưa. 2. Từ Kinh Thành đi tới Xuân Dương đã là buổi tối 8 giờ, trên đường đều là Trương Đại Quan nhân tự mình lái xe, ngũ đắc chí và triệu thiên tài hai người mệt mỏi, ngủ cả một đường, trên đường đến trạm nghỉ ngơi cũng không dậy. Ô tô chạy vào Xuân Dương, hai người đều tỉnh, triệu thiên tài ngáp một cái nói, chỗ nào? Đây là... Trương Dương nói, Xuân Dương, quê nhà của tôi. Triệu Thiên Tài cười nói, tôi còn chưa có đi qua nhà cậu, lát tìm một siêu thị dừng một chút, tôi mua chút đồ, không tay đi qua không tốt. Trương Dương nói, không cần mua, trên đường tôi đã mua rồi, các người cầm đi qua là được. Ngũ Đắc Chí khen, rốt cuộc là làm quan, suy nghĩ cũng là chu đáo. Hắn nhìn thời gian một chút nói, Trương Dương, đã 8 giờ rồi, chúng ta ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Trương Dương nói, đều đến cửa nhà rồi, về nhà ăn đi. Triệu thiên tài nói, đừng phiền phức lão nhân ra, tùy tiện chút, chúng ta lót đầy bụng rồi trở về. Trương Dương suy nghĩ một chút, hai người nói cũng đúng, vì vậy lái xe dẫn bọn hắn đi quán lẩu lão lý gần bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương, đợi đến chỗ mới phát hiện chợ đêm bởi vì cải tạo bộ mặt thành phố nên đã không có, bất qua quán lẩu lão lý vẫn còn, ngay tại đường bên cạnh, trải qua vài năm kinh doanh, hiển nhiên phát triển rất không tồi, đã phát triển trở thành một quán ăn lớn. Tên vẫn gọi là quán lẩu lão lý. Trương Dương đem xe dừng lại, mang theo Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí đi vào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Thấy lúc đầu là quán lẩu chợ đêm, bây giờ ngoài cửa cũng có tiểu thư tiếp khách, Trương đại quan nhân phải cảm thán. Năm tháng như thời gian qua nhanh, thật sự là vội vã, quá vội vã. Ba người tới phòng khách, bởi vì sinh ý nóng nảy, tất cả phòng đều đầy người phục vụ an bài cho bọn họ tại phòng khách lầu 1, đồ ăn đều là để ở bên ngoài, Trương Dương gọi hai phần rau trộn, 4 phần lẩu. Trong xe có rượu mà hắn từ kinh thành mang đến, ngũ đắc chí từ sau khi bị thương trên cơ bản không uống rượu, Triệu Thiên Tài tuy rằng uống, nhưng là người uống một chén liền đỏ mặt. Trương Dương rót một ly rượu cho Triệu Thiên Tài nói, anh một ngụm tôi một ly. Triệu Thiên Tài nói, tôi là cảm thấy cậu khi dễ tôi, Trương Dương cười nói, nếm thử đồ ăn Xuân Dương chúng tôi. Ngũ Đắc Chí ăn một miếng nói, lúc trước cậu lớn lên ở chỗ này. Trương Dương nói, rốt cuộc là làm quốc an, cũng là thích làm điều tra. Ngũ Đắc Chí nói, thật ra tôi rất muốn tìm một thành nhỏ như vậy, im lặng sinh hoạt. Trương Dương nói, tốt, tôi giúp anh tìm khối đất tại Xuân Dương, anh tự xây nhà, từ nay về sau ở chung với người Xuân Dương thế nào. Ngũ Đắc Chí cười nói, tốt bởi vì mặt bị hủy dung ngũ đắc trí vô luận ở đâu cũng đều mang kính dâm nhiệt độ bên trong khiến cho mắt kính của hắn nhanh chóng bị mờ trương dương nói đắc chí lúc tôi ở hán thành có nhờ bạn giúp anh liên hệ một bệnh viện chỉnh hình chừng nào anh có thời gian đi hán thành một chuyến tôi đem tình huống của anh nói người ta nói hẳn là không có vấn đề ngũ đắc trí cười lắc đầu nói như vậy chẳng phải là rất tốt trương dương uống ly rượu nói đã có cơ hội có thể trở lại trước đó vì sao không để cho mình một cơ hội ngũ đắc chí nói thật sự có thể trở lại sao hắn lắc đầu trương dương nói yên tâm đi vị bác sĩ kia có trình độ rất cao anh cũng không muốn cả ngày mang theo kính dâm sinh hoạt có phải không ngũ đắc chí rốt cuộc gật đầu nói được có thời gian tôi sẽ đi xem ngữ khí của hắn tràn ngập ý có lệ từ chuyện kia ngũ đắc chí đối với tất cả tựa hồ đều trở nên không quan tâm trương dương uống rất nhanh hắn cũng không dự định về nhà quá muộn ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy tính tiền nghe được một âm thanh kinh hỉ trương dương là cậu sao trương dương lập tức nghe ra chính là hồng linh âm thanh của cô ấy tương đối sắc nhọn rất có đặc sắc trương dương xoay người sang chỗ khác quả nhiên không có nghe nhầm hồng linh thấy trương dương thì kinh hỉ vạn phần nói trương dương thật là cậu cậu đúng là trong khoảng thời gian này gọi điện thoại cho cậu đều tắt máy chúng tôi còn tưởng rằng cậu bốc hơi khỏi nhân gian rồi Trương đại quan nhân cười hướng ngũ đắc chí và triệu thiên tài giới thiệu nói, bạn học cũ của tôi. Hồng Linh nói, đừng nói bậy, tôi không phải là bạn học cũ, tôi là học tỷ của cậu, học tỷ hàng thật giá thật tả. Những lời này của Hồng Linh thật ra nói không sai, bọn họ năm đó thực tập tại Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, Trương Dương là chuyên sinh trong đó, cô ấy và đám người tả hiểu tình cũng tốt nghiệp khoa chính quy của Đại học Y Giang Thành. Gọi hắn là học đệ cũng không oan uổng. Trương Dương cũng không đưa ra dị nghị, mỉm cười, "Hồng Linh, sao cô ở Xuân Dương? Không biết vì sao trong lòng sản sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ quái, dường như cảm thấy có chuyện rất trọng yếu muốn phát sinh, hắn không có tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không cách nào an tĩnh." Hồng Linh nói, "Cậu thật đúng là quý nhân hay quên chuyện, lẽ nào cậu đã quên lần trước chúng ta gặp mặt, tôi đã từng đề cập qua với cậu, Tết âm lịch năm nay muốn làm một buổi gặp mặt sao?" gặp mặt trương dương lúc này mới nhớ tới bất quá bình thường hắn có quá nhiều chuyện nên đã quên chuyện này trương dương nói cô cũng không cho tôi biết hồng linh nói ôi cậu còn dám nói như thế à trong khoảng thời gian này điện thoại của cậu vẫn đều tắt máy chúng tôi đều nghĩ cậu hiện tại là cán bộ lãnh đạo công vụ bận rộn căn bản không có thời gian gặp mặt đám bạn cũ chúng tôi trương đại quan nhân lúng túng nói đâu có được rồi mọi người đều có mặt à Hồng Linh cười nói, đều ở trên lầu, các giáo sư năm đó còn có thực tập sinh chúng ta, tổng cộng gần 30 người, ngồi ba bàn. Hồng Linh nói xong, lại bổ sung một câu, tả hiểu tình cũng từ nước Mỹ trở về. Trương đại quan nhân trong lòng nhảy dựng lên, tả hiểu tình là mối tình đầu khi hắn đi tới thế giới này, có câu là mối tình đầu có cảm giác khó quên nhất, trương đại quan nhân cho tới bây giờ vẫn đang có cảm giác ái náy. Nếu như tả hiểu tình không đến, Trương đại quan nhân cùng lắm là thu xếp một chút liền đi lên, dù sao bên cạnh còn theo hai người bạn bè, vừa nghe tả hiểu tình tới, Trương Dương lập tức chuyển biến ý niệm trong đầu, hắn gọi điện thoại trong nhà, nhờ anh hai triệu lập võ đến đây an bài triệu thiên tài và ngũ đắc chí ở dưới. Hắn hướng Hồng Linh nói, cô lên trước đi, tôi thu xếp cho hai người bạn xong, sẽ lập tức lên lầu. Hồng Linh gật đầu, bảo Trương Dương không cần gấp gáp, bọn họ vừa mới bắt đầu. Triệu lập võ chạy tới rất nhanh, Hiện tại hắn rất nghe lời đứa em trai này, đi tiếp hai vị khách, Trương Dương nhờ hắn về nhà nói một tiếng, mình có thể về chế một chút. Lúc này mới tìm phòng mà Hồng Linh nói, đẩy cửa đi vào, Trương Đại quan nhân vừa vào cửa, chợt nghe trong phòng đồng thanh hoan hô lên, Hồng Linh đầy tinh tế nói, hiện tại chúng ta hoan nghênh thực tập sinh cấp 92 của bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương Trương Dương vào bàn. Hiện trường đầy tiếng hoan hô. Trần Quốc Vĩ và một người nam sinh khác chạy đến đưa cho đồng học bân một cái áo dài trắng, cái này là bọn họ muốn làm nổi bật, tất cả mọi người đêm nay đều mặc đồng phục, đương nhiên đồng phục này đều là đặc chết, bên trên còn in thực tập sinh cấp 92 Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương. Trương Đại Quan Nhân vừa mặc áo, vừa nhìn vào bên trong, hắn tìm thấy tả hiểu tình ngay bên trong, tả hiểu tình đứng ở trong góc xa xa, tuy rằng như vậy, vẫn không cách nào giấu được hào quang của cô ấy, trong nháy mắt đã qua 4 năm, bạn học thực tập sinh lúc đầu, không ít người đã thành ra, tướng mạo cũng thay đổi không ít, nhưng trong mắt của Trương Dương thì Tả Hiểu Tình đều không thay đổi, hắn từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ, bên bờ sông Xuân Thủy, Tả Hiểu Tình mặc áo khoác màu đen, giống như hoa bách hợp trong gió lạnh nghênh đón hắn. Bỗng nhiên hồi tưởng lại, nhưng cảnh còn mà người đã mất. Tả Hiểu Tình cũng đang nhìn Trương Dương, trong mắt của cô ấy, thay đổi của Trương Dương đúng là thật lớn không thể nghi ngờ, không còn là đứa đầu xanh khí huyết phương cương tính tình kích động của ngày xưa bây giờ trương dương cao to anh tuấn giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ trấn định và tự tin siêu phàm hắn không còn là học đệ ngày trước nữa 4 năm trôi qua khiến cho hắn trở thành một cây đại thụ che được một góc trời trương dương cười cười ánh mắt của hắn vẫn dừng lại rất lâu trên người tả hiểu tình sau đó hắn thấy được chủ nhiệm phụ khoa phó viện trưởng chu diễm linh hiện tại bà ấy đã về hưu khoa trưởng khoa giáo khoa hiện tại là chủ nhiệm phòng y tế viên văn lệ còn có Cao Vĩ đã được điều từ Bệnh viện Xuân Dương đến Bệnh viện Giang Thành. Trương Dương rất nhiệt tình chào hỏi mọi người, ba bàn này có một bàn là của học viên tốt nghiệp trường Đại học Y Giang Thành, còn có một bàn là dành cho giáo sư của Bệnh viện Xuân Dương, bàn còn lại chỉ có nửa bàn dành cho thực tập sinh của vệ giao Giang Thành. Cái này không phải là do bọn họ ít người, mà là do bởi vì sau khi lấy bằng tốt nghiệp đa số đều được phân đến nông thôn, có người không liên hệ được, có người liên hệ được, nhưng người ta cảm thấy công tác của mình không được tốt lắm, cho nên cũng không muốn đến đây góp vui. Bởi vì là buổi gặp mặt của thực tập sinh cấp 92, cho nên viện trưởng Ngô Tể dân của bệnh viện Xuân Dương cũng được mời tham dự, lúc đầu ông là lãnh đạo cao nhất ở đây, sau đó người học giỏi nhất trong khóa tốt nghiệp này là Tả Hiểu Tình tới, hiện tại ở nước Mỹ học tiến sĩ, ở đây ngay cả một cán bộ cấp khoa cũng không có. Nhưng Trương Dương đến thì lại khác, thành nhãi này còn trẻ mà đã là phó chủ nhiệm khu nội thành mới của Đông Giang cán bộ cấp chính sử, cung cấp với bí thư huyện ủy Xuân Dương, Ngô Tể Dân lúc chô ức chưa gặp qua Trương Dương, nhưng mà ông ta có nghe đến sự tích của Trương Dương, Trương Dương bây giờ đã trở thành một nhân vật tràn ngập màu sắc truyền kỳ tại Xuân Dương. Vô luận quá trình bên trong thế nào, một người tốt nghiệp vệ giáo lại có thể trở thành cán bộ cấp sử trong 4 năm, bản thân cũng đủ trở thành một truyền kỳ, huống chi hắn còn là con rể của bí thư tỉnh ủy. Lúc Ngô Tể Dân bắt tay với Trương Dương thì có chút kích động, chủ nhiệm Trương, tôi còn tưởng rằng cậu không đến. Trường 1337, nhớ lại chuyện xưa. 3. trương đại quan nhân không thích cao cao tại thượng, thế nhưng nếu như có người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, cái này bức bách hắn phải đi nhìn xuống người khác, tuy rằng hắn rất không muốn. Viên văn lệ hàng xóm của ở trước mặt Trương Dương không dám nói chơi chê cười đơn giản, trước khác nay khác, tiểu tam ngày xưa bây giờ đã trở thành cán bộ cấp xử, ngoại trừ cảm thán biến hóa to lớn, còn lại cũng chỉ có vài câu khen tặng khách khí. Nhưng thật ra lão chủ nhiệm Chu Diễm Linh vẫn là một người khôi hài như trước, bà ấy không biết vì sao nhớ tới chuyện sảng khoái năm đó, ở trước mặt mọi người nói ra một cố sự, có một lần một vị thực tập sinh thực tập trong phòng khám phụ khoa của bà ấy, lão chủ nhiệm bên này nói, "Trương đại quan nhân càng nghe càng giống như mình." Khi Chu Diễm Linh nói ra chuyện hắn viết lịch khám bệnh của phòng khám bệnh, người ở đây đều cười đến ngửa tới ngửa lui, Trương đại quan nhân cũng không nhịn được cười. Chỉ chớp mắt đã trôi qua 4 năm. 4 năm này đối với hắn ý nghĩa không bình thường, 4 năm trước đó hắn còn đang sống ở Đại Tùy với thân phận của Trương Nhất Trâm, nhưng 4 năm sau đã nhanh chóng trở thành cán bộ quốc gia thế kỷ 20, cũng may, hắn không có bất luận bài trừ nào, ngược lại hưởng thụ quá trình thay đổi như vậy, thảo nào đều nói xã hội cũ vô cùng độc ác, Đại Tùy so với chủ nghĩa xã hội khoa học mới Trung Quốc, thật sự là kém mấy ngàn lần. Chu Diễm Linh tràn ngập cảm khái nói, nhìn các người lớn lên thành tài, sự nghiệp thành công, tôi thật sự là cảm thấy vui mừng trong lòng. Các người đến làm thực tập sinh một lần tuy rằng tôi gọi không được đầy đủ tên, bất quá tôi còn nhớ rõ hình dạng của các người, nhất là cậu. Cô ấy chỉ chỉ Trương Dương, cười nói cậu là một đứa nghịch ngợm. Trương Đại Quan Nhân cười đến rất vô tội. Mình là bởi vì thời không thác loạn mới để lại cho Chu Diễm Linh ấn tượng của nghịch ngợm, thử nghĩ một người vừa từ đại tùy đi tới hiện đại xã hội, đối với tất cả xung quanh khẳng định sẽ không lập tức thích ứng, người xung quanh không đem hắn trở thành một người bệnh tâm thần đã là tốt rồi. Trương Dương và Cao Vĩ uống hai ly rượu, 4 năm đi qua, Cao Vĩ bây giờ cũng chỉ là một gã bác sĩ phụ trách khoa chỉnh hình của Bệnh viện Giang Thành, thành tựu không cách nào so sánh với Trương Dương. Lúc đối mặt với Trương Dương cũng không tìm được vẻ kiêu ngạo năm đó, nụ cười trên mặt không khỏi mang theo một chút sợ hãi. Loại gặp mặt ôn chuyện xưa này, một là vì tìm kiếm tình cũ, hai là vì biểu diễn thành tích, Trương đại quan nhân có thể tới tham gia chỉ do trùng hợp, hắn căn bản không có ý niệm biểu diễn thành tích trước mặt người khác trong đầu, trên thực tế thành tích của hắn vài năm đạt được mọi người đều thấy, căn bản không cần hắn nhiều làm tuyên dương, hắn đến đây chủ yếu là ôm mục đích tìm kiếm tình cũ, tuy rằng tìm được tả hiểu tình, chỉ tiếc hai người gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trương Dương ngồi xuống gần 20 phút vẫn không có tìm được cơ hội nói với cô ấy. Ngô Tể Dân nói, chủ nhiệm Trương nghe nói khu nội thành mới của Đông Giang xây dựng rất sinh động. Trương Dương cười cười, lúc này điện thoại của hắn vang lên, điện thoại của Bộ trưởng Tổ chức Tân Nhậm Tiêu nãi vượt. Trương Dương cũng không ngờ rằng ông ta lại gọi điện thoại đến đây trễ như vậy, đứng dậy đi ra ngoài, cung kính nói tiêu bộ trưởng, có chỉ thị gì. Tiêu nãi vượng nói, trong tỉnh vừa mở họp xong. Khuya như thế còn họp, thật sự là khổ cực. Tiêu nãi vượng nói, gần đây trong tỉnh liên tiếp xảy ra vài tai nạn do thiếu trách nhiệm. Nghiêm trọng nhất cũng là hỏa hoạn Bắc Cảng, bởi vì sự kiện này bí thư huyện ủy Tân Hải cứu thế kiệt đã xác định bị miễn chức, cậu hẳn là đã biết. Trương Dương gật đầu, đi vài bước hướng cửa sổ phía trước, lúc ở Kinh Thành có nghe Chu tỉnh trưởng nhắc tới. Tiêu nãi vượng nói, vậy tôi sẽ không cần nhiều tốn nước miếng, chuẩn bị sẵn sàng, qua 15 tháng riêng, cậu đi đến Tân Hải tiền nhiệm, tôi cùng cậu đi xem, Trương đại quan nhân hơi có chút vừa mừng vừa sợ, tiêu bộ trưởng, không cần phải long trọng như vậy, tôi cũng là một cán bộ cấp xử. Tiêu nãi vượng nói, gánh nặng đường xa, chuyện của bác cảng không có đơn giản như trong tưởng tượng cậu. Ông ta nói xong thì cúp điện thoại. Trương Dương khép điện thoại lại trở lại vị trí của mình ngồi xuống, một tể dân cười nói, chủ nhiệm Trương bề bộn nhiều việc. Trương Dương gật đầu, lúc này công tác của hắn đã hoàn toàn chứng thực, trong lòng nói sau này tôi cũng là Trương Bí Thư Liễu chủ nhiệm. Xưa rồi diễm, Trương Dương xã giao xong bàn này, đứng dậy đi về phía bàn sát vách kính rượu, cuối cùng đi tới trước mặt của tả hiểu tình. Hồng Linh rất thức thời, lúc Trương Dương tới thì đem chỗ ngồi tặng cho hắn, còn cô ta thì đi bàn của ngô tể dân kính rượu. Thật ra ở đây đa số người đều biết đoạn tình cũ của tả hiểu tình và Trương Dương, chỉ là không ai nhắc đến, dù sao hiện tại cũng đã đổi trời rồi. Trương Dương đã trở thành rể hiền của bí thư tỉnh ủy, trong mắt bọn họ Tả Hiểu Tình và Trương Dương đã hoàn toàn không có cơ hội. Tả Hiểu Tình tuy rằng kiệt lực chấn định, thế nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn bại lộ ra nội tâm khẩn trương của cô ấy, tay nhỏ trắng nón cầm chặt ly rượu. Trương Dương cười nói, chúng ta đã lâu không gặp. Tả Hiểu Tình ừ một tiếng, ngay cả chính cô ta hầu như đều nghe không được âm thanh của mình, mặt cười không khỏi đỏ lên, cô ấy nâng ly rượu chạm ly với Trương Dương một chút, chúc mừng anh. Trương Đại Quan nhân nói, chúc mừng tôi cái gì? Tả Hiểu Tình nói, chúc mừng anh công tác sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Trương Dương cười nói, đúng là một lý do không tồi. Hắn nâng ly uống, nhẹ giọng nói, còn có chút tiếc nuối. Tả Hiểu Tình chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, thật ra khuyết điểm cũng là một loại tốt đẹp. Trương Dương cười cười không nói chuyện, Trần Quốc Vĩ ngồi cùng bàn bắt đầu nói, Trương Dương, nghe nói cậu làm không tồi tại khu nội thành mới Đông Giang. Trương Dương nói, bình thường mà thôi. Lại có bạn học nói, "Trương Dương, tháng sau tôi đi Đông Giang công tác, tiện bái phỏng cậu." Trương đại quan nhân cười nói, "Công tác của tôi lập tức điều động, qua đầu năm sẽ không ở tại Đông Giang." "Trùng hợp như thế à, đi nơi nào?" Trương Dương nói, "Bắc Cảng huyện Tân Hải." Bị đám người này không ngừng ngắt lời, Trương Dương và Tả Hiểu Tình nói chuyện đương nhiên không cách nào tiến hành. Đêm đó Trương Dương uống không ít, tiệc tối chấm dứt lúc 10 giờ dựa theo bọn họ an bài là muốn đi hát karaoke, thế nhưng 4 năm trôi qua, quán karaoke của Ngưu Văn Cường bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác nên đã hoàn toàn biến mất tại đầu đường Xuân Dương, cho nên bọn họ phải đi đến quán karaoke Ngân Hà mới xây, bởi vì phần lớn người là từ bên ngoài đến đây, bọn họ đêm đó rủ nhau ở khách sạn, đối diện với quán karaoke Ngân Hà. Các thầy cô đầu rời đi, cuối cùng còn lại chỉ hơn 10 bạn học, Trương Dương vừa rồi đi tính tiền lúc biết tiền đã được viện trưởng bệnh viện nhân dân huyện Ngô Tể Dân dành trả tiền rồi. Hồng Linh đi tới bên cạnh Trương Dương nói, cũng là mặt mũi của cậu đủ. Vừa rồi chúng tôi vốn dự định để mọi người trả, không cho các thầy cô bỏ tiền. Chủ nhiệm Trương cậu vừa đến, giúp chúng tôi tiết kiệm ngay. Trương Dương cười nói, với tôi có quan hệ gì? Ngô viện trưởng người ta sáng sớm đã chuẩn bị sổ sách, không phải cho tôi mặt mũi. Lời tuy nhiên nói như vậy, trong lòng lại rõ ràng, Ngô Tể Dân 89 phần là bởi vì nguyên nhân hắn đến, nếu không ông ta sẽ không đi tính tiền cho đám thực tập sinh này. Hồng Linh nói, cậu có lái xe không? Trương Dương gật đầu, chỉ chỉ chiếc địa hổ của mình, Hồng Linh đi gọi tả hiểu tình, cô ấy và Trần Quốc Vĩ cùng tiến lên xe của Trương Dương, bạn học khác đi ba check xe ali, cả đám người hướng về karaoke ngân hà. Trương Dương không có nhiều hứng thú đối với ca hát, hắn sở dĩ kiên trì đến bây giờ là bởi vì tả hiểu tình, nếu không muốn nói thẳng nhãi này là trọng sắc khinh bạn đến quán karaoke tả hiểu tình đã có chút say xe trương dương bảo cô ấy ngồi ở trong xe nghỉ ngơi hắn cùng đám người hồng linh đi vào trương dương làm việc rất nhanh dành đặt phòng trả tiền hồng linh nói với hắn hay là cậu đưa tả hiểu tình trở về đi đừng để cho cô ấy chịu tội trương dương gật đầu trong lòng rõ ràng hồng linh là chế tạo cơ hội cho hắn trương dương đem giấy tờ thanh toán xong lúc này mới rời khỏi quán karaoke Trở lại trong xe, thấy Tả Hiểu Tình dựa vào cửa sổ xe, thổi gió lạnh. Trương Dương mở cửa xe ngồi xuống, khó chịu. Tả Hiểu Tình ư một tiếng, có thể là đêm nay uống nhiều, có chút say xe. Trương Dương cười nói, là do rượu hay là do xe. Tả Hiểu Tình lắc đầu, cô ấy phân không rõ, thật ra cũng không khó chịu như vậy, lúc này, cô ấy nhỏ giọng nói, vì sao không đi vào với bọn họ? Trương Đại Quan Nhân gọn gàng dứt khoát nói, anh vì em mà đến. Mặt cười của tả hiểu tình đỏ lên, cô ấy quay mặt qua nhìn bên ngoài, một lát sau mới nói em ở tại đối diện của khách sạn Minh Châu. Trương Dương nói cái này rốt cuộc là mời sao. Tả hiểu tình sẵn giọng nói bậy bạ gì đó. Hay là chúng ta đi bờ sông Xuân Thủy một chút. Trương Dương gật đầu, đi tới bờ sông Xuân Thủy, hắn đẩy mở cửa xe nhảy xuống, trợ giúp tả hiểu tình mở cửa xe, vươn tay, tả hiểu tình do dự một chút, vẫn đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, tay cô ấy vẫn mềm mại như trước, nhưng có chút lạnh. Cầm tay nhỏ của tả hiểu tình, Trương Dương không có ý buông tay. Thay đổi hai bên bờ xuân thủy cũng không lớn, cây thụ mọc cao, trên lá còn lưu lại không ít tuyết động. Tả hiểu tình và Trương Dương yên lặng đi tới dọc theo đường nhỏ bên bờ sông, tay tùy ý để Trương Dương nắm, được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Trương Dương sưởi ấm. Trong lúc nhất thời, hai người dường như về tới cái mùa đông của bốn năm trước trương dương nói còn nhớ chúng ta ở chỗ này gặp phải bí thư lý hay không mặt cười của tả hiểu tình đỏ lên năm đó ấn tượng của cô ấy đối với chuyện kia chỉ có một chút mông lung cô ấy cũng không có để ở chỗ sâu trong suy nghĩ thế nhưng theo thời gian trôi qua lúc tại nước mỹ cô ấy vô số lần nhớ lại đoạn thời gian ở tại xuân dương nhận thức của cô ấy đối với chuyện năm đó càng lúc càng sâu cô ấy thậm chí có thể suy đoán ra sau đó trương dương sở dĩ có thể được lý trường vũ trợ giúp tiến vào con đường làm quan tất cả đều là bởi vì vì gặp gỡ đêm đó tại bờ sông xuân thủy. Tả Hiểu Tình nhẹ nhàng dãy tay của Trương Dương, hai tay bỏ vào trong túi áo. Trương Dương cũng học hình dạng của cô ấy, hai người sóng vai đi về phía trước. Trương Dương nói, Lý Trường Vũ và Cát Xuân Lệ đã kết hôn, hiện tại hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc. Tả Hiểu Tình cắn cắn môi anh đào nói, sao bỗng nhiên nói những cái này? Chương 1338 trở về một trương đại quan nhân cười nói không có gì cũng là bỗng nhiên nhớ tới một sự tình đêm đó tả hiểu tình cho rằng hắn không có nói gì tốt cúi đầu hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân không trả lời trương dương nói anh bỗng nhiên sản sinh một loại ảo giác hình như chẳng bao giờ rời đi tả hiểu tình nói nếu như chẳng bao giờ rời đi vậy thì tốt biết bao lúc nói cô ấy cảm giác được cái mũi của mình hơi có chút cay cay cuống quýt dừng chân nhìn sông xuân thủy cách đó không xa Trương Dương cũng theo cô ấy dừng chân lại, nhìn mặt đẹp của Tả Hiểu Tình, tình cảnh 4 năm trước tại Xuân Dương giống như một đoạn phim chậm rãi chiếu lại trước mắt hắn, thằng nhãi này khi đối mặt với các cô gái cho tới bây giờ cũng không thiếu dũng khí, vươn cánh tay ôm lấy Tả Hiểu Tình. Thân thể mềm mại của Tả Hiểu Tình run rẩy một chút, cô ấy không nhúc nhích, hai tay vẫn đang bỏ vào túi, Trương Dương nhìn mặt cười của cô ấy, Tả Hiểu Tình chặt nhắm mắt, môi cũng ngậm chặt chẽ, nhưng hô hấp của cô ấy trở nên gấp không tự chủ được. Trương Dương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô ấy, hôn môi ôn nhu mở môi anh đào mềm mại của tả hiểu tình ra, cô ấy nhẹ nhàng mở môi anh đào, cho phép lưỡi của hắn xâm nhập vào trong môi của mình. Nội tâm của tả hiểu tình lúc này là quấn quyết mà mâu thuẫn không thể nghi ngờ, tuy rằng cô ấy hoài niệm thời gian năm đó cùng Trương Dương tại Xuân Dương, thế nhưng lý trí của cô ấy nói cho chính cô ấy biết, thời gian đi rồi không còn trở lại, hiện tại bọn họ đều đã thay đổi rất nhiều, Trương Dương lúc đầu không có xuất hiện tại hiện trường nội tâm của tả hiểu tình mất mát không thể nghi ngờ, mà khi Trương Dương xuất hiện, gây cho cô ấy kinh hỉ qua đi, trong nội tâm cô ấy cảm giác được kinh hoàng nhiều hơn. Bởi vì cô ấy không biết nên đối mặt với Trương Dương như thế nào, hiện tại sự nghiệp đường làm quan của Trương Dương rộng mở, trên tình cảm cũng đã có chỗ kết, giữa cô ấy và hắn chưa từng có bất luận hứa hẹn gì, đoạn tình cảm của bọn họ theo thời gian trôi qua trở thành một cái nhất thời, tả hiểu tình hối hận cái này vì sao muốn tới. Phần tình cảm tốt đẹp chỉ có thể tồn tại trong hồi ức, vĩnh viễn không tìm về được thế nhưng cô ấy vẫn đang không cách nào khống chế được mình cô ấy khát vọng đơn độc ở chung với trương dương chỉ có chính nội tâm cô ta rõ ràng vì sao mình muốn tìm ra một lý do say xe đi đến bờ sông xuân thủy cảm giác quen thuộc đột nhiên trở về như trương dương vừa rồi có nói trong nội tâm của tả hiểu tình cũng sản sinh một loại ảo giác giống như cô ấy chẳng bao giờ rời đi tuy rằng cô ấy rất rõ ràng tình cảm giữa bọn họ không có khả năng trở lại cái thuở đơn thuần kia, thế nhưng cô ấy rõ ràng nhận thức được. Tình cảm của mình đối với Trương Dương chẳng bao giờ thay đổi. Tay của tả hiểu tình rốt cục rời khỏi túi áo của cô ấy, ôm lấy lưng của Trương Dương, cô ấy vẫn từ rụt rè, dần dần biến thành nhiệt liệt đáp lại. Có người nói qua hôn chính là ngọt ngào, lúc này nội tâm của tả hiểu tình rất ngọt ngào, thế nhưng môi của cô ấy nhưng cảm thấy một vị mặn, đó là chính nước mắt mà cô ấy chảy xuống bên bờ sông bên kia, mơ hồ truyền đến tiếng ca. Nếu như trở lại trước kia vẫn là cùng anh mến nhau. Em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vẫn là sau tình yêu cuồng nhiệt là hai tiếng gặp lại ngắn gọn, cho em một chút không gian. Em không vì cái gì, không hề vì ai mà đem mình thay đổi. Hôn nồng nhiệt một lúc lâu, hai người mới xa nhau, tả hiểu tình dựa vào trương dương, dưới ánh trăng rừng ở trên mặt của hắn, hàm chứa lệ, cười lắc đầu. Trong lòng lại yên lặng nói với mình, trở về không được. Trương Dương đã cười, cảm giác được tình cảm ngày xưa đều tỉnh lại, hiểu tình. Tả Hiểu Tình nói, không cần phải nói, em rõ ràng. Trương Dương nói, anh. Tả Hiểu Tình che bờ môi của hắn lại, nhẹ giọng nói, đã khuya rồi, em cần phải trở về. Ở thêm một chút. Tả Hiểu Tình lắc đầu, em không muốn để anh thấy em khóc. Trương Dương đem Tả Hiểu Tình về khách sạn Minh Châu, về đến nhà đã là 11 giờ cha mẹ đều ở đây chờ hắn triệu lập vũ cũng có mặt thấy trương dương trở về từ lập hoa lập tức đứng lên nói mẹ đi làm đồ ăn cho con trương dương cười nói mẹ không cần con ăn no không chịu nổi nữa rồi hắn cười cười hướng triệu thiết sinh kêu một tiếng chú triệu lấy ra hai hộp thuốc lá đưa qua triệu thiết sinh vui vẻ tiếp nhận nhìn ra được tâm tình của ông rất tốt triệu lập vũ nói tam nhi anh an bài cho hai người bạn của em đến kim khải ở lúc đầu muốn bọn họ ở trong nhà, bọn họ cảm thấy không tiện. Trương Dương cười nói, tùy bọn họ. Từ Lập Hoa nói, hai người bạn của con cũng thật khách khí, còn mang theo không ít lễ vật đến đây. Trương Dương thế mới biết Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí hai người đã tới. Triệu Lập Vũ ngáp một cái nói, các người trò chuyện đi, anh đánh mặt trượt vài ngày, mệt muốn chết, không phải chờ em, anh đã sớm ngủ. Trương Dương bảo hắn nhanh chóng đi ngủ đi. Triệu Lập Vũ đi rồi, từ Lập Hoa bảo Trương Dương ngồi xuống bên người, Trương Dương sau khi đi tới, giúp bà xoa bóp hai vai, hưởng thụ hiếu tâm của con trai, Từ Lập Hoa trong lòng vui vẻ. Bà vỗ nhẹ tay của Trương Dương nói, "Không vội, từ kinh thành đến đây, nghỉ một chút, tắm nước đã chuẩn bị cho con, hay là con đi ngủ sớm một chút?" Trương Dương cười nói, "Không mệt, con cùng hai người tâm sự, bù đắp lễ mừng năm mới con không ở nhà." Triệu Thiết Sinh nói, "Tam Nhi, con đói không?" Trong phòng bếp có sẵn đồ ăn, chú bưng lên, hai ta uống một chút. Trương Dương biết cha kế là một người mê rượu, lập tức cười gật đầu, Triệu Thiết Sinh cười nói, hai mẹ con các người nói chuyện đi, tôi xuống chuẩn bị. Từ Lập Hoa nói, để tôi đi. Triệu Thiết Sinh lắc đầu nói, không ai được nhúc nhích. Trương Dương nhìn bóng lưng của Triệu Thiết Sinh, cười nói, tâm tình của chú Triệu rất tốt. Từ Lập Hoa cười tủm tỉm gật đầu nói, chứ sao nữa chuyện của tiểu tính và triệu dũng đã hoàn toàn định ra, bên ninh gia cũng không phản đối nữa. Chú triệu con tính tình tuy rằng thối một chút, nhưng trong lòng rất thương tiểu tính, chỉ cần tiểu tính và triệu dũng có thể sống yên ổn, ổng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hiện tại khúc mắc ở trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Từ lập hoa lại nói, lúc đầu mẹ còn tưởng rằng trong Tết âm lịch con sẽ mang yên nhiên trở về một chuyến, nhưng không ngờ rằng toàn bộ Tết âm lịch con đều ở kinh thành. Trương Dương ngượng ngùng nở nụ cười, mẹ con không phải là do công tác cần sao không có biện pháp từ xưa đến nay trung hiếu không thể lưỡng toàn từ lập hoa nói có cần mẹ xâm bốn chưa sau lưng con hay không tinh trung báo quốc trương dương bị câu nói hài hước hiếm có của mẹ làm cho tức cười triệu thiết sinh bưng đồ ăn đi đến cười nói hai mẹ con trò chuyện cái gì mà vui vẻ như thế trương dương cười nói mẹ chuẩn bị xâm chữ cho con triệu thiết sinh sửng sốt một chút Nghe Trương Dương đem chuyện kể ra, cũng bật cười lên, ông mở một chai rượu Mao Đài 30 năm, những rượu này đều là Trương Dương đưa cho ông, Triệu Thiết Sinh bình thường không dám uống, vào ngày lễ ngày Tết mới mở một chai. Ba người vừa ngồi vào bàn, Từ Lập Hoa cũng rót một ly nhỏ. Trương Dương kính rượu hai người, đem chuyện mình đã xác định từ Đông Giang điều đến huyện Tân Hải làm bí thư huyện ủy nói ra. Triệu Thiết Sinh không rõ ràng từ tỉnh thành đến huyện là thăng hay là xuống thấp giọng nói, sao từ tỉnh thành lại về đến huyện. Trương Dương cười nói, trong tỉnh thành loại cán bộ cấp sử giống như con cua tay một cái là chụp được một sấp giày, đi huyện, con định đoạt, sau này ở Tân Hải con cũng là người đứng đầu. Triệu Thiết Sinh lúc này hiểu được, đúng vậy, thà làm gà đứng đầu còn hơn làm trâu đi sau. Từ lập hoa bất mãn xoay ngược chiếc đũa lại gõ tay ông một cái, lại nói bậy. Triệu Thiết Sinh ngượng ngùng nở nụ cười, tam nhi, đừng trách chú con nói cả nói bậy, Chú không có văn hóa, con cũng biết." Trương Dương nói, "Chú nói có lý, con đích thật là lo lắng như thế, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, ba của Yên Nhiên bây giờ là bí thư tỉnh ủy, con công tác dưới tầm mắt của ông ấy, luôn cảm thấy không được tự nhiên, áp lực quá lớn, lỡ như con lại chọc ra chuyện gì, người khác khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió, cho nên con tránh xa một chút vẫn tốt hơn." Từ Lập Hoa tán thành gật đầu, "Được rồi, hai ngày trước cả nhà mới từ quê trở về." Yên nhiên gọi điện thoại đến đây chúc Tết, vợ chồng Tống Bí Thư hai người cũng nói chuyện, Tam Nhi, người tìm được một cô gái tốt như Yên nhiên, thật sự là phúc tu được từ kiếp trước. Trương Dương nói, Yên nhiên rất tốt với con, mẹ. Thật ra con cũng không kém. Từ Lập Hoa nói, ai cũng không nói con không tốt, được rồi, năm nay chúc Tết cho mẹ còn có rất nhiều. Bà Hạ ly rượu xuống, trong lòng vừa vui mừng vừa phát sầu, trong Tết âm lịch những cô ấy chúc Tết cho bà cũng không ít, Hà Hâm Nhan, Tần Thanh, Thường Hải Tâm, Hồ Nhân Như, Hải Lan. Thậm chí ngay cả cô gái An Ngữ Thần ở Hong Kong cũng gọi điện thoại tới chúc Tết, từ lập hoa tuy rằng không nói rõ, vừa trong ý rất rõ ràng, những cô gái này và con trai đều thuộc về cái loại này cắt không đứt mà còn loạn. Vui mừng chính là nhiều cô gái ưu tú như vậy coi trọng con trai mình, sâu chính là con trai chỉ có thể cưới một người vợ, hắn và yên nhiên đã định ra cũng không thể có lỗi người ta. Trương đại quan nhân cảm thấy không có gì, mẹ con vẫn đều muốn hỏi mẹ, trong số các cô gái mà con quen, mẹ thích nhất ai hả? Từ lập hoa suy nghĩ một chút nói, yên nhiên, hiện tại bà ấy đương nhiên nói như vậy. Trương Dương biết những lời này của mình hỏi giống như không có hỏi, hắn cười nói, mẹ, nếu như con cưới về mấy cô dâu hầu hả mẹ, mẹ vui không? Từ lập hoa vùng chiếc đũa lên gõ ót hắn một cái, tiểu tử thối, con nói bậy bạ gì đó. Mẹ cảnh cáo ngươi, con ngàn vạn lần không thể có lỗi với yên nhiên, đúng vậy mẹ biết cô gái tốt rất nhiều, nhưng yên nhiên chỉ có một. Trương Dương liên tục gật đầu, trong lòng thầm than, yên nhiên quả nhiên là hảo thủ đoạn, rốt cuộc dùng phương pháp gì đem mẹ làm cho vui vẻ, một lòng đều hướng về cô ấy, nghĩ đi nghĩ lại, mẹ vẫn là bất công với Hà Hâm Nhan một chút. Triệu Thiết Sinh ô ở một bên nghe, loại chuyện này ông không chen miệng, cười nói, con cháu tự có con cháu phúc, mẹ đứa nhỏ, tôi thấy bà đừng quan tâm liễu, tam nhi làm việc có chừng mực, từ Lập Hoa nói: "Được rồi, còn có một việc, buổi sáng ngày hôm nay đám bạn học thực tập tại bệnh viện huyện lúc trước đã tới, bên trong có một cô gái lúc trước rất tốt với con, cũng đến đây." Chương 1339: Trở về hai. Trương Dương vừa nghe liền biết chính là Tả Hiểu Tình, cười nói: "Mẹ nói là Tả Hiểu Tình sao? Đêm nay tôi và bọn họ cùng nhau đi ăn." Từ Lập Hoa nói: "Con bé đó cũng không sai, rất ôn nhu." Lúc trước mẹ còn tưởng rằng hai đứa có hy vọng trở thành một đôi. Trương Dương nói, cô ấy hiện tại học tiến sĩ tại nước Mỹ, là người có bằng cấp cao nhất nhóm, được cho là sự nghiệp thành công. Từ Lập Hoa khen, không đơn giản, một đứa con gái ở tại nước Mỹ nhất định không dễ dàng. Trương Dương nói, sống trên thế giới này bản thân đã không dễ dàng. Từ Lập Hoa nói, Tiểu Tĩnh và Triệu Dũng bọn họ quyết định năm nay ngày mùng 1 tháng năm kết hôn, ngày của con và yên nhiên ba mẹ cũng xem rồi một tháng người được không? Trương Dương cười nói, con đã nói là tùy mẹ an bài mà. Từ lập hoa nói, nói cái gì, con và yên nhiên kết hôn, mẹ an bài sao được, đầu tiên là hai đứa phải đồng ý mới được. Trương Dương nói, như vậy đi, tôi quay về Đông Giang thương lượng với yên nhiên. Trương Dương ở nhà chỉ một buổi tối, sáng sớm hôm sau hắn cùng Triệu Thiên Tài bọn họ đi đến Giang Thành, đi tần ra lại chúc Tết cho tần đồn lương, sau đó lại đi nhà của Khương Lược, mừng tuổi của Khương Tử Hàm một ngàn, đứa nhỏ Khương Tử Hàm này rất hiểu chuyện, nhún nhường một hồi mới nhận số tiền này, lúc Trương Dương đi ra, đứa nhỏ hỏi mẹ của mình rằng vụ án của ba có tiến triển hay không. Trương Dương thấy đứa nhỏ này không khỏi chua sót, nghi phạm sát hại Khương Lượng đã tập trung, bất quá vẫn không có bắt được Lâm Quang Lượng. Trương Dương đương nhiên không thể đem tình hình thực tế nói ra, chỉ là an ủi nó, bảo nó học tập thật tốt, về phần báo thù cho cha cứ giao cho bọn họ là tốt rồi. Trương Dương vốn định gặp mặt Đỗ Thiên Giã, nhưng Đỗ Thiên Giã gần đây công tác bề bộn nhiều việc, muốn rút thời gian gặp mặt cũng chỉ có thể là buổi tối. Trương Dương cũng không có nhiều thời gian như vậy ở Giang Thành, có chuyện chỉ có thể đợi lần sau gặp mặt, dù sao không lâu sau này hắn phải đi đến Tân Hải tiền nhiệm, từ Tân Hải đến Giang Thành cũng không tính quá xa, sau này cơ hội gặp mặt khẳng định sẽ rất nhiều. Sở Yên Nhiên biết Trương Dương từ kinh thành trở về cũng vô cùng hài lòng, cô ấy bảo Trương Dương đêm đó đến nhà ăn trong khoảng thời gian này cô ấy cùng bà ngoại du lãm một phen tại Đông Giang. Ngày hôm trước vừa trở về Đông Giang, lúc đầu Margaret muốn ở khách sạn, nhưng vợ chồng Tống Hoài Minh vô luận như thế nào đều phải mời bà tới nhà ở. Thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là đi Tống ra. Margaret rất thích đứa con trai nhỏ của Tống Hoài Minh, Liễu Ngọc Oánh bản thân lại cực kỳ chu đáo. Cẩn thận quan tâm đối với lão thái thái, thường xuyên qua lại, Margaret thẳng thắn nhận thức Liễu Ngọc Oánh làm con gái nuôi, cái này cũng đầy đủ biểu hiện cơ trí của lão thái thái, cứ như vậy giống như thân càng thêm thân, Tống Hoài Minh vẫn là con rể của bà ấy. Trương Dương đem địa hổ đứng ở cửa nhà, sở yên nhiên nghe được động tính từ bên trong đi ra đón, thấy chiếc xe kia, đôi mắt đẹp trừng tròn vo, Trương Dương, có cần khoa trương như vậy hay không, sao đem xe thiết giáp chạy đến cửa nhà em. Trương Đại Quan Nhân quay đầu lại nhìn chiếc địa hổ một chút, anh cảm thấy rất điệu thấp. Sở Yên Nhiên nói, kiếm ở chỗ nào ra chiếc xe này. Trương Dương cười nói, lại nói tiếp, chiếc xe này cũng là của em, Tiết Vĩ Đồng tặng cho em làm lễ vật. Sở Yên Nhiên nói, cô ấy là em gái của anh, anh và cô ấy không quen, vẫn là tặng cho anh. Cô ấy nhìn bảng số một chút, năng lực của Tiết Vĩ Đồng thật đúng là không nhỏ. Trương Dương cười nói, nhà đầu, vài ngày không gặp sao miệng đầy mùi chua vậy. Sở Yên Nhiên nói, ôi, anh ở bên ngoài tiêu sái liễu 10 ngày, em phát hai câu bực tức không thể hả, trương đại quan nhân cười nói có thể có thể hắn từ góc sau xe lấy ra một túi lớn sở yên nhiên thăm dò nhìn một chút nói cái xe này có không gian thật là lớn trương đại quan nhân nhếch miệng cười thấp giọng nói ghế sau trải dài có thể làm giường lớn vậy lát nữa hai ta cảm thụ một chút sở yên nhiên mặt đỏ lên đưa tay túm lấy cái lỗ tai của hắn cố sức nhéo anh thành thật khai báo anh đã thử qua với ai trương đại quan nhân cực kỳ ủy khuất mếu môi nói cái xe này vừa sửa, chỉ có triệu thiên tài và ngũ đắc trí ở phía sau ngủ qua, nếu như anh nói xạo trời dáng ngũ lôi oanh chết. Lúc này xe của Tống Hoài Minh cũng tới, ông còn chưa có xuống xe thì thấy con gái và con rể đứng ở cửa lớn liếc mắt đưa tình, khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười hiểu ý. Sở yên nhiên thấy xe của cha tới, cuống quyết buông cái lỗ tai của Trương Dương, tuy rằng như vậy, cái lỗ tai của Trương Đại Quan Nhân cũng bị nhéo đỏ, Trương Dương than thở, người đàn bà đanh đá. Không ngờ rằng em là một người đàn bà đanh đá. Sở Yên Nhiên cười ngọt ngào, ra đón, tiếp nhận cặp trong tay cha, "Ba, ba đi làm mới về." Tống Hoài Minh gật đầu, cười nói, "Trương Dương tới." Trương Dương khoác trên lưng một cái túi lớn, thoạt nhìn có chút giống như dân công cản xe lửa, lỗ tai còn đỏ đỏ, hắn cười nói, "Chu Tống, con vừa đến Đông Giang." Tống Hoài Minh nói một câu, trời lạnh, nhanh chóng vào nhà đi, lỗ tai đều lạnh đỏ rồi trương đại quan nhân thật sự là khóc không ra nước mắt lỗ tai bị lạnh đỏ sao lão tống ơi là lão tống ông đúng là không phúc hậu vừa rồi khuê nữ của ông ngược tôi ông thấy rõ ràng ngay cả một câu công đạo cũng không chịu nói thiên lý ở đâu thiên lý ở đâu sở yên nhiên đắc ý trừng mắt nhìn hướng trương dương trương đại quan nhân khiêng túi đi vào lập tức cảm thấy bầu không khí gia đình hòa thuận vui vẻ tống ra hẳn là rất lâu không náo nhiệt qua như thế Margaret và liễu ngọc oánh đang ở trong phòng khách chơi với tiểu canh tân trương dương vừa vào cửa đem túi đặt một bên quỳ xuống cho lão thái thái bà ngoại con chúc tết cho bà không khỏi nhiều lời cốp 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 dập đầu ba cái Margaret cười nói được rồi biết tâm ý của cậu đừng làm cho long trọng như thế không biết vì sao tiểu canh tân lại cười liên tục cũng không biết nó hài lòng cái gì trương dương đứng dậy nhưng tiểu canh tân bỗng hoa hoa khóc lên ai cũng không biết nó khóc cái gì tay nhỏ chỉ vào trương dương cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ vô cùng ủy khuất sở yên nhiên rõ ràng đi qua đè vai của trương dương quỳ xuống quỳ xuống anh làm tiểu tân sợ rồi trương đại quan nhân phiền muộn cái này con mẹ nó là chuyện gì tôi là dập đầu cho lão thái thái tên nhóc này thêm loạn cái gì nói cũng kỳ quái hắn vừa quỳ xuống tiểu canh tân ngừng khóc trên mặt còn mang theo nước mắt mở miệng nhỏ nhắn nở nụ cười hi hi trương dương cười khổ nói tiểu huynh đệ này đùa giỡn mình như khỉ á tống hoài minh cười nói ngọc oánh nhanh chóng đem đứa nhỏ lên lầu tuổi còn nhỏ mà đã biết giày vò anh về tương lai của nó rồi sở yên nhiên nói đúng rồi em trai mình thấy có người khi dễ mình đây mà liễu ngọc oánh cười ôm lấy đứa nhỏ đi lên lầu trương đại quan nhân chật vật bất kham đứng lên từ trên mặt đất lúc đầu hắn còn muốn dập đầu cho cha vợ tương lai bị cậu em vợ làm một hồi Tâm tình tất cả đều không có, phải muốn một lần nữa nổi lên một chút. Tống Hoài Minh cởi áo khoác, ân cần thăm hỏi Margaret, sau đó ngồi xuống sofa, Trương Dương tiếp nhận nước trà của Sở Yên Nhiên, đưa qua cho Tống Hoài Minh, lúc này tâm tình nổi lên cũng không khác biệt lắm, thừa dịp tiểu canh Tân không ở, lại quỳ xuống cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cũng không ngăn hắn, biết phương diện này Trương Dương đặc biệt truyền thống, chờ hắn dập đầu xong, cho hắn tiền lì xì, giữ lấy lộc nha. Trương Dương cười đứng lên, Margaret bên kia cũng chuẩn bị rồi, kêu Trương Dương qua, kín đáo đưa cho hắn một phong thư, Trương Đại Quan Nhân chỉ là lấy tay sờ, lão thái thái hẳn là chuẩn bị 10.000 đồ trong phong thư, so sánh mà nói tiền lì xì của cha vợ tương lai quá mỏng. Bí thư tỉnh ủy vẫn là không bằng lão bà nước Mỹ, nói đi cũng phải nói lại chứ, nếu như Tống Hoài Minh ra tay mạnh hơn Margaret, trên kinh tế 89 phần muốn có vấn đề. Trương Dương nhớ tới cái túi mình mang đến, từ đó lấy ra lễ vật mà hắn mua về từ Hàn Quốc, trên cơ bản đều là đồ trang điểm, tặng cho các nhân vật nữ trong nhà, còn có mua đồ chơi cho tiểu canh tân, về phần Tống Hoài Minh, hắn tặng một bộ gia cụ. Tống Hoài Minh nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh ông. Tống Hoài Minh nói, con đi Hàn Quốc khi nào? Trương Dương nói, đúng lúc Chu Hưng Quốc đi qua đó làm khảo sát, tôi không có gì làm, cho nên cùng đi qua xem náo nhiệt. Trong chuyện này tuyệt đối không thể nói thật mặc kệ điểm xuất phát của hắn làm sao, nếu như cha vợ tương lai biết hắn vì người con gái khác mà mạo hiểm sinh mệnh đi đến Bắc Triều Tiên cứu người, không tức chết cũng là lạ. Tống Hoài Minh gật đầu nói, chuyện trên công tác, Chu tỉnh trưởng nói qua với con chưa? Trương Dương nói, con ở Kinh Thành cùng ông ấy ăn một lần, Chu tỉnh trưởng nói rất rõ ràng. Trương Dương trả lời mà nội tâm vô cùng thấp thỏm, với tu vi của Tống Hoài Minh chắc chắn là nhìn ra mình suy nghĩ gì, không biết điều động này có thể chọc ông không vui hay không. Tống Hoài Minh nói, chuyện Tân Hải ảnh hưởng rất xấu, lãnh đạo Trung ương đặc biệt phê chỉ thị, trọng trách trên vai con không nhẹ. Trương Dương lặng lẽ quan sát một chút biểu tình của Tống Hoài Minh, phát hiện vẻ mặt của ông ta vẫn bình thản như thường, hẳn là không có tức giận, lẽ nào Tống Hoài Minh đối với điều động của mình lần này cũng vô cùng thỏa mãn. Trương Dương nói, chú Tống, thật ra lúc đầu con cũng không còn muốn chạy, nhưng sau đó lo lắng đến con công tác tại Đông Giang, nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, tống hoài minh cười nói không cần giải thích chú rõ ràng liễu ngọc oánh đem con trai giao cho bảo mẫu xong thì đi xuống lầu bà ấy cười nói làm gì vậy sao nghiêm túc như vậy hoài minh đây là ở nhà ông đừng làm như ở cơ quan công tác ăn thôi tống hoài minh cười nói đúng vậy ăn thôi so sánh với ở khách sạn mà nói trương dương càng thích bầu không khí ăn ở nhà người một nhà ngồi cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận Margaret quan tâm nhất vẫn là hôn sự của Trương Dương và Yên Nhiên. Trương Dương nói ra, sở so Yên Nhiên nghe được hắn chuẩn bị đem hôn kỳ định vào ngày 1 tháng 10. Mặt cười nhất thời đỏ lên, cô ấy nhỏ giọng nói thời gian khẩn trương, áo cưới còn chưa kịp may. Trương Dương nói, mặc áo cưới cái gì, người Trung Quốc chúng ta không thịnh hành trò đó, làm áo bông màu đỏ mặc vào là được. Tôi về cưới ngựa lớn, mướn theo cố kiệu, đem em rước về nhà. Mọi người đều nở nụ cười chương 1340, lại là hãm hại một. Sở Yên Nhiên nói, em muốn đi thần miếu đảo kết hôn, công trình bên kia toàn bộ hoàn công phải chờ tới tháng 5 sang năm. Cô ấy vươn tay đi đặt ở trên đùi của Trương Dương lắc lắc, hiển nhiên là trương cầu ý của Trương Dương. Trương Dương nói, anh không thành vấn đề, tất cả đều nghe lời em. Thật ra hắn cảm giác tháng 10 này cũng vội vàng một chút, mình lập tức đi đến Tân Hải tiền nhiệm, tất cả bên kia đều là không biết, quả thật không có quá nhiều thời gian đi xử lý hôn lễ. Hắn vừa nói như thế, rồi lại lưu ý đến biểu tình của sở yên nhiên hiện lên một tia mất mát, suy nghĩ của thằng nhãi này vô cùng linh hoạt, sở yên nhiên trong lòng khẳng định là vô cùng quấn quýt và mâu thuẫn, cô ấy cũng không phải cảm thấy thời gian vội vàng, mà là trên tâm lý còn chưa chuẩn bị. Trương Dương trong lòng khẽ động, hướng Tống Hoài Minh nói, chú Tống, con muốn cùng yên nhiên làm giấy hôn thú trước. Sở yên nhiên mặt cười ửng đỏ nói, anh có hỏi qua em không? Margaret vỗ tay cười nói tốt, tốt, cha mẹ chi mệnh đã nói như vậy, không cần hỏi con. Lão Thái Thái sáng mắt sáng lòng, Phương Tâm yên nhiên từ lâu đã giao cho Trương Dương, ngoại trừ tên nhóc này không có khả năng coi trọng những người khác. Trương Dương nói, hai ta ở kinh thành không phải nói rồi sao? Sở Yên Nhiên nói, em không nhớ rõ. Trong lòng cũng hài lòng không ngớt, thật ra cô ấy không quan tâm đến việc làm hôn thú, chỉ là một tờ giấy đối với cô ấy mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng Trương Dương chủ động nói ra, chứng minh trong lòng hắn từ đầu đến cuối quan tâm vẫn là mình. Tống Hoài Minh cười nói, loại sự tình này không cần hỏi chú, con là người yên nhiên chọn, đồng dạng, con muốn lựa chọn yên nhiên làm vợ của con, hai đứa sẽ gánh chịu trách nhiệm với nhau, phải có được chuẩn bị cả đời, lúc nào cảm giác chuẩn bị đầy đủ, cảm thấy vai của mình đủ để gánh chịu trách nhiệm như vậy, hai đứa đi làm hôn thú, cá nhân chú không có bất luận ý kiến cái. Cơm tối xong, Tống Hoài Minh gọi Trương Dương vào phòng sách, có chuyện nói với hắn. Tống Hoài Minh nói cũng không phải vấn đề hôn nhân của Trương Dương và con gái, ông là một người cha khai sáng, cũng thấy rất rõ ràng tình cảm của Trương Dương và con gái, tình cảm của hai người quả thật hẳn là nên có kết quả, Tống Hoài Minh quan tâm chân chính vẫn là vấn đề của Tân Hải. Tống Hoài Minh nói, "Trương Dương, con có tìm hiểu về tình huống của Bắc Cảng hay không?" Trương Dương lắc đầu, tuy rằng gần đi đến Tân Hải tiền nhiệm, thế nhưng hắn đối với cục diện chính trị của bắc cảng một chút đều không biết tống hoài minh nói chú vẫn đều rất không hài lòng đối với tình trạng của bắc cảng tại trước mặt trương dương ông cũng không che giấu yêu thích trong nội tâm theo tống hoài minh xem ra với điều kiện của bắc cảng không nên trở thành thành phố lạc hậu nhất trong tỉnh bình hải nó có thể trở thành người đứng đầu toàn bộ bình hải nhưng mà hiện thực lại chính là như vậy trương dương nói chú tống con đi tân hải Tống Hoài Minh nở nụ cười, Tân Hải là huyện quan trọng nhất Bắc Cảng, chú nói cho con một bí mật, không cần bao lâu Tân Hải sẽ trở thành huyện cấp thành phố, con làm bí thư huyện ủy, rất nhanh sẽ trở thành bí thư thị ủy. Đôi mắt của Trương đại quan nhân sáng lên, hư vinh tâm của thằng nhãi này bị câu nói đầu tiên của Tống Hoài Minh thành công dẫn dắt ra, bất quá thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là một người lòng tham không đủ, hạ giọng nói, nếu như vậy, bí thư thị ủy vẫn là cấp sư. Tống Hoài Minh nói với ý tứ sâu xa có thể sao. Ông đối với con rể tương lai cũng có lý giải tương đối, không cho hắn chút ngon ngọt, tên nhóc này là sẽ không ra lực, phải cho hắn thấy mục tiêu, hắn mới có thể toàn lực ứng phó. Trương Dương cũng không phải kẻ ngu, trên chính trị không có nhiều nhân tình như vậy, cha vợ rõ ràng là cho hắn thuốc ăn thần, không có chuyện tốt trên trời rớt xuống như vậy đâu. Cha vợ cho ra nhiều điều kiện hậu đãi như vậy, đơn giản là muốn lợi dụng hắn đạt được mục đích chính trị nào đó. Tuy rằng loại này lợi dụng là thiện ý, là một loại phát triển tốt, nhưng bản chất vẫn là lợi dụng." Tống Hoài Minh nói, từ lúc chú đi tới Bình Hải lúc, chỉ biết Bắc Cảng có rất nhiều vấn đề. Lần này hỏa hoạn tuy rằng là ngẫu nhiên xảy ra, nhưng từ nào đó ý nghĩa mà nói lại là tất nhiên. Trương Dương nghe không hiểu cái gì mà ngẫu nhiên với tất nhiên, hắn thấp giọng nói, "Chú Tống, chú là không hài lòng với lãnh đạo Bắc Cảng?" Tống Hoài Minh mỉm cười, nếu Trương Dương đã ngộ ra, mình sẽ không cần phải nói rõ. Ông thấp giọng nói, Bắc Cảng tồn tại rất nhiều vấn đề, bên trong nghiêm trọng nhất cũng là buôn lậu, tuy rằng trong tỉnh nhằm vào Bắc tiến hành rồi cải cách. Đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, bởi vì buôn lậu cũng dẫn phát tới một loạt hiện tượng phạm tội, tiến tới ảnh hưởng đến trị an xã hội của thành phố Bắc Cảng, tại toàn bộ tỉnh mà nói, Bắc Cảng không chỉ có là thành phố lạc hậu nhất trên kinh tế, cũng là có thành phố tần suất phạm tội cao nhất. Trương Dương nói, Bắc Cảng có vấn đề nhiều như vậy xem ra muốn đổi không phải bí thư huyện ủy Tân Hải, hẳn là phải đổi bí thư thị ủy mới đúng, chú Tống, nếu không chú để cho con hai cấp đi. Tống Hoài Minh cười nói, đối đãi không thể quá cao, trong nhà còn chưa dọn thì làm sao mà dọn thiên hạ. Tân Hải là chỗ loạn nhất của Bắc Cảng, muốn thu được đề thăng, muốn nâng cao một bước trên chính trị, nhất định phải chứng minh năng lực trước. Trương Dương nói, năng lực của con còn cần chứng minh sao? Tên nhóc, tự tin hả, Trương Dương nói, nếu như chú thật cảm thấy con không có bản lĩnh kia, cũng sẽ không đem con tới Tân Hải. Tống Hoài Minh cười ha hả nói, là chính con muốn đi. Trương Dương thở dài nói, chú Tống, nói thật, con hiện tại cảm thấy mình chủ động nhảy vào trong cái hố. Sở yên nhiên đem Trương Dương đến ngoài cửa, tuy rằng cô ấy rất muốn ở bên cạnh Trương Dương, nhưng có cha ở đây, dù sao phải có cố kỵ, hai người nắm tay nhau, Trương Dương nói, nhà đầu, vậy thì, hay là anh sở yên nhiên lắc đầu nói ngày mai anh đến đây đón em trương dương gật đầu được vậy anh đi sáng mai đừng quên chuẩn bị hai ta đi làm hôn thú bỏ đi chờ lần sau em trở về muốn làm hôn thù nói thế nào cũng phải đường đường chính chính cầu hôn em nếu không em thật mất mặt sở yên nhiên mặt cười đỏ hồng bỗng nhiên kiếng chân nhanh chóng hôn một cái trên mặt của trương dương sau đó cấp tốc bỏ chạy vào nhà trương đại quan nhân vuốt trổ bị sở yên nhiên hôn qua cười lắc đầu. Sở Yên Nhiên làm cho hắn tâm động cũng là đối với hắn chân tình, tuy rằng cô ấy đã tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, thế nhưng lúc đối mặt với mình vẫn là tiểu nha đầu hay ngượng ngùng trước kia. Rời ra thuộc viện tỉnh ủy đã là buổi tối 9 giờ, Trương Dương gọi một cú điện thoại cho Tần Thanh, Tần Thanh biết hắn ngày hôm nay trở về, vẫn ở nhà chờ hắn, bảo Trương Dương trực tiếp chạy đến gần tiểu khu. Trương Dương đi tới địa điểm ước định, thấy Tần Thanh mặc áo khoác nhung màu xám duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó chờ, tần thanh hiển nhiên không có nhận ra chiếc xe Việt dã này, ánh mắt còn hướng xa xa nhìn xung quanh, Trương Dương đem xe dừng đến bên cạnh của cô, mở cửa xe cười nói, tần bí thư, mời lên xe. Tần thanh lúc này mới nhìn đến Trương Dương bên trong, cô ấy cười cười, tiến vào bên trong xe ngồi xuống, Trương Dương nói, chờ lâu. Đôi mắt sáng của tần thanh ngóng nhìn Trương Dương nói, không thể nói là chờ lâu, dù sao đã làm tốt chờ em cả đời những lời này nhất thời đem lửa tình trong nội tâm của trương đại quan nhân châm lên tần thanh từ ánh mắt của hắn thì ý thức được cái gì nhỏ giọng nói đừng hồ đồ chỗ này là cửa ký túc xá trương dương ngăn chặn lửa tình nội tâm mạnh mẽ đẻ ép ý niệm đem muốn thanh mỹ nhân tử hình ngay tại chỗ ô tô chạy ra ngoài đường lớn tần thanh tựa vào trương dương một ít để chán lên đầu vai hắn nhỏ giọng nói mang chị đi hồ thanh long trương dương không biết tần thanh vì sao bỗng nhiên muốn đi hồ thanh long Bất quá hắn đối với thỉnh cầu của Mỹ Nhân đương nhiên là vâng theo, lái xe rời khỏi Đông Giang, thẳng đến công trường khu nội thành mới. Tuy rằng khu nội thành mới nhiều chỗ đã khởi công, thế nhưng toàn bộ khu nội thành mới vẫn có vẻ vô cùng trống trải, Trương Dương đem xe Việt dã chạy tới Tây Bắc Hồ Thanh Long, không ai cả, toàn bộ trong trời đất dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Dương dừng xe lại, nghiêng thân, đem thân thể mềm mại của Tần Thanh ôm vào trong lòng của mình, cúi người xuống hôn lên môi mềm của cô ấy dưới sự dạy dỗ của trương đại quan nhân, kỹ thuật hôn của thanh mỹ nhân cũng ngày càng thành thạo. Bàn tay to của trương dương thâm nhập vào vạt áo tần thanh, xoa nắn đôi gò trắng nõn hô hấp của tần thanh bởi vì hắn quấy dày mà trở nên gấp gáp, khẽ đẩy đẩy hắn nói chị gọi em tới không phải vì cái này. Trương Dương cười nói, vì sao? Tần Thanh nói, cũng là muốn cùng em nhìn công trường khu nội thành mới, nhìn sự nghiệp chúng ta gây dựng, em phải đi, chị muốn em nhớ nơi này, Trương Dương lần thứ hai hôn lên môi của cô ấy, sự nghiệp của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Không khí bên trong xe trở nên mờ ám lên, Tần Thanh trong bất chi bất giác bị Trương Dương cởi sạch sẽ quần áo, thể nghiệm tình cảm mãnh liệt không gian siêu lớn của chiếc địa hồ này. Ánh trăng xuyên qua cửa xe chiếu vào, Trương Dương ôm lấy thân thể của nằm ở ghế sau bằng phẳng. Tay của Tần Thanh vuốt ve cái cằm đang mọc dâu của Trương Dương, Trương Dương nắm ngón tay nhẹ nhàng cắn một cái, thấp giọng nói, sao có mùi vị thế? Tần Thanh nở nụ cười, "Là mùi vị của em." Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt thống khổ nói, "Chẳng lẽ cái này gọi là thủ dâm sao?" Tần Thanh cười rất hài lòng, đùi đẹp thon dài như dây thường xuân quấn lấy đùi của Trương Dương, hôn lên môi của Trương Dương, "Chỉ thích." Thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve thân thể kiện mỹ của Trương Dương, không bao lâu sau dục hỏa trong lòng Trương Đại Quan Nhân một lần nữa thiêu đốt lên, Tần Thanh ngăn chặn thân thể hắn, hai tay đỡ đầu vai hắn rất cẩn thận ngồi ở trên người của hắn dùng thân thể ấm áp bao lấy hắn ở bên trong không chỉ là triền miên còn có loại kích thích khác tần thanh xưa nay rụt rè đêm nay biểu hiện cũng đặc biệt phóng túng đương nhiên một mặt này của cô ấy vĩnh viễn chỉ hiện ra đối với một mình trương dương mãi cho đến khi cô ấy cảm giác kiệt sức mới thuận theo ngã vào trong lòng của trương dương nhẹ giọng nói em không phải người trương dương cười nói ăn no đánh đầu bếp cho dù chị là cán bộ đảng viên cũng không thể như vậy Tần Thanh nở nụ cười hì hì, ôm sát Liễu Trương Dương, mặt cười kề sát hai gò má của Trương Dương, tràn ngập sầu não nói chị không muốn em đi. Trương Dương nói, em cũng không muốn đi, nhưng cái này là không đi không được. Trương 1341, lại là hãm hại hai. Tần Thanh gật đầu. Bàn tay to của Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai mềm nhẵn của Tần Thanh, đem cuộc nói chuyện giữa mình và Tống Hoài Minh đêm nay nói cho cô ấy. Tần Thanh nhỏ giọng nói, nói như vậy, Tống Bí Thư lần này rất có kỳ vọng. Trương Dương nói, lúc đầu em cho rằng lần điều động này sẽ làm ông ấy mất hứng, nhưng thật không ngờ tôi lại chủ động nhảy vào trong cái hãm hại này. Tần Thanh dịu dàng cười nói, cũng không thể nói như vậy, vấn đề của Bắc Cảng tồn tại đã lâu, hai năm này buôn lậu tại Bắc Cảng càng, càng càng lúc càng hung hăng ngang ngược, mọi người thật ra trong lòng đều rõ ràng vấn đề ở nơi nào, thế nhưng ai cũng không giải quyết được. Trương Dương nói: "Tôi nghe nói Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành là người của Tiết gia." Tần Thanh nói: "Hạng Thành đã cứu mạng của Tiết lão, cái khác thì chị không rõ ràng lắm, người này chị đã thấy vài lần, cảm giác cho chị rất chính trực, có cái gì nói cái đó." Bắc Hải sở dĩ xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, có thể là quản lý tồn tại vấn đề. Trương Dương nói: "Đêm nay nói chuyện với Tổng Bí thư xong, em bỗng nhiên cảm giác lần này đi Tân Hải không thái bình được." Tần Thanh cười nói, em đi đâu cũng đều không thái bình được. Cô ấy vừa nói, vừa lấy ngón tay về vân ngực Trương Dương, nhẹ giọng nói, chuyện của em và Yên Nhiên có định ra chưa? Trương Dương gật đầu, muốn làm giấy hôn thú rồi, nhưng cô gái nhỏ này có vẻ khẩn trương quá. Ngón tay của Tần Thanh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục trượt trước ngực hắn, Trương Dương, đáp ứng chị, đối xử tốt với Yên Nhiên. Trương Dương nói, yên tâm đi, trong lòng em đều biết. Tần Thanh nhìn Trương Dương, cảm giác hắn cũng là chất độc, mình đã xa vào bên trong thật sâu không thể tự thoát ra được, nếu như cô ấy có thể lý trí một chút, cô ấy nên hoàn toàn cắt đứt tình cảm với Trương Dương. Khiến cho hắn và sở yên nhiên sinh hoạt hạnh phúc, thế nhưng cô ấy không làm được, cho dù cô ấy có thể làm được, Trương Dương cũng không thay đổi tính tình phong lưu của hắn được. Tần Thanh nghĩ tới đây không khỏi thở dài nói, Trương Dương, thật ra chị rất không rõ ràng, vì sao lòng của em trong có thể có nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy trương dương cười nói trong bụng kẻ tướng có thể chống thuyền con người em như vậy đã định trước không chịu ngồi yên tần thanh nói trên tình cảm em là một người cực kỳ ích kỷ trương dương cũng không phủ nhận gật đầu nói tình cảm vĩnh viễn đều là ích kỷ tình cảm của ai cũng không làm được đại công vô tư tần thanh nói yên nhiên thì sao trương dương thở ra một hơi nhìn trăng sáng phía cửa sổ thấp giọng nói thật ra em không giống với người thường em yêu chị, em cũng yêu cô ấy, em yêu các người, phát sinh trên người người khác là một loại hoa tâm, nhưng phát sinh trên người em rất bình thường, tôi quả thật có bứt rứt, đó là lúc thấy các người quấn quyết rơi lệ, thế nhưng nếu như bảo em không thương bất luận một ai trong các người em không làm được. Trương Dương dừng lại một chút nói, cho nên em cũng thấy, em thật sự không phải một thứ tốt. Tần Thanh nói, hồ đồ hiếm có, hiện tại chị mới rõ ràng, thì ra trên tình cảm hồ đồ một chút cũng là chuyện tốt. Mấy ngày nay Trương Dương ở Đông Giang là vì chia tay, cố doãn chi hiển nhiên là hắn phải đi. Cố doãn chi trong cả Tết âm lịch đều là ở tại Tây Tiều Cổ Trấn, mùng 7 mới trở về Đông Giang, trong nhà chỉ có ông và con gái dưỡng dưỡng, con trai cố minh kiện thật ra có đến đây qua một lần, nhưng cố doãn chi không gặp hắn. Cố doãn chi vì chuyện nhà máy chế thuốc Giang Thành mà vẫn đang canh cánh trong lòng. Nghe nói công tác địa điểm của Trương Dương lại có biến động, cố doãn chi ít nhiều có chút kinh ngạc dù sao Trương Dương mới ở tại khu nội thành mới Đông Giang không lâu, mấy tháng ngắn ngủi, mặc dù đang chiêu thương dẫn tư làm ra chút thành tích, thế nhưng xây dựng khu nội thành mới chỉ vừa mới bắt đầu, không ngờ rằng hắn đã bị điều đi nhanh như vậy. Trương Dương nói, bởi vì Tân Hải xảy ra hỏa hoạn lớn. Bí thư huyện ủy cứu thế kiệt gánh chịu trách nhiệm, trong tỉnh lo lắng không có người thích hợp, nên đem con qua. Cố Doãn Chi thản nhiên cười, ông đoán được Trương Dương lần này đi đến Tân Hải là chám hiểm ý, Tống Hoài Minh đã chính thức thăng nhiệm Bình Hải Bí Thư tỉnh ủy. Công tác dưới mắt của cha vợ tương lai cũng không phải chuyện thoải mái như vậy, nhớ tới quan hệ của Tống Hoài Minh và Trương Dương, cố doãn chi không khỏi nhớ tới con gái của mình. Trương Dương vài lần muốn thốt lên, muốn đem mình ở tại Hàn Quốc gặp cố giai đồng nói cho cố doãn chi, nhưng nói đến bên môi vẫn là nuốt trở vào, cố doãn chi đã tiếp nhận hiện thực giai đồng qua đời, đã nếm cả đau khổ tuổi già để tang con, hiện tại mình tại không có tìm được giai đồng, nếu như cho ông hy vọng, khẳng định sẽ đảo loạn sinh hoạt của ông. Trương Dương quyết định, chuyện này sau khi tìm được Cố Giai Đồng thì mới nói cho ông biết, lúc Cố Doãn Chi biết chuyện này chính là ngày hắn đem Cố Giai Đồng đưa đến trước mặt ông, chuyện này vẫn là để ở sâu trong nội tâm tốt hơn, so với mọi người cùng nhau chịu dày vò, không bằng để chính hắn một mình chịu dày vò. Cố Doãn Chi nói, con đối với điều động lần này thấy thế nào? Trương Dương nói, ba còn chỉ biết Bắc Cảng là thành phố có kinh tế lạc hậu nhất của Bình Hải, nó xếp sau cùng toàn bộ Bình Hải. Cố Doãn Chi nói, Bắc Bộ của Bình Hải lúc đầu lạc hậu hơn so với Nam Bộ, loại phát triển này từ lúc ba còn chấp chính đã kéo dài, ba vốn định trong nhiệm kỳ làm ra một ít thay đổi, đáng tiếc cuối cùng không thể hoàn thành nguyện vọng này, từ đầu đến cuối tạo thành tiếc núi lớn nhất trong lúc ba chấp chính. Trương Dương cười nói, mấy năm nay tình trạng phát triển kinh tế Bắc Bộ của Bình Hải có đổi mới, gian Thành phát triển không tồi, dần dần trở thành trung tâm kinh tế Bắc Bộ Bình Hải, bất quá Bắc Cảng từ đầu đến cuối vẫn không được tốt, quá khứ là đứng cuối, hiện tại vẫn đang là đứng cuối. Cô Doãn Chi nói, con đi Tân Hải rốt cuộc là nguyện vọng của chính con, hay là ý của cấp trên? Những lời này của cố Doãn Chi đã hỏi tới chỗ then chốt. Trương Dương suy nghĩ một chút mới đáp cả hai. Cố Doãn Chi nói, tuy rằng ba đã lui ra, thế nhưng chuyện đã xảy ra hai năm nay tại Bình Hải vẫn một mực quan tâm. Bắc Cảng phát triển quả thật không như ý, tương đối mà nói lãnh đạo của Bắc Cảng mấy năm nay thật ra tương đối ổn định, hạng thành ba tương đối rõ ràng, tính nguyên tắc rất mạnh, làm việc nghiêm túc, bất quá. Cố Doãn Chi chỉ chỉ đầu của mình nói, ở đây thiếu linh hoạt, lúc trước đem hắn đặt ở Bắc Cảng là không thích hợp, ba vốn muốn làm ra điều chỉnh đối với vị trí của hắn, thế nhưng sau đó. Cố Doãn Chi nói đến đây dừng lại, cười lắc đầu nói, không đề cập tới cũng được. Tuy rằng Cố Doãn Chi chỉ nói nửa câu, nhưng Trương Dương cũng từ đó ngộ ra cái gì, cố doãn chi nhất định là gặp phải trở lực nào đó không thể kháng cự. Hắn nhớ tới chuyện trước đó nghe nói, phía sau hạng thành là tiết ra, chẳng lẽ là tiết ra gây áp lực cho cố doãn chi. Người trong quan trường trong không có đạo lý lục thân không nhận được, bằng không kết quả của bạn chỉ có một, cố doãn chi cũng không ngoại lệ, ông phải lo lắng đến hoàn cảnh xung quanh. Trương Dương thấp giọng nói, lúc ban đầu con chỉ là muốn đổi hoàn cảnh, chuyện này con nói cùng văn phó tổng lý, hai ngày trước chu tỉnh trưởng ở kinh thành gặp con là ông ta đề nghị con đi đến tân hải cố doãn chi gật đầu tên của chu hưng dân ông đã sớm nghe nói qua thế nhưng ông thiếu lý giải đối với vị cán bộ trẻ tuổi này cố doãn chi tràn ngập chờ mong đối với tổ hợp của chu hưng dân và tống hoài minh kiều trấn lương tiếp nhận vị trí của ông giữa ông ấy và tống hoài minh cũng không có ăn ý như trong dự đoán kiều trấn lương trên chính trị biểu hiện ra chuyên quyền độc đoán khiến cho tống hoài minh bất đắc dĩ lựa chọn điệu thấp Cố Doãn chi đối với cái này đã có một bình phán, ông cho rằng tổ hợp Kiều Tống không thành công. Thậm chí còn so ra còn kém hơn lúc trước ông và Tống Hoài Minh hợp tác. Chu Hưng Dân và Tống Hoài Minh tuổi tác sắp xỉ, ông ấy đến khiến cho lãnh đạo của Bình Hải thực hiện trẻ hóa, cái này trong phạm vi toàn quốc cũng là không thấy nhiều lắm. Tống Hoài Minh là một người cải cách, Chu Hưng Dân cũng là một người cải cách, hai người cải cách gặp nhau, không biết có thể va chạm hay không. Cố Doãn Chi cũng không đơn thuần nhìn mặt ngoài của một việc, Trương Dương đi đến Tân Hải phía sau nhất định có không ít cố sự. Tuy rằng đưa ra chuyện này chính là Trương Dương, thế nhưng Văn Quốc Quyền biểu hiện ra coi trọng như vậy, cũng không phải bởi vì ông ta xuất phát từ thương yêu đối với con nuôi. Cố Doãn Chi thấp giọng nói, bác cảng buôn lậu hung hăng ngang ngược, tỷ lệ phạm tội rất cao, cho con đi Tân Hải, có thể là vì từ nay về sau mở một chỗ hồng. Trương Dương nói, không thể nói vậy, con cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức, chuyện này càng nhiều càng tốt, con sợ chính là không có việc gì làm. Cố Doãn Chi cười nói, ba phát hiện vận khí của con tốt. Trương Dương không giải thích được nhìn Cố Doãn Chi, "Ba, tôi hôm nay đến đây là muốn ba chỉ giáo con vài câu." Cố Doãn Chi lắc đầu nói, "Không cần chỉ giáo, nên nói ba đều nói, con cứ dựa theo lời ba nói đi làm, như ba vừa rồi nói, ngôi sao may mắn của con chiếu cao, một người nếu như vận khí thật sự tốt, như vậy vô luận hắn làm thế nào đều sẽ không thua lỗ." lúc trước ba không tin, hiện tại ba tin. Trương đại quan nhân chừng to mắt nhìn nói, ba nói con vận khí tốt. Cố doãn chi mang theo mỉm cười gật đầu. Lúc này cố dưỡng dưỡng về tới trong nhà, thấy Trương Dương tới, cô ấy mừng rỡ vạn phần nói, Trương Dương, em thấy xe ngoài cửa, thì đoán là của anh. Cô ấy hiện tại không xưng hô Trương Dương là anh rể, giải thích đối với cha là, Trương Dương hiện tại đã đính hôn với sở yên nhiên, mình còn gọi hắn là anh rể có chút không thích hợp, Thật ra trong nội tâm cô gái nhỏ này có tính toán của mình. Trương Dương cũng thích ứng xưng hô của cô ấy đối với mình, Trương Dương thì Trương Dương, dù sao tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, Trương Dương cười nói, "Cố chủ tịch gần đây bận sinh ý thế nào?" Cố dưỡng dưỡng có chút cười ngượng ngùng nói, "Cái chủ tịch của em là trên danh nghĩa, chuyện cụ thể đều là chị nhân như quản, hiện tại kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, việc em cần làm cũng là mỗi một thời gian đi nhà xưởng nhìn, cuối năm hỗ trợ phát một ít tiền lì xì." Cố Doãn Chi cười ha hả nói, dưỡng dưỡng, không cần khiêm tốn như thế, thật ra trong khoảng thời gian con này cũng rất để bụng đối với nghiệp vụ của nhà máy thuốc, không phải gần đây bàn thành công vài sinh ý sao. chương 1342, hội biểu diễn. 1. Cố Dưỡng Dưỡng ngượng ngùng nói, nào có, đều là người ta chủ động tìm tới cửa. Cố Dưỡng Dưỡng nói, ba, các người trò chuyện, con đi mua đồ ăn làm cơm. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, không cần, được rồi con không phải muốn đi xem hội biểu diễn sao cô dưỡng dưỡng nói không đi con ở nhà cùng các người nói chuyện phiếm cô doãn chi nói đi đi dẫn trương dương đi cùng con đi buổi tối ba còn có việc cô doãn chi nếu đã mở miệng trương dương cũng không có ý tứ nói cái gì thật ra lúc đầu hắn cũng không dự định ở lại trong nhà cố doãn chi ăn đi tới bên ngoài cố dưỡng dưỡng nói trương dương đúng lúc em có dự vẽ anh gọi chị dâu tương lai đi ra cùng nhau đi xem đi, em không ngại làm bóng đèn. Trương Dương lúc đầu nghĩ ra khỏi cửa sẽ nói cho cố dưỡng dưỡng biết mình không đi, hắn vốn dự định đêm nay sẽ bồi sở yên nhiên, cố dưỡng dưỡng nói như vậy, hắn ngược lại không có ý tứ, ho khan một tiếng nói thật có vẻ à. Cố dưỡng dưỡng gật đầu. Trương Dương nói tốt lắm, để anh gọi điện thoại cho cô ấy. Trương Dương gọi điện thoại cho sở yên nhiên, không ngờ rằng sở yên nhiên lại không đi, hai vợ chồng lâm tú từ kinh sơn đến đây cô ấy lần này tới là vì tiếp lão thái thái lúc này sở yên nhiên bọn họ đang cùng margaret chơi mặt trượt chiến đấu kịch liệt sở yên nhiên nếu như đi sẽ tạo thành cục diện ba thiếu một cô ấy nói với trương dương buổi sáng ngày mai qua trương dương buông điện thoại hướng cố dưỡng dưỡng cười cười nói hôm nay không được cô ấy phải chơi mặt trượt với lão thái thái cố dưỡng dưỡng nói vậy hay là anh đi qua với chị yên nhiên đi một mình em đi Trương Dương thấy ánh mắt của cố dưỡng dưỡng, từ đó bỗng nhiên bắt tới một tia mất mát quen thuộc nào đó. Trương Dương dường như lại thấy được cái cô gái ngồi xe đẩy tràn ngập yêu thương nhìn Trường Giang, thốt ra nói anh không thích chơi mặt trượt, hay là anh cùng em đi xem biểu diễn. Cố dưỡng dưỡng hài lòng kêu lên, quá tuyệt vời. Cô ấy hưng phấn nhảy dựng lên, khi rơi xuống đất mới ý thức được mình vô cùng thất thố. Đỏ mặt nói, Trương Dương, thật ra em sợ nhất nhiều người, anh đi cùng, giống như có bảo vệ miễn phí. Trương Dương cười nói, còn là một tài xế tiện nghi, đi thôi, lên xe. Trương Dương rất lý giải đối với tâm tư của Cố Dưỡng Dưỡng, biết cô ấy cũng không phải thầm nghĩ mình làm bảo tiêu cho cô ấy đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh, chiếc địa hổ của Trương Dương thật sự là quá không thấp điều, Cố Dưỡng Dưỡng cảm thấy hứng thú với chiếc xe này, chủ động yêu cầu ngồi ở vị trí lái xe. Lúc lái xe, không biết vì sao nhớ tới phân tranh của Trần An Bang ở kinh thành, cô ấy tức giận nói, Trương Dương nếu như lúc trước lái chiếc xe này có thể đem xe của trần an bang đụng nát rồi trương dương cười nói xe chỉ dùng để lái cũng không phải dùng để đụng dưỡng dưỡng anh phát hiện cơn tức của e còn lớn hơn lúc trước thật sao cố dưỡng dưỡng ngượng ngùng nở nụ cười trương dương nói lễ mừng năm mới minh kiện có tới hay không nhắc tới anh mình cố dưỡng dưỡng không khỏi thở dài nói thật ra anh ấy bây giờ còn ở đông giang Trương Dương hơi ngẩn ra, nếu tới vì sao không trở về nhà. Cố dưỡng dưỡng nói, em thật ra muốn giúp anh ấy và ba hòa hảo. Thật vất vả thuyết phục anh ấy theo em về nhà, nhưng ba nghe nói anh ấy tới, giữ cửa không cho vài, nói không còn có người con trai này. Trương Dương đối với mâu thuẫn giữa cha con cố Doãn Chi vô cùng rõ ràng, cố Minh Kiện làm nhà máy chế thuốc giang thành thành trướng khí mù mịt, làm cha bị thương rất sâu, cố Doãn Chi tức giận không chỉ có cố Minh Kiện không chịu nhận thua kém, chân chính khiến cho ông đau lòng chính là con trai tổn hại nhà máy chế thuốc giang thành lại là sản nghiệp do con gái lớn để lại thấy nhà máy chế thuốc giang thành như thấy giai đồng cuống chi cố minh kiện mắt mở nhìn em gái bị đâm dĩ nhiên không để ý đi ngay cả cốt nhục thân tình cũng không quan tâm theo cố doãn chi xem ra lỗi lầm của con trai lần này là không thể tha thứ trương dương nói hắn có nhận sai hay không cố dưỡng dưỡng gật đầu nói anh ấy hiện tại tốt hơn rồi biết sai rồi, hiện nay cùng mấy người bạn bè tiếp công trình đường cao tốc Tây Nam, rốt cuộc ổn định. Trương Dương cũng không ôm bất luận cái hy vọng gì đối với cố minh kiện có thể định tính, dù sao thằng nhãi này khiến cho hắn thất vọng nhiều lắm rồi. Hắn cùng cố dưỡng dưỡng đi tới sân thể dục Đông Giang, đi tới ngoài sân thể dục mới biết được hội biểu diễn ở Đông Giang đã gần như thành sự cuồng nhiệt. Ngoài sân thể dục dán đầy áp phích, nơi nơi đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Top 5 top 3 tụ ở đây, biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, hiện tại còn đến 2 tiếng, mấy người này đã bắt đầu hưng phấn nghị luật, mấy cô gái thanh xuân động lòng đứng ở sân rộng hô to tên của thần tượng. Cô áp phích trong tay, trương đại quan nhân từ áp phích tìm được Châu Đức Long, hắn ta đã từng đảm nhiệm đại sứ hình tượng đại hội tỉnh, gần đây bởi vì mới phát hành ca khúc mới nên náo nhiệt không ngờ rằng đêm nay hắn ta cũng có phần tham dự diễn xuất. Cô dưỡng dưỡng thấy thời gian còn sớm, đề nghị đi ăn cơm. Trương Dương rất trái lương tâm cùng cô ấy đi tới quán ăn nhỏ bên cạnh sân thể dục, kêu vài món ăn lên, Trương Đại Quan Nhân lần thứ hai cho ra kết luận, đi xem cái hội biểu diễn này không bằng ở nhà ăn thịt uống rượu. Đông Giang nơi này nhỏ hơn so với Kinh Thành, cúi đầu ngẩng đầu luôn có thể gặp phải một ít người quen, Trương Dương không ngờ rằng gặp được Lương Thành Long tại quán ăn, bên cạnh thằng nhãi này còn mang theo một cô gái nữa. Lương Thành Long căn bản cũng không ngờ rằng lại gặp Trương Dương, hắn thấy Trương Dương, cho rằng Trương Dương không thấy được mình, kéo cô gái kia xoay người muốn rời đi. Trương Dương ở phía sau gọi hắn, ấy, đây không phải ông chủ Lương sao? Lương Thành Long trong lòng phiền muộn, mình có phải là không may chứ? Càng muốn né người khác, càng là gặp người quen, hắn cười tủm tỉm xoay người sang chỗ khác, lúc này mới chú ý tới cố dưỡng dưỡng bên cạnh của Trương Dương, trong lòng nói người hói đầu đừng cười lão hòa thượng. Trương Dương cậu cùng sở yên nhiên đều đã đính hôn, mang theo mỹ nữ đi ra rêu sao tôi sợ cái gì? Hắn thật đúng là liếc mắt không nhận ra cố dưỡng dưỡng, nữ lớn 18 thay đổi, cố dưỡng dưỡng lúc trước thuộc về cái loại dưỡng tại khuê phòng, sau đó đi kinh thành đến trường, mà Lương Thành Long cũng không quen thuộc. Lương Thành Long vui vẻ đi qua, làm bộ làm tịch hướng Trương Dương vươn tay đi, đây không phải chủ nhiệm Trương sao. Trùng hợp như thế, cô gái kia cũng theo đến đây, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, thấy có vẻ giống một con gái rượu. Lương Thành Long giới thiệu nói, vi dai, cố vấn pháp luật của tôi. Hắn lại hướng cô gái nói, đây là bạn tốt nhất của tôi, Trương Dương, khu nội thành mới chúng ta. Trương Dương cắt đứt lời của hắn nói, được rồi, giới thiệu thì giới thiệu, đừng cái quan hàm của tôi ra, làm trò cười cho người trong nghề. Lương Thành Long nhìn Cố Dưỡng Dưỡng nói, vị này chính là. Hắn lúc này mới nhận ra cô gái trước mắt là Cố Dưỡng Dưỡng, kinh hỉ nói, Dưỡng Dưỡng. Sao tôi lại có thể không nhận ra, thật sự là nữ lớn 18 thay đổi càng đổi càng dễ nhìn. Cô dưỡng dưỡng nói, Lương Đại ca, lời này của anh ý là em lúc trước rất khó coi. Lương Thành Long cười nói, không phải, không phải, lúc trước đẹp, hiện tại càng đẹp hơn. Hắn và Vi Giai ngồi ở một bên, Vi Giai hướng Trương Dương bọn họ cười cười, đi mua đồ ăn. Trương Dương nhìn thoáng qua hướng bóng lưng của Vi Giai, tiến đến bên tai Lương Thành Long nói, cậu là chó không đổi được bệnh gặm xương. Chị dâu nếu như biết, Lương Thành Long nói, đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy cũng là quan hệ trên công tác, người ta đúng lúc có hai vé mời tôi đến xem biểu diễn, cậu nói tôi có thể không tới sao. Nếu như từ chối một cô gái, chúng ta có phải là có vẻ khí lượng quá nhỏ hẹp? Tôi cái này gọi là ái tâm kính dân, tôi xin thề, tôi không có một chút ý nghĩ khác. Người nói vô tâm, người nghe có ý, cố dưỡng dưỡng nghe được Lương Thành Long nói lời này, không khỏi lặng lẽ nhìn Trương Dương một chút, hắn không phải cũng ôm ái tâm kính dân chứ ngẫm lại vừa rồi trương dương thật đúng là không quá cam tâm tình nguyện đến đây xem biểu diễn vi giai còn chưa có trở về trương dương và cố dưỡng dưỡng đã ăn xong rồi hắn đứng dậy nói không hàn huyên với cậu chúng tôi đi trước đỡ phải có người không được tự nhiên lương thành long cười nói cậu chẳng bao giờ nghĩ tốt cho tôi cả hướng về phía bóng lưng của trương dương nói sáng mai tôi mời khách năm nay mấy người anh em chúng ta còn chưa có gặp mặt trương dương khoát tay áo nói ngày mai rồi nói gọi điện thoại liên hệ. Hắn và cố dưỡng dưỡng đi ra ngoài, trước mặt có một cổ gió lạnh kéo tới, cố dưỡng dưỡng không khỏi hắt xì một cái. Trương Dương hướng xung quanh nhìn một chút, vững tin không có người quen, mới đem áo gió của mình đưa cho cố dưỡng dưỡng. Thật ra hắn và cố dưỡng dưỡng không có gì, bất quá nếu như để cho người khác thấy luôn luôn không tốt. Cố dưỡng dưỡng lắc đầu nói, không cần, em chỉ là gặp không khí lạnh có chút dị ứng, thích ứng là tốt rồi. Cô ấy bước đi, tận lực giữ một ít cự ly với trương dương trương dương chúng ta đi vào thôi trương dương gật đầu lúc đi vào lại gặp người quen kỳ sơn và lâm tuyết quyên thích ngạn cùng nhau đến kỳ sơn cúi đầu mang theo do dự nhàn nhạt hắn cho đến bây giờ vẫn chưa có giải thoát ra khỏi cái chết của em trai lâm tuyết quyên vô cùng quan tâm hiện trạng của hắn ngày hôm nay hẹn hắn đi ra nghe biểu diễn về phần kêu thêm thích ngạn là vì tị hiềm giữa cô ấy và kỳ sơn dù sao cũng đã từng yêu nhau hiện tại cô ấy cũng đã là người đã có chồng ông chồng hoác vân trung khí lượng cũng không phải quá lớn cho dù cô ấy và kỳ sơn bình thường gặp gỡ cũng sẽ chọc hắn cả ngày nổi máu kỳ sơn không thấy trương dương thích ngạn thấy được cô ấy và trương dương đã từng có gặp mặt một lần thấp giọng hướng lâm tuyết quyên nói lâm tuyết quyên nhắc nhở kỳ sơn kia hình như là chủ nhiệm trương kỳ sơn lúc này mới ngẩng đầu thấy trương dương cười tủm tỉm nhìn mình kỳ sơn hướng trương dương gật đầu hai người đi cùng nhau kỳ sơn đạo chủ nhiệm trương trở về lúc nào trương dương nói vừa trở về kỳ sơn gật đầu trương dương nói chuyện của em trai anh tôi có nghe nói nén bi thương kỳ sơn thở dài cảm ơn trong lòng của trương dương cũng khó chịu thấy kỳ sơn hắn không khỏi liên tưởng đến khương lược tuy rằng cha ra cái chết của khương lượng có thể là do sát thủ lâm quang minh trực tiếp tạo thành thế nhưng các loại dấu hiệu cho thấy chuyện này hình như cũng có chút quan hệ với kỳ phong sau đó Kỳ Phong chết, cái vụ án này cũng lâm vào khốn cảnh, Trương Dương bởi vậy đối với Kỳ Sơn sản sinh hoài nghi rất lớn. Lâm Tuyết Quyên nói, chủ nhiệm Trương và bạn gái cùng nhau đến xem biểu diễn. Trương Dương cười nói, đây là em gái nuôi của tôi. Cô dưỡng dưỡng cười cười, trong lòng có chút mất mát, mình thật vất vả mới thoát khỏi cái bóng cô em vợ, sao lại thành em gái nuôi của hắn. Trương 1343, chuyện tình có biến một vinh bằng phi suy nghĩ một chút thấp giọng nói thật ra lúc đầu tôi muốn đem trình diễm đông tới tỉnh đây là một mầm tốt trương dương nói mầm tốt càng cần rèn luyện đem người tới sở tỉnh khác người khẳng định bị hoang phế hơn nữa hắn hình như cũng không có chiến tích trói mắt gì lần này đi tân hải có thể lớn làm một trận vinh bằng phi nở nụ cười nói đi nói lại còn không phải là vì khai triển công tác cho cậu trương dương nói tôi đem công tác khai triển được rồi trình độ trị an tổng thể của các người cũng lên rồi vinh sở chô ưng đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào ông đều không rõ ràng vinh bằng phi gật đầu nói được bất quá chuyện này tôi còn phải thương lượng với cao sở trưởng một chút được tận lực đừng kéo dài lâu vinh bằng phi nói tính tình của cậu sao gấp như thế trương dương nói ông nghĩ đi trước khi tôi tiền nhiệm các người đem chuyện này xử lý xong người khác sẽ không nghĩ đến trên người tôi nếu như khi tôi tiền nhiệm đem trần khải thay đổi người khác khẳng định muốn đem trách nhiệm tính trên đầu tôi tôi vừa đi tân hải thì đắc tội với người ông nói cái này có phải là đối với bất lợi công tác khai triển sau này vinh bằng phi nói cậu sợ đắc tội với người tôi không sợ à người tốt đều cho cậu không ngờ chuyện xấu như thế tất cả đều rơi vào trên người tôi trương dương nói ông là cấp bậc gì ông là phó sở trưởng những người kia trước mặt ông không dám nói nửa chữ tôi thì không được cấp bậc như ông đương nhiên không có loại khí phách này nếu như tôi leo lên đến loại tình trạng này đừng nói là cục trưởng cục công an huyện tân hải tôi đem mấy người của thành phố bắc cảng đều thay đổi ông nói xem cái đám phế vật này ăn không ngồi rồi mặc kệ chính sự nếu chịu làm thì tình huống trị an của cũng bắc cảng không thể loạn thành cái dạng này vinh sở trường ông nói có phải không vinh bằng phi nhíu nhíu mày nói sao tôi nghe hình như cậu đang chế giễu tôi hả đâu dám vinh sở trường Ông là hóa thân của chính nghĩa trong lòng tôi, nếu như tôi chế giễu ông, cũng là chế giễu sứ giả chính nghĩa, tôi nghịch thiên rồi." Vinh bằng phi nâng ly rượu nói, "Tên nhóc cậu bớt cho tôi thuốc mê, uống rượu." Hai người uống cạn ly rượu, Trương Dương vội vàng rót đầy, Vinh bằng phi nói, "Được rồi, trước tiên là nói về chính sự, vừa rồi tại sân thể dục xảy ra chuyện gì?" Trương Dương nói, "Tình huống ông khẳng định rõ ràng, tôi và Kỳ Sơn cũng là ngẫu nhiên gặp một đám oát con mang theo dao gâm muốn đâm hắn, theo tôi thấy chuyện này là một vụ mưu sát có ý định. Vinh Bằng Phi nói, kỳ sơn người này không đơn giản. Trương Dương nói, coi như hắn mạng lớn, nếu như ngày hôm nay tôi không ở đó chỉ sợ hắn sẽ phiền phức. Hắn ngồi sát phía trước một ít, thấp giọng nói, Vinh Sở trưởng, ông nói thật với tôi, kỳ sơn có phải là có chuyện không? Vinh Bằng Phi thở dài nói, tôi hiện tại càng ngày càng hoài nghi hắn có chuyện, từ gần đây phát sinh một loạt chuyện mà xem, cái chết của Kỳ Phong như là người khác cho Kỳ Sơn một cảnh cáo, dưới tiền để thiếu chứng cứ, chúng tôi chỉ có thể căn cứ chuyện đã xảy ra mà làm một giả thuyết, giả như Kỳ Sơn có một kẻ thù, hắn ta muốn dùng hết mọi biện pháp đem Kỳ Sơn chỉnh đảo, như vậy hắn sẽ liên tục ra tay nhằm vào Kỳ Sơn. Trương Dương nói, tôi cũng cho rằng như thế, Kỳ Sơn không biết đắc tội với nhân vật lợi hại nào, gần đây những chuyện không may hắn gặp phải quả thật không nhỏ. Vinh Bằng Phi nhếch miệng, nói một câu tôi hoài nghi cái chết của Khương Lượng cũng có liên quan với kẻ thù của Kỳ Sơn Hệ. Khương Lượng sau khi mất không lâu thì có chứng cứ chỉ hướng Kỳ Phong, lúc đầu tôi cũng hoài nghi Kỳ Phong, nhưng sau đó Kỳ Phong lại chết. Cái này phủ định phán đoán ban đầu của tôi, người này sở dĩ sát hại Khương Lượng cũng là vì tiến thêm một bước đem Kỳ Sơn đẩy vào khốn cảnh. Ngón tay của Trương Dương nhẹ nhàng gõ lên trên bàn một chút, sau đó cấp tốc nâng ly rượu uống, nhắc tới Khương Lượng, hắn không khỏi nhớ tới hai mắt bi thương của Khương Tử Hàm, lúc đối mặt khương tử hàm trương dương thậm chí không dám nhìn thẳng con mắt của đứa nhỏ chuyện của khương lượng đã qua một thời gian rất dài thế nhưng đến nay vẫn đang không tìm được hung thủ trương dương thấp giọng nói hai ngày trước tôi đi đến nhà khương lượng mặt của vinh bằng phi sẹt qua một tia thống khổ ông uống rượu nói tử hàm có thành tích không tốt đứa nhỏ này đã bị ảnh hưởng rất lớn lúc đầu tôi muốn đón hai mẹ con bọn họ tới đông giang ăn tết nhưng bọn họ không muốn trương dương nói mọi việc đều cần có một quá trình thích ứng khiến cho một người đứa nhỏ tiếp thu thống khổ như vậy sự thật cần thời gian vinh bằng phi nói nó đã quyết định trở về giang thành đi học thủ tục tôi đang chuẩn bị giúp nó trương dương gật đầu vinh bằng phi nói đứa nhỏ này cho rằng muốn phụ một ít trách nhiệm về cái chết của cha nó còn nói nếu như không phải nó thi vào trường trung học đông giang cha sẽ không đến đông giang công tác nếu như không đến đông giang sẽ không phát sinh bi kịch như vậy Vinh Bằng Phi lúc nói, nội tâm bị thống khổ lớn lao dần vặt. Trương Dương nói, sao nó lại có ý nghĩ như vậy? Trường Trung học Đông Giang là trường học tốt nhất tỉnh, vì sao muốn chuyển trường? Vinh Bằng Phi nói, để cho hai mẹ con bọn họ cùng một chỗ cũng được, có thể chiếu cố lẫn nhau, đối với khôi phục của cũng có lợi. Trương Dương thở dài. Vinh Bằng Phi nói, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ phụ trách. Lời nói của ông như là một loại hứa hẹn. Trương Dương đối với nhân phẩm của Vinh Bằng phi tuyệt không có nghi vấn, tuy rằng bởi vì chuyện của Khương Lược, hắn một lần nữa sản sinh ý kiến đối với Vinh Bằng phi, nhưng sau đó nghĩ thông suốt, Vinh Bằng phi cũng không muốn chuyện này phát sinh. Trương Dương nói, hiện tại cái chúng ta có thể làm cũng là mau chóng phá án và kết thúc vụ án này, báo thù cho Khương Lược, chỉ có như vậy mẹ con bọn họ mới có thể được an ủi. Vinh Bằng phi gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc đầu trương dương dự định cùng sở yên nhiên và lão thái thái đi di chỉ thu hà cổ tự nhìn buổi chiều đưa bà ấy trở về tĩnh an lúc đầu margaret đâu có muốn qua tiết nguyên tiêu tại đông giang nhưng mắt thấy sẽ tới lão thái thái lại đột nhiên chuyển biến chủ ý nói cái gì cũng đều phải trở về tĩnh an nguyên nhân rất đơn giản bà ấy nhớ chồng nhớ cây thụ bạch quả nguyên tiêu cũng là ngày cả nhà đoàn viên bà không đành lòng khiến cho ông lão một mình cô đơn nhưng trương dương đến tống ra không lâu thì nhận được điện thoại của bộ tổ chức bộ trưởng tổ chức tiêu nãi vượng bảo hắn hiện tại đi bộ tổ chức một chuyến, có chuyện quan trọng cần nói. Sở yên nhiên nghe nói Trương Dương có công tác muốn làm, bảo hắn mau chóng đi, cô ấy và vợ chồng lâm tú cùng lão thái thái đi là được, Trương Dương lại gọi điện thoại cho Tam Bảo Hòa Thượng, trùng hợp là tuệ không pháp sư ở đó, Trương Dương căn dặn Tam Bảo nhất định phải làm tốt công tác tiếp đái, mình bận công tác xong thì lập tức đi qua. Trương Dương đi tới bộ tổ chức tỉnh, tiêu nãi vượng thấy hắn tiến đến, không nhịn được oán giận nói, Trương Dương, ai cho cậu nghỉ ngơi? Điều lệnh chính thức còn chưa có, cậu tự mình cho mình nghỉ. Khu nội thành mới bên kia cũng không đi. Trương Dương cười nói, tiêu bộ trưởng, tôi không phải bận sao, vừa nghe ngài muốn đem tôi đến Tân Hải, tôi bắt đầu tích cực làm công tác chuẩn bị, câu cửa miệng nói lo trước khỏi họa, tôi đối với tình huống bên kia của Tân Hải một chút đều không biết, không bỏ công là không được. Tiêu nãi vượng cười nói, đừng nói vậy, tôi cũng không đem cậu đến Tân Hải, đề nghị cậu đi Tân Hải chính là Chu tỉnh trường, Tống Bí Thư tự mình gật đầu, không liên quan đến tôi. Trương Dương không chút khách khí ngồi xuống sofa, tiêu bộ trưởng, tôi không oán giận ai, bởi vì sự kiện này trong lòng tôi còn cảm kích không hết, đang chuẩn bị cảm ơn ngài. Tiêu nãi vượng nói, thủ tục điều động tôi đều chuẩn bị rồi, ngày kia phải đi Tân Hải tiền nhiệm. Trương đại quan nhân mở to hai mắt nhìn nói, sao đột nhiên như thế? Không phải sau 15 này sao? Ngày mai 15, ngày kia không phải là sau 15 sao? Cậu chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta cùng nhau đi." Trương Dương nói, "Nhưng buổi chiều tôi phải đến Tĩnh An, tôi muốn đưa bà ngoại của Yên Nhiên trở lại." Tiêu Nãi Vượng nói, "Trung hiếu không thể lưỡng toàn, cậu chọn một cái." Trương Dương nói, "Nhưng tôi đã đáp ứng Tổng bí thư." Tiêu Nãi Vượng vừa nghe, "Được đấy, tên nhóc này đem cha vợ ra đè mình." Tiêu Nãi Vượng chừng mắt nhìn Trương Dương, Trương Dương cười nói: "Tiêu bộ trưởng, nếu không chúng ta kéo thêm một ngày." Tiêu Nãi Vượng nói: "Không được, cứu thế kiệt tác nghẽn cơ tim phải nằm viện, hiện tại huyện Tân Hải như rắn mất đầu, nếu như cậu không đi, chúng tôi đành chọn người khác." Trương Dương vừa nghe cũng không có cách nào, Tiêu Nãi Vượng không phải không cho hắn tự do, mà là chuyện tình chạy tới trên đầu, hiện tại không bắt hắn bắt ai. Lúc đầu Tiêu Nãi Vượng còn dự định cho hắn thời gian giao tiếp. Trương Dương đến, nếu không như vậy đi, hôm nay tôi đưa bà ngoại đến Tĩnh An, ngày mai qua 15, tôi buổi sáng 16 nhất định chạy tới Tân Hải, hai ta hẹn thời gian, ngày đi của ngài, tôi đi của tôi. Tiêu nãi vượng vừa tức giận vừa buồn cười, ông là bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh, tên nhóc Trương Dương này chỉ là một người cán bộ cấp xử, lại có thể ở chỗ này ra giá mà cả với ông, cũng may là Trương Dương, đổi thành người khác, tiêu nãi vượng đã sớm đổi ra phòng làm việc, Tiêu Nãi Vượng cũng không chỉ là bởi vì bối cảnh của Trương Dương mới khách khí với hắn, lúc trước tại Nam Vũ Trương Dương đã từng đã cứu tính mệnh cháu trai của ông, từ điểm này mà nói, Tiêu Nãi Vượng cả đời đều sẽ không quên cái nhân tình lớn lao này. Trương Dương nói: "Tiêu Bộ trưởng, ngài đừng giận tôi, tôi luôn luôn phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nhưng thứ này thật là khó làm, ngài biết đó, yên nhiên tôn kính nhất cũng là bà ngoại cô ấy, nếu như tôi ngay cả chuyện đáp ứng rồi đều làm không tốt, cô ấy không trở mặt với tôi là không thể." Tôi vất vả mới kiếm được một bà vợ, nếu như bị mất tôi tìm ai đền đây? Bộ tổ chức các người phụ trách sao?" Tiêu Nãi Vượng cười ha hả nói, "Tôi đền không nổi, đó là thiên kim của Tống bí thư." Trương Dương nói, "Cho nên ngài thông cảm cho tôi nhiều một chút." Tiêu Nãi Vượng nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng thoải mái không ít, Lý Giải Muôn Năm gật đầu nói, "Chỉ cần không làm lỡ công tác, chuyện gì đều có thể." Trương Dương nói, "Tiêu bộ trưởng, ngài cứ yên tâm." 16 tháng riêng sáng sớm tôi chạy tới Tân Hải. Tiêu nãi vượng nói, cũng không cần quá gấp, phỏng chừng 3 giờ chiều tôi mới có thể tới đó, trước 3 giờ cậu chạy tới là được. Trương Dương liên tục gật đầu. Trương 1344, chuyện tình có biến hai. Rất nhiều kế hoạch của Trương Dương đều bị quấy dày, đầu tiên là Margaret đột nhiên muốn trở về Tĩnh An, sau đó là bộ tổ chức bảo hắn ngày kia đi Tân Hải báo danh, hai chuyện hoàn toàn nhiễu loạn tiết tấu của Trương Dương, Lúc đầu hắn còn đáp ứng Lương Thành Long đêm nay hẹn vài người bạn gặp mặt, hiện tại chỉ có thể bỏ, rời bộ tổ chức, Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Lương Thành Long, đem chuyện gặp mặt hủy bỏ, Lương Thành Long bên kia nói thật ra rất thẳng thắn, bảo Trương Dương cứ bận chuyện của mình. Chờ sau khi xong xuôi, mấy người bọn họ tất cả đều đi Tân Hải, tiệc tiến đưa trực tiếp diễn ra huyện Tân Hải, vậy mới có vẻ thành tâm thành ý. Trương đại quan nhân đối với hành động của những người bạn này vẫn là tương đối cảm động. Chuyện bên này vừa dặn dò xong, lại lái ô tô vội vã chạy tới khu nội thành mới, tới khu nội thành mới hắn cũng không có trực tiếp đi đến Thu Hà cổ tự, bởi vì thời gian còn sớm, hắn trước đi dạo qua một vòng ban chỉ huy khu nội thành mới, mắt thấy muốn đi, nói thế nào cũng phải đi về nói với mọi người. Chiếc địa hổ của Trương Dương chạy đến ban chỉ huy, Chu Sơn Hổ lập tức đi tới, "Chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói ngài muốn điều đi." Chu Sơn Hổ lúc nói những lời này mũi hơi cay lại, hắn có thể có tất cả ngày hôm nay đều là trương dương trợ giúp hắn cũng quyết định chủ ý cả đời này theo trương dương nhưng không ngờ rằng biên chế của mình vừa giải quyết trương dương lại phải đi người tôn kính nhất ở trong lòng hắn cũng là trương dương trương dương gật đầu cười nói tin tức rất linh thông chu sơn hổ nói tôi đã nghĩ rồi anh đi đâu tôi đi đó tôi làm tài xế cho anh trương dương nói đừng khách khí bên này công tác của cậu còn chưa có ổn định không thể đi hơn nữa cậu làm tài xế cho tôi, ai lái xe cho Tần bí thư? Tôi đào góc tường của ai cũng không thể đào của Tần bí thư. Trương đại quan nhân những lời này thật ra là nói thật, công tác bên này của Tần Thanh cũng vừa khai triển, vạn sự khởi đầu nan, chính là lúc cần người, hắn dành với ai cũng không thể dành với đàn bà của mình. Thương còn thương không kịp nữa là. Chu Sơn Hổ nói, nhưng Trương Dương nói, nhưng cái gì mà nhưng? Cậu hiện tại vừa có bạn gái nếu như đi theo tôi không phải là ở riêng thành thật ở yên từ từ biểu hiện cậu mà đi người khác chen chân vào đến lúc đó cậu ngay cả muốn khóc cũng không kịp chu sơn hổ không nói trương dương cười vỗ vỗ vai hắn đi đến lầu hắn đi phòng làm việc của thường lăng phong thường lăng phong thấy hắn tiến đến đứng lên nói tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới đâu trương dương nói tôi là người tuyệt tình như vậy sao Thường Lăng Phong nói, tôi phát hiện mình từ đầu đến cuối đều theo bước chân của cậu, tới cuối cùng, luôn luôn bị cậu ném đi. Trương Dương nở nụ cười ha ha, đó là bởi vì cậu đi quá chậm. Thường Lăng Phong nói, tôi đi phong trạch làm xây dựng sân bay với cậu, bên kia cậu liền phủi mông đi Nam Tích làm đại hội tỉnh, chờ tôi đi qua giúp cậu xây dựng sân thể dục, cậu lại tới Đông Giang làm khu nội thành mới, lúc đầu tôi muốn cáo lão hồi hương. Cậu cưỡng bức lợi dụ đem tôi bắt cóc qua nơi này, Bên này cái mông tôi còn chưa kịp ngồi nóng ghế, cậu lại đổi chỗ, chủ nhiệm Trương, chúng ta có thể đừng lăn qua lăn lại nhau như thế không? Cậu không mệt, nhưng tôi mệt. Trương Dương cười nói, cho nên lần này tôi đi một mình, tôi không dự định lăn qua lăn lại cậu nữa. Thường Lăng Phong nói, cậu là không có ý đào góc tường của Tần bí thư. Trương đại quan nhân cười hắc hắc, đừng xem Thường Lăng Phong bình thường không nói, nhưng trong lòng rõ ràng lắm, có câu là khán phá đừng nói phá. Thường Lăng Phong chưa bao giờ nói cái gì nhầm vào quan hệ của hắn và Tần Thanh. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, lúc đầu tôi muốn rời xa Đông Giang, không muốn công tác dưới mắt của Tống Bí Thư, nhưng không ngờ rằng lần này bọn họ lại làm như thế, đem tôi tới Tân Hải làm đội viên cứu hỏa. Thường Lăng Phong cười nói, thành phố Bắc Cảng có tiếng xấu vô cùng tốt, tài nguyên tốt như vậy. Khiến cho tổng giá trị sản xuất đếm ngược trong toàn bộ tỉnh, phỏng trừng trong tỉnh đã muốn đem Bắc Cảng khai đao từ sớm, Lần này hỏa hoạn của Bắc Cảng là một cơ hội đúng lúc." Trương Dương nói, "Tôi cũng không phải đi làm bí thư thị ủy Bắc Cảng, tôi là đi vào trong làm bí thư huyện ủy huyện Tân Hải." Thường Lăng Phong nói, cậu quay đầu lại nhìn, "Cậu tới nơi nào, bí thư thị ủy không bị lật hả?" Hắn vừa nói như thế, Trương Dương cẩn thận suy xét, thật đúng là có chuyện như vậy, hắn lật Hồng Vĩ cơ tại Giang Thành, bí thư thị ủy Hứa Thường Đức cũng bị hắn cho xuống ngựa hắn đi nam tích bí thư thị ủy từ quang nhiên thành phố nam tích té ghế bất quá cũng có ngoại lệ ít nhất hiện tại bí thư thị ủy đông giang lương thiên chính không có chuyện trương dương lập tức đưa ra kháng nghị nói bí thư lương không phải êm đẹp thường lăng phong nói kiều bí thư không phải đi trương đại quan nhân mở to hai mắt nhìn cái địch kiều bí thư đi liên quan gì đến tôi cũng không phải tôi làm ông ấy đi thường lăng phong cười nói tôi coi như đã nhìn ra cậu đúng là sao rồi đi tới đâu gây hỏa đến do lần này đi Bắc Cảng còn không biết muốn làm ra chuyện gì cậu không muốn công tác tại chỗ Tống Bí Thư quản lý tôi thấy hẳn là Tống Bí Thư không muốn cậu ở lại Đông Giang mới đúng ai cũng không muốn giữ lại một sao rủi bên người lỡ như cậu gây hỏa cho ông ấy thì làm sao bây giờ Trương Đại Quan Nhân không nói chuyện trong đầu nghĩ Thường Lăng Phong nói bỗng nhiên nở nụ cười ha ha Thường Lăng Phong nói cậu đừng cười dù sao lần này tôi cũng không đi theo cậu Trương Dương nói, tôi không cho cậu đi theo tôi, tôi biết cậu luyến tiếc Trương Duệ Dung, cho nên tôi quyết định giúp người thành đạt. Thường Lăng Phong đứng dậy đi pha trà cho Trương Dương. Trương Dương nhưng nói, tôi còn phải đi địa phương khác, cậu cứ bận việc, tuy rằng cậu có thể không đi theo tôi, thế nhưng nếu như tôi gặp cái gì không giải quyết được, cậu phải giúp tôi ra chủ ý. Thường Lăng Phong nói, dựa vào cái gì, nhiều năm như vậy, cậu đã cho tôi một phân tiền công nào chưa? Trương Dương nói, vợ của cậu đều là tôi giúp cậu tìm trở về cái tình cảm này cả đời cậu cũng trả không xong trương đại quan nhân lúc đi ra gặp trương duệ dung hắn cười cười không nói chuyện từ khi trương dương sản sinh lòng nghi ngờ đối với trương bích quân ngay cả đối với trương duệ dung hắn cũng cảnh giác trương dương không có nóng lòng đem thường lăng phong tới tân hải cũng có lo lắng phương diện này trương dương lại đi bắt chuyện với mấy vị lãnh đạo chủ yếu tần thanh ngày hôm nay đi thành phố học cũng không ở tại đơn vị Trương Dương cuối cùng đi tới phòng làm việc của Thường Hải Tâm, thường chủ nhiệm một người ngồi đối diện máy vi tính, Trương Dương ho khan một tiếng, mới khiến cho cô ấy chú ý. Thường Hải Tâm thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện trước mắt, lộ ra một mặt mỉm cười, bất quá trong nụ cười rõ ràng mang theo yêu thương, Trương Dương đem cửa phòng đóng lại, chậm rãi đi tới thân thể của cô, thường chủ nhiệm bận rộn thật. Lúc nói, tay tự nhiên rơi vào đầu vai của cô ấy, Thường Hải Tâm đưa tay đánh một cái vào tay của hắn, nhỏ giọng nói thành thật chút. Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ vẫn đều là một người không thành thật, đầu dò xét qua, hôn một cái lên môi của Thường Hải Tâm nhanh như điện, Thường Hải Tâm mặt cười mắc cửa đỏ bừng, có chút lo lắng nhìn phương hướng cửa phòng, vững tin không có khả năng bị thấy mới thở ra một hơi nói, lúc nào đi? Trương Dương nói, ngày hôm nay đi Tĩnh An, ngày kia chính thức đến nhận chức. Thường Hải Tâm gật đầu, nhỏ giọng nói, sau này sẽ bình thường trở về sao? Trương Dương nói, sẽ hắn nhẹ giọng nói, hay là chờ anh ở bên kia đứng vững gót chân, thì đem em điều qua. Thường Hải tâm lắc đầu nói, em đi qua làm gì, hơn nữa, em đối với công tác hiện nay rất thỏa mãn, chị Thanh bên cạnh cũng cần người. Trương Dương nói, vậy anh cần ai tới thỏa mãn hả? Thường Hải tâm tức giận đưa tay nhéo một cái lên người hắn. Trương Dương nhân cơ hội nắm tay nhỏ của cô ấy, nhẹ giọng nói, nói thật, em có đi không hả? Không đi, trương dương thở dài nói vậy em không đi tôi có thể đi hắn xoay người đi đến hướng ngoài cửa thường hải tâm không ngờ rằng hắn nói đi là đi này trương dương đi hai bước lại quay đầu cười nói sao vẫn là luyến tiếc anh thường hải tâm thở dài một hơi nói vậy thì phải làm thế nào đây sớm biết như vậy không bằng em ở lại nam tích trương dương đi tới trước cửa đem cửa phòng khóa lại từ bên trong trở lại bên cạnh thường hải tâm một tay ôm lấy cô ấy vào trong lòng thường hải tâm cố sức ôm cái cổ của hắn tiếng đầu ngón chân gần như điên cuồng mà hôn môi của hắn nhỏ giọng nói em rất luyến tiếc anh trương dương cười nói cũng không phải vừa đi là không trở về yên tâm đi sau này có thời gian sẽ đông giang thường hải tâm để tay ở cái chán của hắn đây chính là anh nói trương dương gật đầu thường hải tâm vươn ngón út trương dương vươn ngón út cùng cô ấy móc ngoéo thông đồng rõ như ban ngày đây là ngoéo tay giữ lời hứa, 100 năm không được đổi. Margaret và Lâm Tú đều tin Phật, lúc Trương Dương chạy tới, bọn họ đã cùng Tam Bảo Hòa thượng tham quan xong thu hà cổ tự di chỉ, hiện tại đang nghe tuệ không pháp sư giảng kinh. Trương Dương không có hứng thú đối với loại sự tình này, trở ra, thấy lão thái thái nghe rất chuyên chú, cũng không có ý tứ quấy rối bọn họ, lặng lẽ đem Tam Bảo kêu ra. Vẻ mặt tươi cười của Tam Bảo theo Trương Dương đi tới trong viện hiện nay cái khối đất này là chỗ di chỉ của Thu Hà Cổ Tự, cũng là muốn xác định bộ phận bảo lưu, hiện nay công trình trùng kiến của Thu Hà Tự còn bị vây trong trạng thái đình công, qua 15 công nhân mới có thể trở về. Trương Dương nói, thế nào? Công trình lúc nào có thể làm xong? Tam Bảo nói, phỏng trừng sang đầu năm. Trương Dương gật đầu nói, Tam Bảo à, anh phải đem chuyện này làm cho tốt, cần phải bảo đảm chất lượng bảo lượng hoàn thành xây dựng. Sau này, tôi sẽ không phụ trách chuyện bên này, Tam Bảo lấy làm kinh hãi, hỏi qua Trương Dương, mới biết được chuyện hắn đã bị điều đến Tân Hải. Tam Bảo không muốn Trương Dương đi, hắn vẫn đều đem Trương Dương là chỗ dựa vững chắc của mình, tại Đông Giang mặc kệ ẩm ý xảy ra chuyện gì, chỉ cần Trương Dương có mặt, hắn có người tâm phúc, Trương Dương khẳng định sẽ cho hắn chỗ dựa, nhưng Trương Dương mới ở mấy tháng lại muốn đi, Tam Bảo cũng biết loại chuyện này không phải mình có thể giữ lại, thở dài nói chủ nhiệm Trương, ngài vừa đi, sau này tôi ở Đông Giang sẽ đưa mắt không quen. Trương Dương cười nói, cái gì mà đưa mắt không quen. Anh là một người xuất gia, sớm nên tứ đại giai không, lời này nếu như cho Tuệ Không Pháp sư nghe được, khẳng định trách phạt anh diện bích đấy. Chương 1345, cử báo tin 1. Tam Bảo nói, nếu như không có ngài trợ giúp, phục kiến thu hà tự không biết lúc nào mới có thể khởi động, sau này nếu như công trình trong gặp phải phiền phức gì, tôi cũng không biết nên đi tìm ai. Trương Dương nói, anh trực tiếp đi tìm Tần bí thư, tìm thường chủ nhiệm cũng được. Tam Bảo nói, không kiên định bằng ngài ở trong lòng. Trương Dương vỗ vỗ vai của Tam Bảo, hai người nhận thức lâu như vậy, tình cảm cũng có chút thâm hậu, Trương Dương nói, chân chính gặp phải vấn đề giải quyết không được. Anh cứ gọi điện thoại, chỉ cần là tôi có thể làm, nhất định giúp anh giải quyết. Tam Bảo có chút cảm động, hắn suy nghĩ một chút nói, chủ nhiệm Trương, ngài chờ một lát. Hắn xoay người trở lại trong phòng của mình không bao lâu sau mang theo một bao bố màu vàng đi ra, đưa cho Trương Dương nói, bên trong đều là một ít Phật Châu, tuy rằng không tính là chân quý, thế nhưng vật mà Phật môn khai quang không thể dùng giá cả để so sánh, ngài mang theo, có thể có công dụng. Trương Dương gật đầu, nhận lễ vật của Tam Bảo. Sở yên nhiên lúc này cũng từ bên trong đi ra, Tam Bảo thấy cô ấy đến đây, thức thời bước đi, sở yên nhiên có chút bất đắc dĩ hướng Trương Dương nói, lúc đầu muốn đi sớm một chút. Nhưng bà ngoại bị Phật hiệu của Tuệ Không Pháp sư hấp dẫn, còn đang thỉnh giáo. Trương Dương cười nói, tùy bà thôi, Tuệ Không Pháp sư Phật hiệu tinh thâm, nghe một chút cũng không có gì. Sở Yên Nhiên mỉm cười cười nói, nghe lâu có thể sản sinh ý niệm xuất ra trong đầu hay không? Trương Dương nói, cho nên anh không dám nghe, vừa đến là chạy ra bên ngoài, nếu như anh nghe lâu xuất ra làm hòa thượng, chỉ sợ em khóc không tìm được chỗ. Sở Yên Nhiên hừ một tiếng nói, em mới không sợ anh chỉ cần dám làm hòa thượng, anh đi miếu nào xuất ra, em đi sát phách xây am ni cô, anh làm hòa thượng, em làm ni cô. Trương Dương nói, anh sẽ chặt đứt thất tình lục dục. Sở Yên Nhiên nói, vậy em sẽ nghĩ hết mọi biện pháp câu dẫn anh, phá sắc giới của anh. Trương Đại Quan Nhân mở to hai mắt nhìn, làm ra vẻ kinh hãi không hiểu, a di Đà Phật, nơi này là Phật môn thanh địa, nữ thí chủ. Cậu đây là muốn nghịch thiên sở yên nhiên không nhịn được nở nụ cười, anh còn có muốn làm hòa thượng hay không? Trương đại quan nhân vẻ mặt vô sỉ nói, em vừa nói như thế, anh đã có vài phần mong đợi. Không biết bị ni cô câu dẫn có cảm giác thế nào? Có phải là đỡ không được mê hoặc hay không? Sở yên nhiên đưa tay muốn nhéo lỗ tai của hắn. Trương đại quan nhân sớm có chuẩn bị, cơ linh né qua, cười nói, nhà đầu. Nhiều hòa thượng nhìn như vậy, chúng ta có thể thu liếm một chút không? Sở Yên Nhiên nói, thật khoa trương, tổng cộng có hai người hòa thượng tất cả đều ở bên trong giảng kinh. Trương Dương hắc hắc cười nói, em đã quên à, phía dưới anh còn có một tiểu hòa thượng ấy. Sở Yên Nhiên mắc cờ mặt cười đỏ bừng, thằng nhãi này dưới ban ngày ban mặt, trong Phật môn tịnh địa dám nói loại lời khinh bạc này, cô ấy nhỏ giọng mắng, hạ lưu. Lúc này lão thái thái nghe xong kinh Phật, cười tủm tỉm đi ra, tuệ không pháp sư cung kính đưa tiễn. Đối với quý khách chi lễ, Phật môn đại khách cũng không phải bình đẳng như chúng sinh, cái này không chỉ có là hướng về mặt mũi của Trương đại quan nhân, lão thái thái người ta vừa rồi nói ra, muốn quyên một pho tượng ngọc Phật cho thu hà tự. Vài người đi tới bên ngoài, Margaret bảo Tuệ Không Pháp sư dừng chân, hướng Lâm Tú nói, "Tuệ Không Pháp sư Phật học tinh thâm, có thời gian mời ông ta đi Tĩnh An giảng Phật." Lâm Tú cười nói, "Tốt." Trương Dương nói, "Bà ngoại, sáng mai cũng là 15, bà không chuẩn bị đi sao?" Margaret nói, không được, chúng ta nhanh chóng quay về Tĩnh An. Hai vợ chồng Lâm Tú lần này đến đây dẫn theo tài xế, lái một chiếc xe thương vụ đến đây, Margaret lên xe thương vụ, sở yên nhiên trên chiếc địa hổ của Trương Dương. Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng rời khu nội thành mới của Đông Giang. Sở yên nhiên ngồi ở phía trước liên hệ, ý tứ của Trương Dương là đã hơn 11 giờ, ăn tại Đông Giang xong bữa trưa rồi đi. Nhưng lão thái thái lúc này đột nhiên nổi nên nỗi nhớ nhà, muốn hiện tại lên đường, dù sao trên đường cao tốc đều có chạm nghỉ ngơi, ăn chỗ đó cũng được. Sở yên nhiên làm rõ ý của bà ngoại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trương Dương nói, không có biện pháp, bà ngoại nhớ nhà, bà muốn làm chuyện gì, ai cũng đều không thay đổi được. Trương Dương nói, vậy theo ý của bà đi, dù sao trong xe anh còn có đồ ăn. Bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh lặng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, ông nhìn bức tranh chữ trên tường, bức tranh chữ là Trương Dương tự tay viết đưa cho ông, nội dung là Tống Hoài Minh chỉ định. Thương sinh, hai chữ đơn giản, Tống Hoài Minh mỗi lần thấy hai chữ này thì rõ ràng cảm nhận được sứ mệnh với trách nhiệm trên đầu vai mình gánh chịu. Vinh Bằng Phi dựa theo thời gian ước định đi tới phòng làm việc bí thư tỉnh ủy. Trùng hợp thấy cảnh tượng trước mắt, ông theo ánh mắt của Tống Hoài Minh nhìn lại, thấy hai chữ mạnh mẽ đủ lực, Vinh Bằng Phi không có nghiên cứu gì đối với thư pháp, thế nhưng ông thấy người ký tên không khỏi cười nói chữ của Trương Dương viết không tồi. Tống Hoài Minh gật đầu, "Bằng Phi, ngồi đi." Vinh Bằng Phi ngồi xuống đối diện Tống Hoài Minh, ông và Tống Hoài Minh quen biết đã lâu, cùng chung lý tưởng chính trị làm cho bọn họ đi cùng nhau, trở thành bạn tốt cởi mở. Vinh Bằng Phi nói, "Tống bí thư, ngày hôm nay tìm tôi tới có chuyện gì muốn phân phó?" Tống Hoài Minh nói, "Anh biết Trương Dương điều đi Tân Hải đảm nhiệm bí thư huyện ủy không?" Vinh Bằng Phi gật đầu nói, "Biết." tống hoài minh nói anh thấy thế nào đối với chuyện này vinh bằng phi nói tình trạng trị an của tân hải không tốt phải hắn đi tiếp nhận cứu thế kiệt rất thích hợp thư ký trung bồi nguyên của tống hoài minh đi vào mang trà cho bọn họ xong liền rời đi tống hoài minh nói tôi không có lòng tin quá lớn đối với việc trương dương có thể đảm nhiệm vai trò của người đứng đầu huyện ủy vinh bằng phi cười nói chưa thử qua sao biết hắn không được trong vài năm trước hắn vô luận đến đâu đều làm ra thành tích xuất sắc tôi thấy hắn đi tân hải khẳng định không thành vấn đề tống hoài minh nói anh đối với hắn còn tự tin hơn tôi vinh bằng phi nói tôi nói chuyện với hắn rồi đem tình huống của bắc cảng nói ra hắn đưa ra một yêu cầu với tôi tống hoài minh có hứng thú ngẩng đầu lên vinh bằng phi không chút hoang mang nhấp một ngụm trà nói hắn tìm tôi muốn một người cục trưởng phân cục hà tây trình diễm đông thành phố nam tích Tống Hoài Minh cũng không biết Trình Diễm Đông, đương nhiên đối càng không lý giải. Vinh Bằng Phi nói rõ thêm một bước nói, Trình Diễm Đông lúc trước đã từng đảm nhiệm cục trưởng cục công an phong trạch, quan hệ của Trương Dương và hắn khá tốt. Tống Hoài Minh nở nụ cười, tên nhóc này là dự định tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Vinh Bằng Phi gật đầu nói, năng lực cá nhân của Trình Diễm Đông rất mạnh, tôi rất tán thưởng hắn, lúc đầu muốn điều hắn tới tỉnh công tác, không ngờ rằng Trương Dương nhìn trúng hắn tống hoài minh nói anh đáp ứng hắn vinh bằng phi nói yêu cầu này của hắn không quá phận tống hoài minh nói bằng phi anh nói một câu lời thật với tôi vì sao chị an của bắc cảng lại kém như vậy vì sao bắc cảng sẽ trở thành thành phố có tỷ lệ phạm tội cao nhất bình hải không đợi vinh bằng phi trả lời ông lại nói anh đừng nói bắc cảng là thành phố mở ra hay các loại lời nói khách sáo tôi muốn nghe nói thật vinh bằng phi thở dài nói nói đến chị an của một thành phố không tốt Thông thường tất cả mọi người sẽ tìm bệnh trên người từ hệ thống công an, thế nhưng một thành phố lại có một chủ nhân chân chính khác, tôi thấy vấn đề của Bắc Cảng ở chỗ quản lý. Lãnh đạo địa phương căn bản không có coi trọng hoàn cảnh trị an, mấy năm nay, Bắc Cảng bị nghiêm trị cũng không tính ít, cũng quả thật bắt được một nhóm người, nhưng bắt một nhóm lại hiện lên ra một nhóm, chứng minh căn nguyên chưa có tìm được. Tống Hoài Minh nói, tôi muốn hoàn toàn thay đổi diện mạo lạc hậu của Bắc Cảng. Vinh bằng Phi nói, lời nói không dễ nghe là vấn đề của Bắc Cảng không giải quyết được. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, Chu tỉnh trưởng nhiệt tình rất lớn. Hắn muốn đốt một trận lửa tại Bắc Cảng. Vinh Bằng Phi rõ ràng ý của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh là muốn lợi dụng tâm lý nóng lòng làm ra thành tích của Chu Hưng Dân, đem củ khoai lang phỏng tay Bắc Cảng giao cho ông ấy. Chu Hưng Dân cũng không đơn giản, có thể nghĩ đến đem Trương Dương đi Tân Hải làm bí thư, giống như đem Tống Hoài Minh gián tiếp dính dáng. Vinh Bằng Phi nói, nói tới bản lĩnh châm lửa, Trương Dương nếu như xương đệ nhị, không ai dám nói mình đệ nhất. Tống Hoài Minh nói có vài thứ phải đốt quét cho rồi, bằng phi tận lực sáng tạo điều kiện tiện lợi cho Trương Dương. Lưu Diễm Hồng đã rất lâu không có gặp mặt riêng Tống Hoài Minh, ngày hôm nay cuộc gặp lần này là Tống Hoài Minh chủ động đưa ra, Lưu Diễm Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, hai người gặp mặt tại quán trà Minh Tâm, từ phong ba từ trước lần trước, Lưu Diễm Hồng tận lượng tránh tiếp xúc riêng với Tống Hoài Minh cô ấy ý thức được, mình và Tống Hoài Minh đã không có bất luận cái gì có thể. Tống Hoài Minh coi trọng nhất chính là sự nghiệp của mình. Mà cô ấy đã trải qua lần phong ba này, cũng đem tình cảm huyễn tưởng trong lòng dẹp hết không còn một chút. Tống Hoài Minh đi vào trong phòng đã hẹn, thấy Lưu Diễm Hồng, cười ái náy nói, xin lỗi, tôi đã tới muộn. Lưu Diễm Hồng cười nói, cũng may, mới muộn 10 phút, chuyện của ông thật sự nhiều lắm, ông không lỡ hẹn tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Tống Hoài Minh cười ha hả nói, tôi hẹn cô đến đây, sao có thể lỡ hẹn. Lưu Diễm Hồng đã gọi trà, người phục vụ đưa lên một trà ô long, mang lên bánh trà đặc sắc. Tống Hoài Minh có chút khát, uống chút trà trước nói, gần đây công tác thế nào. Lưu Diễm Hồng lắc đầu nói, cũng may, gần đây cán bộ của Bình Hải phổ biến liêm khiết tự hạn chế. Không có việc đặc biệt khiến cho chúng tôi bận. Tống Hoài Minh nói, tôi ước gì giám sát viên ủy ban kỷ luật các người không có việc gì làm mới tốt. Lưu Diễm Hồng nói, không có khả năng, căn cứ điều tra phát hiện của tôi, hiện tại án tham ô nhận hối lộ tăng lên từng năm, số kim ngạch cũng càng ngày lớn. Tống Hoài Minh nói, vô luận có bao nhiêu, chỉ phải bắt được, nhất định phải nghiêm ngặt truy cứu, quyết không cho phép một phân tử tham ô lọt lưới. Lưu Diễm Hồng cười nói, Tống bí thư, ngày hôm nay tìm tôi không phải vì nói những lời này chứ? Tống Hoài Minh bỗng nhiên phát hiện, Lưu Diễm Hồng hiện tại đã không còn xưng hô mình là bạn học cũ mà là giống như người khác gọi Tống Bí Thư, cô ấy rõ ràng tận lực duy trì cự ly giữa hai người. chương 1346, cử báo tin 2 Tống Hoài Minh nói, ngày hôm nay gọi cô ra là vì một việc. Lưu Diễm Hồng từ biểu tình trịnh trọng của Tống Hoài Minh đã ý thức được ông khẳng định là công sự, nhưng công sự lại hẹn gặp mặt tại quán trà, quả thật khiến cho Lưu Diễm Hồng cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Diễm Hồng mỉm cười nói, trực tiếp đi phòng làm việc nói cũng được còn đến đây tiêu pha. Tống Hoài Minh đem một phong thư cử báo tin đưa cho Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng sửng sốt một chút, ai có thần thông quảng đại như vậy, trực tiếp đem cử báo tin đưa tới trong tay bí thư tỉnh ủy. Cô ấy dùng ánh mắt trưng cầu đồng ý của Tống Hoài Minh, sau đó từ đó rút thư ra xem lướt qua một chút. Lưu Diễm Hồng sau khi xem xong, đôi mi chăm chú nhíu lại, một lần nữa đem lá thư này cất lại, Tống Bí Thư. Bức thư này tuy rằng nói vấn đề rất nghiêm trọng, thế nhưng không có một chút chứng cứ, thoạt nhìn như là vu khống tin đồn tống hoài minh nói không có lửa thì sao có khói những năm gần đây thành phố bắc cảng vô luận là xã hội trị an hay là thực lực kinh tế từ đầu đến cuối đều đứng cuối toàn bộ tỉnh nhưng danh tiếng của cán bộ bọn họ cũng rất được rốt cuộc là bọn họ đã tận lực cái khối đất bắc cảng này vô luận là ai cũng không thể làm tốt hay là dân chúng tất cả đều giận mà không dám nói gì lưu diễm hồng nói tôi công tác tại ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy bắc cảng cũng đi qua vài lần thế nhưng căn cứ tình huống của tôi lý giải những người tiếp xúc đều nói lãnh đạo bác càng tốt tống hoài minh nói khi tất cả mọi người đang nói một lời nói bậy chúng ta sẽ lo lắng cái này có thể không bị phát hiện hay không đồng dạng khi tất cả mọi người nói một lời nói tốt cũng không phải một chuyện bình thường lưu diễm hồng dơ dơ lá thư trong tay nói tống bí thư ông dự định bảo tôi triển khai điều tra nhằm vào chuyện này tống hoài minh lắc đầu nói nếu như vấn đề thật sự nghiêm trọng giống như trong thư viết trong tỉnh tham gia quá sớm chỉ là rút dây động rừng lưu diễm hồng nói tôi nghe nói trương dương đi bắc cảng tống hoài minh mỉm cười nói hương dân đồng chí đề cử hắn đi tân hải đảm nhiệm bí thư huyện ủy lưu diễm hồng nói chu tỉnh trưởng có phải là đã chiếm được cái tin tức gì tống hoài minh chậm rãi gật đầu nói quan mới tiền nhiệm đốt ba mồi lửa hắn châm lửa tôi ủng hộ thế nhưng phái trương dương đi châm lửa có một chút muốn đem tôi buộc cùng một chỗ lý giải của tôi đối với hương dân đồng chí không nhiều lắm. Tống Hoài Minh nói rất ít nhưng mấy câu này đã nói ra lo lắng và suy nghĩ trong lòng rõ ràng. Lưu Diễm Hồng lúc này mới rõ ràng ý tứ chân chính của Tống Hoài Minh, cô ấy nhẹ giọng nói, ông yên tâm, nếu như Trương Dương chọc ra cái gì, ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ theo vào trước tiên. Tống Hoài Minh nâng chung trà lên nhấp một ngục, mỉm cười nói cứ nhìn tình huống mà định. Nếu như tất cả thuận lợi, thì mặc kệ, nếu như người khác muốn lợi dụng chuyện này trở thành đấu tranh phe phái chính trị, chúng ta chỉ đành rút hắn ra. Tôi sẽ phái người theo dõi hắn. Úc Hoàng Hôn, nhóm Trương Dương rốt cục về tới Mộng Tiên Hồ. Hồ nước lặng lặng, núi cao xanh ngắt, uốn lượn xung quanh hồ, như vải vóc màu xanh, mặt trời chiều ánh chiếu lên mặt hồ, ánh nắng trên bầu trời chiều giống vảy cá lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, trên mặt nước nổi lên vô số gợn sóng màu vàng. Theo gió mắt liên tục lưu động, non sông tươi đẹp không sao tả xiết lão thái thái cũng đã đi ngủ, người đã lớn tuổi rồi, tinh lực cuối cùng vẫn là không được. trương dương đi qua, cẩn thận mà đem lão thái thái dựa vào, để cho bà ấy ghé vào đầu vai của mình tiếp tục ngủ. sở yên nhiên ở phía sau, cầm lấy áo khoác đắp lên cho bà ngoại. bọn họ ngồi cano về tới đảo, trên đường đi, margaret tỉnh, phát giác mình dựa vào của vai trương dương, không khỏi nở nụ cười. lão thái thái nhẹ giọng nói, à. Sở Yên Nhiên kinh hỉ nói, bà ngoại tỉnh rồi. Margaret gật đầu, vỗ vỗ vai của Trương Dương nói, Trương Dương, có mệt hay không? Trương Dương cười nói, Yên Nhiên nặng hơn bà, con cõng cô ấy cũng không có vấn đề gì. Sở Yên Nhiên nói, Trương Dương anh được lắm, anh nói quanh co lòng vòng là nói em béo, còn chưa có kết hôn mà bắt đầu ghét bỏ em rồi. Mọi người xung quanh nở nụ cười. Margaret nói, bà nhớ đến thời kiến quốc, lúc chiến tranh giải phóng, Bà bị đau chân, lão già kia cóng bà đi 10 dặm. Khi đó bà cũng thích được ổng cóng, muốn xem một người đàn ông có thể dựa vào hay không, đầu tiên phải xem bờ vai của hắn có thể đủ gánh vác trọng lượng thân thể của mình hay không, nếu như ngay cả một chuyện đơn giản như thế đều làm không tốt, sao có thể khiến cho người ta tin tưởng. Ánh mắt của Sở Yên Nhiên và Trương Dương gặp nhau, cô ấy nhớ tới tình cảnh mình và Trương Dương lần đầu tiên tương phùng. Trương Dương cũng là cóng cô ấy từ vách núi một đường đi tới Thanh Hà Thôn. Thằng nhãi này lưu cho mình ấn tượng đầu tiên cũng là cảm giác an toàn, chính là loại cảm giác an toàn này khiến cho cô ấy khăng khăng một mực yêu hắn. Cano đi tới bến tàu, Trường Dương cõng Margaret lên bờ, lão thái thái bảo hắn thả mình xuống, sau đó đi hướng cây thụ bạch quả, lá cây đã rụng hết, bất quá không bao lâu nữa sẽ mọc mới ra, bước chân mùa xuân đã càng ngày càng gần. Margaret quay vào cây nhỏ thấp giọng nhỏ nhẹ nói, tất cả mọi người lặng lẽ rời đi bọn họ không dám quấy rối sự yên lặng của lão thái thái. Tư lệnh quân khu Tĩnh An Hồng Trường Võ nghe nói lão thái thái đã trở về, đêm đó cũng mang theo người một nhà đến đây chúc Tết cho lão thái thái, đám thuộc hạ của Sở Trấn Nam cũng đến, trong lòng bọn họ vẫn đều đem Sở Trấn Nam thành cha của mình, Hồng Trường Võ còn mời đầu bếp từ thành phố Tĩnh An đến làm một bàn thức ăn phong phú, dựa theo cách nói của ông, lễ mừng năm mới năm nay lão thái thái đi đông Giang. ngày hôm nay rốt cuộc mới chính thức là lễ mừng năm mới. Đám người hồng trường võ, tạ trí quốc này tuổi tác cũng không nhỏ, tóc bạc cả đầu, nếp nhân cũng có không ít, nhưng bọn họ vẫn đang mang theo vợ và con cái cung kính quỷ xuống chúc Tết cho lão thái thái. Margaret cũng y theo truyền thống của Trung Quốc, phát bao đỏ cho mọi người. trương đại quan nhân thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, không khỏi cảm khái, ai nói trên đời này không có chân tình. Bởi vì lo lắng lão thái thái lặn lội đường xa mà đến, những người này cũng không có ở lại quá muộn, Buổi tối 9 giờ thì cáo từ rời đi, Tạ Chí Quốc và vợ chồng Lâm Tú cũng rời đảo đi chỗ Hồng Trường Võ. Trương Dương và Sở Yên Nhiên đại biểu lão thái thái tiến khách tới bến tàu, nhìn Cano đi xa, Trương Dương vươn cánh tay đem Sở Yên Nhiên ôm vào trong lòng, mỉm cười nói, để cho anh Sở xem có béo không. Sở Yên Nhiên cười nói, anh ngồi xuống. Trương Dương biết ý của cô ấy, sau khi ngồi xổm xuống đem Sở Yên Nhiên phóng lên lưng, Sở Yên Nhiên chăm chú ôm cái cổ của hắn hô hấp có tiết tấu phun trên cổ của hắn, hai người dường như trong nháy mắt về tới lúc mới quen biết, buổi tối ngày đó mây mù lớn, Trương Dương cõng sở yên nhiên như thế từ vách núi xuống, từng bước từng bước cõng cô ấy tới Thanh Hà Thôn, tất cả thoáng như hôm qua. Sở yên nhiên nói, ngày mai qua tiết nguyên tiêu, em trở về nước Mỹ. Trương Dương gật đầu nói, anh cũng phải đi Tân Hải tiền nhiệm. Làm bí thư huyện ủy. Trương Dương cười nói, nghe giọng điệu của em hình như rất khinh thường cái bí thư huyện ủy này. Sở Yên Nhiên nói, không dám, đổi thành quan viên quốc gia khác em còn dám khinh bỉ, nhưng bí thư huyện ủy trong nước em còn thật không dám, cứ như là địa chủ một phương, tại huyện Tân Hải, anh nói 102, quyền uy vô thượng. Trương Dương nói, nào có uy phong như vậy, cấp trên có thị trưởng bí thư thị ủy, còn có một đống thị ủy thường ủy, đây chỉ là mới kể sơ sơ, kể ra quan lớn hơn anh còn nhiều như biển ấy sở yên nhiên đem mặt cười dán vào bên tai của hắn nhỏ giọng nói anh làm quan rốt cục phải làm tới khi nào trương dương lắc đầu nói không biết anh cuối cùng không thể đi theo em ăn cơm chùa được đúng không sở yên nhiên nói bà ngoại thật ra khuyên em nói đàn ông có sự nghiệp là chuyện tốt bảo em phải thông cảm cho anh trương dương nói vẫn là lão nhân ra rõ ràng lý lẽ hắn quay mặt qua hôn một cái lên môi anh đào của sở yên nhiên mỉm cười nói bảo bối hai ta lúc nào đi đăng ký hả? Sở Yên Nhiên mặt cười ửng đỏ nói, lần sau em trở về, cỡ tháng 7 tháng 8 đi. Lâu như vậy à, anh sẽ nhớ em, Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt si tình. Sở Yên Nhiên nói, đi Tân Hải, bên cạnh anh sẽ không người chiếu cố. Nụ cười của Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút xấu hổ lên, vậy thì anh có thể chiếu cố mình. Sở Yên Nhiên ôm sát cái cổ của hắn nói, em nói là không có phụ nữ chiếu cố trương đại quan nhân cuống quyết nói tránh đi yên nhiên ánh trăng đêm nay thật là đẹp nha sở yên nhiên nói anh đi bắc cảng không được hái hoa bắt bướm nhớ kỹ không trương dương nói em yên tâm đi anh là một cán bộ quốc gia tác phong sinh hoạt luôn luôn nghiêm túc chịu thua anh rồi đó trương dương nói anh hướng cờ đảng bảo đảm lần này đi bắc cảng anh một lòng nhào vào công tác trong lòng chỉ có mặt trời trên cao là em chuẩn bị vươn cung bắn vào hai hồng tâm cái gì sở yên nhiên trợn tròn con mắt trương dương vỗ vỗ cái mông rất tròn của cô ấy cười nói được rồi nếu như em thật sự lo lắng anh từ chức theo em đi thần miếu đảo ăn cơm chùa cả đời đều ăn cơm chùa em không ngại đến lúc đó mỗi ngày em làm cơm cho anh ăn nuôi anh thành mập mạp luôn hai người vừa nói vừa cười trở lại trong phòng lão thái thái đã đi ngủ sở yên nhiên mang theo trương dương trở lại phòng của mình mở máy vi tính cho hắn thấy tiến triển tình huống mới nhất của công trình thần miếu đảo trương đại quan nhân đối với tiểu đảo này cũng có chút hy vọng hai người phát thảo tương lai tới ngồi ở trong phòng sở yên nhiên tới đêm khuya sở yên nhiên đột nhiên hỏi nói trương dương anh nói cho em biết một câu lời thật anh ở bên ngoài rốt cục có bao nhiêu hồng nhan chi kỳ hả trương đại quan nhân ngây ngẩn cả người cái này sở yên nhiên nói đừng vòng vo với em thành thật trả lời em Trương Dương nói, nhà đầu, nhớ kỹ lần trước anh nói với em rồi mà. Sở Yên Nhiên nói, nói cái gì? Anh là người cổ đại, anh xuyên qua thời không từ đại tùy chiêu tới, tại thời không của bọn anh, quan hệ tình cảm và quan hệ hôn nhân hoàn toàn khác biệt bên này. Sở Yên Nhiên nhéo cái lỗ tai của hắn, Trương Dương, anh tin hay không, sau này anh còn nói như vậy với em, nói cái gì mà anh là người cổ đại, em đem cái lỗ tai của anh nhéo xuống đó. Trương đại quan nhân vẻ mặt đau khổ nói, vì sao lúc anh nói thật luôn luôn không người tin tưởng. Trời xanh trứng giám. Trương 1347, thành nhỏ ấn tượng một. Sở yên nhiên nói, anh là một tên lừa đảo, đại lừa đảo. Trương đại quan nhân nói, em nói như vậy, anh quá thương tâm, tâm xuất ra làm hòa thượng đều có. Sở yên nhiên cười nói, anh đi làm đi, không sợ em ở bên cạnh miếu xây cái am ni cô, anh cứ việc đi làm. Cho dù anh làm hòa thượng cũng là một hoa hòa thượng. Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười ha ha. Sở Yên Nhiên nói cười cái gì? Vẻ mặt dâm tiện. Trương Dương nói vậy. Tiểu hòa thượng nhà chúng ta cần gội đầu. Sở Yên Nhiên ngộ ra ý tứ của hắn. Mặt cười mắc cờ đỏ bừng. Nói cút đi. Em đang nói chính sự đấy. Trương Đại Quan Nhân nắm tay nhỏ của cô ấy nói. Không tin em sợ đi. Tiểu hòa thượng đầu đều lớn rồi. Mặc kệ nó có lớn hay không đâu có chuyện gì liên quan tới em. Lúc nói nhưng cảm giác tay của mình đã chạm được bộ phận nóng rực kiên quyết của trương dương sở yên nhiên xấu hổ cắn cắn môi anh đào nói anh biến thái thích lộ như thế thẳng thắn đi xem phim av đi. trương đại quan nhân một tay ôm lấy sở yên nhiên lên quay một vòng tại chỗ tàn bạo nói xuống nhà đầu hôm nay em vừa gặp mặt đã khi dễ huyền hiện tại anh sẽ cho em nếm thử sự lợi hại của anh sở yên nhiên giống chim nhỏ kinh khủng co rúm lại trong lòng của hắn, đáng thương nói anh muốn như thế nào. Trương đại quan nhân hung thần ác sát bàn trừng lớn hai mắt, phạt em 800 roi. Sở yên nhiên lắc đầu, không nên, không nên. Trương đại quan nhân nghe răng cười nói, hiện tại biết sợ đã muộn rồi. Trương đại quan nhân là một người dư thừa tinh lực, sở yên nhiên lúc tỉnh lại, thấy hắn đã ở bên ngoài dậy lão thái thái đánh quyền. Trương Dương ngẩng đầu, vừa vặn thấy sở yên nhiên, mái tóc của sở yên nhiên hơi có chút mất trật tự, ửng hồng trên mặt cười vẫn không có rút đi, phong tư làm cho mê muội nhớ tới cuồng loạn tối hôm qua, khóe môi của trương đại quan nhân không khỏi lộ ra một nụ cười sâu xa. Sở yên nhiên bị hắn nhìn làm cho xấu hổ khó dằn nổi, quay người lại trở về phòng. Margaret được Trương Dương chỉ điểm đánh một bộ dưỡng sinh quyền, mỉm cười nói, Trương Dương, bộ quyền pháp con dạy cho bà thật sự rất không tồi, sau khi đánh xong, cảm giác tinh thần chấn hưng, dường như bà trẻ lại hơn 10 tuổi. Trương Dương cười nói, "Bà ngoại, bộ quyền pháp này gọi là Niên Khinh Phiêu Lượng Quyền, bà càng đánh càng trẻ tuổi, lần sau con gặp bà nói không chừng bà trở lại 18 tuổi đấy." Margaret hài lòng cười ha hả, bà ấy đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của Trương Dương, con đó, cũng là có thể nói, khó trách yên nhiên nhà chúng ta đối với con khăng khăng một mực như vậy. Trương Dương nói, "Bà ngoại, chúng ta nghỉ ngơi một chút." quay đầu lại chuẩn bị qua Tiết Nguyên Tiêu. Margaret nói, "Bà nghĩ rồi, buổi trưa ngày hôm nay cả nhà chúng ta ăn bữa cơm, buổi tối hai đứa đi chơi đi, bà lớn tuổi rồi, nhịn không được, Tiết Nguyên Tiêu nơi nơi đều là hoa đăng, không thiếu cái bóng đèn này." Trương Dương cười ha hả nói, "Bà ngoại, bà không phải bóng đèn, bà là mặt trời, không có bà chỉ dẫn, những vãn bối bọn họ sẽ không thấy rõ phương hướng." Margaret mỉm cười nói, "Lúc trước bà cũng lo lắng mấy đứa quá trẻ tuổi." nhưng sự thật chứng minh mấy đứa đã trưởng thành đã có năng lực đi để ý bất luận chuyện gì bà đem tập đoàn giao cho yên nhiên yên nhiên hiện tại làm rất khá con bé từ thương con từ chính ai ai đều có một khối thiên địa của mình tốt các con làm rất khá trương dương nói bà ngoại cảm ơn bà cảm ơn bà cái gì cảm ơn ngài đem yên nhiên tốt như vậy giao cho con margaret cười nói không phải bà giao cho con là con bé lựa chọn con trương dương trịnh trọng về phía margaret nói bà ngoại ả à yên tâm con nhất định sẽ đối xử tử tế với yên nhiên margaret cười gật đầu nói bà tin tưởng trương dương con là một người trẻ tuổi xuất sắc người có thể được lão già kia thích nhất định là nhân trung tuấn kiệt nhớ tới sở lão gia tử đã ly thế trương đại quan nhân không khỏi thổn thức margaret nói sinh mệnh con người luôn có ngày đi tới đầu cùng bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ trương dương nhớ kỹ một câu nói của bà nhất định phải quý trọng người bên cạnh, chuyên chú sự nghiệp đồng thời cũng không thể quên gia đình, lý tưởng của ai ai đều là cao thượng của, nhưng giữa hiện thực và lý tưởng vĩnh viễn tồn tại chênh lệch thật lớn như lòng sông so với mặt biển, bà là người Mỹ, bà cũng không phải đảng viên, suy nghĩ của bà có chút khác biệt, có thể bởi vì bà là một phụ nữ. Bà thiếu khuyết ánh mắt rộng lớn, bà cho rằng nếu như ai ai đều có thể đem mình quản được, đem người bên cạnh chiếu cố được, như vậy thế giới này sẽ tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều trương dương nở nụ cười bà ngoại con rõ ràng ý của bà margaret nhẹ giọng nói con chưa chắc hiểu yên nhiên sở dĩ tiếp nhận tập đoàn nguyên nhân căn bản cũng là muốn phân yêu cho bà con bé không muốn bà làm lụng vất vả quá mức ở sâu trong nội tâm của con bé là không muốn làm thương nghiệp trương dương gật đầu margaret nói bà hiểu yên nhiên bà biết nguyện vọng lớn nhất của con bé cũng là gả cho con ở nhà giúp chồng dạy con rất kỳ quái Cháu gái của bà và lão già này lại có thể là một cô gái ôn nhu nhàn thục như thế. Trương Dương lộ ra nụ cười hiểu ý. Margaret nói, hai người muốn cuối đi tới cùng nhau, không có khả năng chỉ có một người hy sinh, mà là muốn hai bên đều làm ra thông cảm và nhượng bộ. Nếu như bà và lão già kia có thể sớm mộ đến điểm này một chút, giữa hai người cũng sẽ không xa nhau nhiều năm như vậy. Trương Dương nói, bà ngoại, con rõ ràng, chuyện Tân Hải bên này làm tốt, con sẽ hoàn toàn rời khỏi vô luận con có phải là người kinh thương không, con sẽ đều thử đem công tác của tập đoàn cho gánh chịu, để cho yên nhiên ở nhà giặt quần áo làm cơm sinh đứa nhỏ. Margaret cười nói, lúc này mới giống như một người đàn ông. Thái độ của Trương Dương khiến cho Margaret tin tưởng, Trương Dương là cam tâm vì yên nhiên buông tha sự nghiệp hiện có, điều này làm cho Margaret thật tình cảm thấy an ủi. Tại tĩnh An vượt qua tiết nguyên tiêu xong, 16 tháng riêng sáng sớm Trương Dương lái ô tô đến huyện Tân Hải thành phố Bắc Cảng, bởi vì hắn và bộ trưởng bộ tổ chức tiêu nãi vượng trước đó đã ước định rồi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi nhậm chức, vô luận như thế nào cũng không thể muộn. Sở Yên Nhiên sớm thức dậy vì hắn làm tốt bữa sáng, tiễn hắn đến bên cạnh ô tô, lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt. Trương Dương phát hiện một sự thật thú vị, vô luận hắn nói cho Sở Yên Nhiên chân tướng sự thật thế nào, nhà đầu kia từ đầu đến cuối đều không tin hắn. Bởi vì đi tương đối sớm, buổi trưa lúc 1 giờ Trương Dương đã đi tới khu vực Bắc Cảng, Tân Hải ở vào phía đông bắc Bắc Cảng, phải đi qua thành phố Bắc Cảng. Trương Dương trước gọi một cú điện thoại cho Tiêu Nãi Vượng, không ngờ rằng Tiêu Nãi Vượng đã đến Bắc Cảng, hiện nay đang ở chính phủ thành phố Bắc Cảng, phụ trách mở tiệc chiêu đãi là thành viên lãnh đạo thành phố Bắc Cảng. Tiêu Nãi Vượng nói, cậu đi đến đại viện huyện ủy Tân Hải chờ, chúng tôi đi qua. Trong lòng Trương Dương nói lão Tiêu cũng không phúc hậu, hiện tại tôi ngay tại Bắc Cảng, cơm cũng chưa ăn ông cũng không nói với tôi một tiếng, thuận tiện gặp mặt với thành viên lãnh đạo của thành phố Bắc Cảng. Xem ra tiêu nãi vượng đem trình tự này trực tiếp giao cho tỉnh, hắn vốn tưởng rằng phải đi bộ tổ chức của thành phố Bắc Cảng bắt chuyện chứ. Trước 2 giờ Trương Dương đã đi tới huyện Tân Hải, khiến cho Trương Dương phiền muộn chính là, từ Bắc Cảng đi đến Tân Hải đường rất gồ ghề, bụi bặm rõ ràng cũng là thiếu tu sửa, càng thái quá chính là, đường nát như thế, còn có hai trạm thu phí, Trương Dương lúc ở tại trạm thu phí Tân Hải, thấy hai chiếc xe trước đó tất cả đều miễn phí cho đi, tới hắn bị ngăn cản, Trương Dương nói, sao phía trước không thu hả? Quản lý viên lười biếng nhìn hắn một cái nói, tôi nhận thức cậu sao? Trương Dương lắc đầu, đều không nhận ra cậu, cậu đóng phí đi. Trương Đại Quan Nhân thật sự là mở to mắt ra, mẹ nó, một người thu phí viên lại có thể bố láo như thế, hôm nào chờ tôi rảnh rỗi xem tôi thu thập thế nào. Trương Dương cũng không tính toán, cho 10 đồng vào huyện Tân Hải, huyện Tân Hải lưu cho Trương Dương ấn tượng đầu tiên cũng không nghèo, ít nhất bên trong có thể thấy vài căn nhà cao tầng, đường cũng rộng, nhưng toàn bộ thị trấn càng rõ ràng có một chỗ đặc thù cũng là bẩn loạn, bụi bặm trồng chất khắp nơi trên đất, tùy ý đều có thể thấy hàng rong trên đường cái, bởi vì Tân Hải là thị trấn ven biển, bán hải sản không ít, nơi nơi đầy giấy mùi vị cá tanh tôm thúi, xe vận tải, thậm chí xe ngựa đi lại trên đường, trật tự thông nhau hỏng bét, đèn xanh đèn đỏ thật ra có mấy cái nhưng căn bản không người để ý tới. Trước cửa chính phủ huyện ủy tương đối đỡ hơn, ít nhất không có giống chỗ khác, bụi bặm trồng chất khắp nơi trên đất. Trương Dương buổi trưa còn chưa có ăn, hắn ở ngoài đường tìm một quán ăn hải sản, sau khi đem xe dừng thì đi vào. Bên trong có hai bàn, không tính là náo nhiệt, trong đại sảnh có nhiều hồ thủy tinh thả không ít hải sản, ông chủ quán đi tới trước bàn Trương Dương cười nói tiên sinh gọi cái gì. Trương Dương cảm thấy đám người tiêu nãi vượng xe tới, cười nói, một chén canh. Tôi đang vội. Ông chủ gật đầu, làm cho Trương Dương một chén canh hải sản, mùi vị không được tốt lắm, canh quá nước, ngay cả con tôm cũng bé tí tẹo, nhưng lúc tính tiền làm Trương Dương hoảng sợ, một chén canh muốn hắn 28 đồng, cho dù là tại Đông Giang tỉnh thành cũng không đắt như vậy, tại Xuân Dương bên kia tối đa cũng là tiêu chuẩn 5 đồng, Trương Dương suy nghĩ gặp phải hắc điếm, cũng không hé răng, tính tiền rời đi, lúc đi ra, ông chủ lại đuổi theo tiên sinh, tiền khăn ướt không tính cậu cho hai đồng nữa. Trương Dương gật đầu đem hai đồng tiền đưa ra, không nhịn được nói tiêu phí của Tân Hải các người rất cao. Ông chủ cười cười nói, cũng được thôi, dù sao quán của tôi cũng là tiêu phí tiền lương. Trong lòng Trương Dương nói còn con mẹ nó tiêu phí tiền lương, dân chúng bình thường ai ăn nổi. Có thể nói ấn tượng đầu của Trương Đại Quan Nhân đối với huyện Tân Hải là vô cùng không tốt, bẩn loạn, thương nhân ở đây cũng vô cùng gian trá, một chén canh muốn hắn 30 đồng, nếu như là L một úc trước, Trương Đại Quan Nhân đã sớm đem đồ thừa trong chén canh đập vào mặt ông chủ quán, nhưng hiện tại phải khống chế được, mình là bí thư huyện ủy, từ hôm nay, mình tận lực lấy đức thu phục người. Trường 1348, thành nhỏ ấn tượng 2 Tuy rằng huyện Tân Hải lưu cho Trương Dương ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng hắn đi vào đại viện huyện ủy Tân Hải, cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỗ của chính phủ huyện ủy huyện Tân Hải, dường như là một tòa lâm viên, tuy rằng là mùa đông, mặt cỏ khô vàng, thế nhưng thực vật vẫn đang tràn đầy màu xanh sinh mệnh, cầu nhỏ nước chảy, núi giả phi bọc, nhìn ra được đại viện huyện ủy xanh hóa là tốn hao một phen tâm huyết, tòa nhà làm việc của chính phủ huyện ủy tổng cộng 10 tầng, tuy rằng không cao, thế nhưng đủ để quan sát toàn bộ huyện. Trương Dương tiến vào cửa lớn huyện ủy không gặp phải trở ngại, chiếc địa hổ có bảng số quân đội kinh thành, một chút nhãn giới ấy cảnh vệ trong cửa vẫn phải có. Trương Dương dạo qua một vòng ở trong sân, cuối cùng đem xe đứng ở khu rừng xe. Hắn đẩy cửa xe đi xuống phía dưới, ngẩng đầu che mặt trước tòa nhà 10 tầng, nghĩ tới mình lập tức trở thành chính chủ, trong nội tâm không khỏi sản sinh một ít kích động, trương đại quan nhân đi tới dọc theo bậc thang, trong đầu nhớ tới tất cả chuyện xưa từ khi tiến vào con đường làm quan, cuộc đời chính trị của hắn từ hôm nay trở đi thăng lên một bậc thang mới. Trong tòa nhà được quét dọn sạch sẽ, bí thư huyện ủy ngày hôm nay ngày đầu tiên tiền nhiệm, toàn bộ chính phủ huyện ủy đã trong sẵn sàng đón địch, từ trên xuống dưới toàn bộ động viên lên, cần phải muốn lưu cho bí thư huyện ủy Tân Nhậm một ấn tượng tốt đẹp, lưu cho các vị lãnh đạo đến huyện Tân Hải một ấn tượng tốt đẹp. Trên thực tế đây là nhiệm vụ mà huyện trưởng hứa xong kỳ lặng lẽ bố trí, bí thư huyện ủy cứu thế kiệt tuy rằng phải gánh chịu trách nhiệm với trận hỏa hoạn lần trước, thế nhưng ông cũng không có lập tức rời cương vị công tác, mãi đến hai ngày trước phát bệnh tim nằm viện, cứu thế kiệt mới chân chính trên rời khỏi vị trí lãnh đạo. Hứa Song Kỳ trong đáy lòng là rất muốn đem toàn bộ huyện Tân Hải chỉnh lý một chút, chỉ cần trên dưới cùng nhau nỗ lực. Diện mạo thị trấn trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng không có khả năng hoàn toàn thay đổi, thế nhưng ngăn nắp sạch vẫn có thể làm được. Cứu Thế Kiệt lúc còn tại chức, Hứa Song Kỳ đối với Cứu Thế Kiệt không phục, mà khi Cứu Thế Kiệt chân chính rời đi Tân Hải, Hứa Song Kỳ mới phát hiện, rất nhiều chuyện ông cho rằng đơn giản, chân chính làm cũng không có dễ dàng như vậy. Khi Cứu Thế Kiệt nằm viện, bí thư huyện ủy Tân Nhậm Trương Dương chưa có tới, hứa song kỳ cũng là người đứng đầu huyện Tân Hải, thế nhưng ông phát hiện cho dù là mấy ngày nay, ông cũng không có làm được cái gì cả. Đám cán bộ trong huyện, có rất ít người mua mặt mũi của ông. Hứa song kỳ bi ai phát hiện, lực uy hiếp của mình cũng giới hạn, có thể thấy được trong phạm vi rất nhỏ. Hứa song kỳ chưa bao giờ gặp qua vị bí thư huyện ủy Tân Nhậm, thế nhưng nghe nói qua không ít chuyện của Trương Dương, biết người này rất có bối cảnh. Quan viên thấy quan viên, đầu tiên lo lắng không phải là năng lực của đối phương làm sao, mà là bối cảnh của đối phương làm sao, ví dụ như bí thư thị ủy hạng thành thành phố Bắc Cảng. Nhắc tới hạng thành, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người cũng không phải bí thư thị ủy thành phố Bắc Cảng, mà là ân nhân cứu mạng của tiết lão. Cho nên Trương Dương tuy rằng chưa tới Tân Hải, rất nhiều quan viên đã một nhận thức sơ bộ đối với hắn, đó chính là Trương Dương là con rể của bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, vẫn là con nuôi phó tổng lý quốc vụ viện văn quốc quyền, nếu như không có bối cảnh như vậy. Hắn cũng không có khả năng trẻ tuổi như thế lên làm bí thư huyện ủy Tân Hải. Hứa song kỳ khi biết chuyện này, thì âm thầm phát cảm thán, vô luận là trong bất luận xã hội gì đều là đạo lý trong chiều có người thì chức vị tốt. Trương Dương mới 27 tuổi, mà mình đã 48 tuổi, con của ông đều đã 25 tuổi, nếu như hứa song kỳ biết tuổi tác chân thực của Trương Dương chỉ có 24 tuổi chỉ sợ ông ta sẽ có tâm tình nhào tới tường đập đầu chết. Trương Dương cảm giác đại viện huyện ủy và bên ngoài quả thật là hai thế giới, loại tương phản mạnh mẽ này khiến cho hắn ý thức được đám quan viên trong huyện thích làm công phu mặt ngoài. Nhưng công phu mặt ngoài chưa làm tốt, cái này chứng minh năng lực quan viên của huyện Tân Hải tồn tại vấn đề tương đối lớn. Trương đại quan nhân yên lặng quan sát hoàn cảnh, điện thoại của hắn vang lên. Tiếp điện thoại đồng thời hắn nhìn ra phía ngoài, thấy hai chiếc xe hồng kỳ hai chiếc xe cảnh sát hộ tống một chiếc toyota cỡ trung tiến vào đại viện huyện ủy gọi điện thoại tới được là tỉnh bộ trưởng tổ chức tiêu nãi vượng ông ta cười nói trương dương tới chưa trương dương nói tới rồi đang ở trong đại sảnh tôi thấy xe các người đi qua tiếp ông đây tiêu nãi vượng nở nụ cười một tiếng nói gặp mặt rồi nói cúp điện thoại ông xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài thấy trương dương đang từ trong đi tới bí thư thị ủy hạng thành thành phố Bắc Cảng An vị bên cạnh của Tiêu Nãi Vượng, ông ta theo ánh mắt của Tiêu Nãi Vượng cũng phát hiện Trương Dương, mỉm cười nói Tiêu Bộ trưởng, hắn là Trương Dương. Tiêu Nãi Vượng gật đầu nói, một người tuổi trẻ ớt có nhiệt tình, cũng rất có năng lực, sau này giao cho ông. Hạng thành cười nói, thằng nhãi này thật đẹp trai. Tiêu nãi vượng nói, nếu không cũng không được con gái của tống bí thư coi trọng. Tiêu nãi vượng lần thứ hai chỉ ra, Trương Dương là con rể bí thư tỉnh ủy. Hạng Thành cười rất hài lòng, trong lòng cũng thoải mái, một người bí thư huyện ủy tiền nhiệm, lại có thể muốn bộ trưởng tổ chức tỉnh tự mình cùng đi, trong tỉnh làm như thế có phải là quá long trọng. Một nhân vật như vậy chỉ sợ khó đối phó, Hạng Thành bỗng nhiên nhớ tới một từ, Khâm Sai đại thần, đồng thời cũng liên tưởng đến một tin đồn trước đó, Trương Dương là một sao tai họa, vô luận hắn đến chỗ nào đều khác với lãnh đạo, Hứa Thường Đức, Hồng Vĩ Cơ, Từ Quang Nhiên, Kiều Trấn Lương. Phía sau những người này đều có đoạn thương tâm sự liên quan đến Trương Dương, tuy rằng hạng thành không phải một người quan niệm về số mệnh, nhưng nghe được người khác đàm luận chuyện này, tâm tình ít nhiều cũng bị chút ảnh hưởng. Trương Dương nghênh hướng xe lãnh đạo, đồng thời cũng có một đội nhân mã nghênh đón qua chỗ dừng xe, dẫn đầu cũng là huyện trưởng huyện Tân Hải Hứa Song Kỳ, cái đoàn người này cũng là thành viên của huyện Tân Hải do ông dẫn đầu. Nhiều lãnh đạo như vậy đi tới, đương nhiên phải có nhân viên công tác duy trì trật tự, lập tức có cảnh vệ đem Trương Dương ngăn cản lại nguyên nhân rất đơn giản hiện tại trong đại viện huyện ủy tân hải ít có người nhận thức trương dương những cảnh vệ này đương nhiên càng không cần phải nói ngăn cản bí thư huyện ủy mới tới còn nói làm gì làm gì vậy tránh xa chút trương dương nói tôi tiếp lãnh đạo cảnh vệ nhìn trương dương tên nhóc tránh xa một chút người như thế tôi thấy nhiều rồi trà trộn vào tới muốn tìm lãnh đạo thỉnh nguyện có phải không muốn ngồi tù hả trên người ngứa ra không muốn gây sự thì nhanh chóng cút đi Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, mẹ nó, mình dù sao cũng là cán bộ từ tỉnh thành xuống tới, thằng nhãi này lẽ nào nhìn không ra quan uy trên người mình sao? Trương đại quan nhân đang chuẩn bị nghiêm mặt, hai hàng lông mày dựng thẳng, vương bát khí uy chấn tứ phương, bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy tiêu nãi vượng đã xuống xe phất tay, tiểu trương, đứng đó làm gì? Nhanh chóng đến đây, tên cảnh vệ kia có chút sừng sốt, huyện trưởng hứa song kỳ vừa nhìn thì rõ ràng phát sinh tình huống gì, nhanh chóng chạy đến đây, vừa chạy vừa xua tay, xua tay ý là bảo tên cảnh vệ kia nhanh chóng tránh ra, hứa xong kỳ vừa thở dốc vừa nói "Trương bí thư, Trương bí thư ngài từ chỗ nào tới?" Cảnh vệ lúc này rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt cũng là bí thư huyện ủy mới tới, bọn họ đều nghe nói một vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi, ai cũng không ngờ rằng sẽ trẻ tuổi như thế, bí thư huyện ủy hơn 20, cái vận làm quan này không phải bình thường. Cảnh vệ kinh ngạc và hâm mộ qua đi, lập tức cảm thấy cũng là sợ, bí thư huyện ủy vừa đến mình liền ngăn cản người ta, đây là có mắt không chồng, đắc tội với người cảnh vệ sợ đến nói lắp trương 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 bí thư trương dương cười cười vỗ vỗ vai của tên cảnh vệ này tên nhóc công tác rất nghiêm túc từ từ làm tôi thích người có nguyên tắc trương đại quan nhân nói xong rời khỏi trong lòng nói nguyên tắc cái rắm cho mắt thấp không nhìn thấy người cảm thấy tôi trẻ tuổi muốn khi dễ tôi chờ tôi bận xong sẽ thu thập anh hứa xong kỳ đi tới bên cạnh trương dương hai tay đưa ra ngoài nắm tay phải của trương dương rất kích động rất nhiệt tình trương bí thư hoan nghênh hoan nghênh ngài đến tân hải tới lãnh đạo công tác trương dương cười nói ngài là hắn cũng mơ hồ đoán được thân phận của hứa song kỳ nhưng hắn lại chưa thấy qua hứa song kỳ nên không nói ra hứa song kỳ hứa huyện trưởng à trương dương lắc tay nói cửu văn đại danh như sấm bên tai hứa song kỳ biết người ta trăm phần trăm là khen tặng mình với chút danh khí của ông Giờ Tân Hải sẽ không ai biết, căn bản không có khả năng xưng đại danh cái gì, về phần như sấm bên tai càng không thể nào nói đến. Trương Dương đi đến hướng bộ trưởng tổ chức tỉnh ủy Tiêu Nãi Vượng trước, cười nói: "Tiêu bộ trưởng, vẫn là tôi nhanh." Tiêu Nãi Vượng nói: "Nếu như không phải buổi trưa hạng bí thư lưu tôi tại Bắc Cảng ăn, tôi khẳng định đến sớm hơn cậu." Nói xong ông đem Trương Dương dẫn đến cho bí thư thị ủy Hạng Thành. Trương Dương lần đầu tiên tiếp xúc Hạng Thành, Hạng Thành 54 tuổi thân cao không khác biệt trương dương, bảo dưỡng không tồi, sắc mặt hồng hào, tóc đen, lưng thẳng, nói ra tiếng như trung đồng. Ông ta vui vẻ nắm tay trương dương nói, tiểu trương, tôi nghe nói về cậu rất lâu, không ngờ rằng chúng ta có cơ hội cùng nhau công tác. Trương Dương cười nói, tôi là một vô danh tiểu tốt, lần này tới Bắc Cảng, là ôm tâm tư học tập hạng bí thư, sau này xin hạng bí thư chỉ điểm tôi nhiều hơn, chiếu cố tôi. Trước mọi người Trương Dương nói như vậy, cho hạng thành đủ mặt mũi, Hạng Thành cũng vui vẻ cười, trong lòng nói tên nhóc này coi như hiểu chuyện. Hạng Thành nói, thành tích công tác của cậu lúc trước mọi người đều nghe nói, bác Cảng cần người có can đảm cải cách như cậu. Trương Dương nói, cảm ơn Hạng bí thư khích lệ, tôi còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi có chỗ không thuộc, sau này tôi phải hướng ngài học tập nhiều hơn. Người ở đây đều cảm thấy vị bí thư huyện ủy mới tới là khiêm tốn, cũng không phải là hình dạng kiêu ngạo ương ngạnh trong truyền thuyết chương 1349, có chút xa xỉ. 1. Huyện trưởng huyện Tân Hải hứa xong kỳ ân cần bắt chuyện các vị lãnh đạo đi vào trong, tiêu nãi vượng hướng bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành thấp giọng nói, tôi đêm nay còn muốn đi Giang Thành, chúng ta mau chóng họp đi, chuyện tình dặn dò xong tôi sẽ đi. Hạng Thành gật đầu, ông ta kêu hứa xong kỳ tới phân phó vài câu, vì vậy hứa xong kỳ lập tức an bài đi phòng họp họp. Phòng họp nhỏ là chỗ mở cuộc họp thường ủy của thường ủy huyện Tân Hải, ngày hôm nay ngoại trừ đám thường ủy của huyện tân hải từ trong tỉnh và thành phố tới rất nhiều nhân vật quan trọng chức quan cao nhất bên trong của cũng là bộ trưởng tổ chức tỉnh tiêu nãi vượng tiêu nãi vượng ngồi xuống ghế chủ hội nghị do bộ trưởng tổ chức thành phố bắc cảng mạnh khải trí chủ trì mạnh khải trí ho khan một tiếng dùng làn điệu nhiệt tình rào rạt nói ngày hôm nay đối với tân hải thậm chí đối với bắc cảng mà nói đều là một ngày cực kỳ quan trọng chúng ta đầu tiên hoan nghênh tiêu bộ trưởng không ngại cực khổ mạo hiểm giá lạnh Phong Trần mệt mỏi đến bắc cảng chỉ đạo công tác. Nói đến đây dừng lại một chút, mọi người liền vỗ tay. Tiêu Nãi vượng cười nói, Khải Chí đồng chí, ông có chút không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, ngày hôm nay tôi không phải trọng điểm. Mạnh Khải Chí có chút ngượng ngùng cười cười, ông không phải không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, thì là bởi vì ông vô cùng coi trọng phân chia chủ yếu và thứ yếu, cho nên mới đem cấp bậc cao nhất xếp hạng trước. Bất quá ý nghĩ của Mạnh Khải Chí cũng rất linh hoạt bị tiêu nãi vượng nhắc nhở, lập tức đem quyền nói chuyện giao cho tiêu nãi vượng, hiện tại chúng ta hoan nghênh tiêu bộ trưởng nói hai câu. Tiêu nãi vượng cười ha hả nói, tôi ngày hôm nay tới mục đích chủ yếu là vì mang người tới cho các người. Ông chỉ chỉ Trương Dương nói, chính là hắn. Trương Dương, cậu đứng lên tự giới thiệu đi. Trương Dương cười đứng dậy, hắn nhìn mọi người một vòng nói, các vị lãnh đạo, các vị đồng sự. Tôi là Trương Dương, lãnh đạo tỉnh quyết định cho tôi tới Tân Hải chủ trì công tác ở đây, đầu tiên muốn cảm ơn lãnh đạo các cấp tín nhiệm tôi nếu tôi tới sẽ làm tròn chức trách của mình không làm cô phụ tín nhiệm của các lãnh đạo không làm thất vọng kỳ vọng của dân chúng mọi người xin nhớ cái hình dạng của tôi từ hôm nay trở đi tôi cũng là người tân hải tôi sẽ kiên định làm tốt công tác nói nhiều không bằng làm nhiều mọi người xin hãy xem biểu hiện sau này của tôi trương dương nói xong liền ngồi xuống trong tiếng vỗ tay tiêu nãi vượng cười nói tiểu trương nói rất hay nói nhiều không bằng làm nhiều thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Cũng là kiểm tra tiêu chuẩn của một cán bộ có hợp cách hay không, Tân Hải có điều kiện tốt như vậy, hẳn là trở thành nơi có kinh tế tốt tại Bình Hải, thời đại cải cách mở ra. Những lãnh đạo cán bộ các người cũng phải tiến bộ, nắm kỳ ngộ phát triển, tranh thủ thay đổi diện mạo lạc hậu của Tân Hải thậm chí toàn bộ Bắc Cảng, đuổi theo thậm chí đuổi kịp và vượt qua thành phố khác. Tiêu Nãi Vượng lúc nói lời này thì ánh mắt nhìn bí thư thị ủy Bắc Cảng hạng thành, Hạng Thành đương nhiên biết lời này của tiêu nãi vượng cũng là hướng về phía mình, nói bác cảng lạc hậu cũng là phê bình mình lãnh đạo bất lực trước mặt mọi người, biểu tình của Hạng Thành vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra ông ta có bất luận tâm tình biến hóa gì. Tiêu nãi vượng nói xong, mỉm cười nói, lão Hạng cũng nói hai câu. Hạng Thành thản nhiên cười nói, không có gì để nói cả, ngày hôm nay tôi là cùng tiêu bộ trưởng đưa Trương Dương tới. Nói chung một câu, hy vọng Trương Dương đồng chí đến có thể dẫn dắt Tân Hải thực hiện tiến bộ trong thời đại mới. Đồng chí trẻ tuổi có nhiệt tình, ý nghĩ linh hoạt, trước sự phát triển của xã hội, tôi tin tưởng Trương Dương hoàn toàn có thể đem Tân Hải lãnh đạo tốt. Tiêu Nãi Vượng cũng không có dự định ở lại lâu tại huyện Tân Hải, đem Trương Dương giới thiệu cho nhóm lãnh đạo huyện ủy xong thì hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, ông kêu Trương Dương vào riêng, mỉm cười nói tôi đem cậu tới, sau này phát triển thế nào cần nhờ chính cậu trương dương cười nói làm quan ai không như vậy nói chung một việc tôi tận lực không thêm phiền phức cho ông tiêu nãi vượng nói thêm phiền phức cũng phiền phức không được đến đầu của tôi ông ấy nói xong ánh mắt nhìn chung quanh một chút cảm thán nói đại viện huyện ủy này không tồi đáng tiếc xây dựng thị trấn thật sự là quá kém bên trong huyện tân hải khắp nơi đều là hình tượng bẩn loạn tiêu nãi vượng đương nhiên thấy được trương dương dẫn dắt các lãnh đạo huyện ủy đưa tiêu nãi vượng lên xe trên mặt của bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Vừa rồi lúc Tiêu Nãi Vượng và Trương Dương nói chuyện, ông ta gọi huyện Tân Hải Trường hứa xong kỳ vào mắng một trận. Biết ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh tới, trật tự đường phố cũng không chỉnh đốn một chút, ngay cả công phu mặt ngoài cũng không làm được. Hứa song kỳ trong lòng rất uất ức, trong cuộc họp thường ủy ông đã nhấn mạnh qua, nhưng công tác tiếp đãi vẫn dối tình dối mù, cái này chứng minh một việc, Đám cán bộ bằng mặt không bằng lòng đối với mệnh lệnh của ông, cũng có thể là cố ý làm cho ông khó xử. Cất bước tiến nhóm lãnh đạo đi, mấy vị thường ủy huyện ủy tất cả đều tụ lại đến hướng Trương Dương, từ hôm nay trở đi Trương Dương cũng là bí thư huyện ủy Tân Hải, cũng là người đứng đầu huyện Tân Hải, sau này bọn họ phải đoàn kết xung quanh Trương Dương đồng chí, hắn cũng là hạch tâm, các thường ủy đối với loại tinh thần này đã lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Hứa Song Kỳ cũng đến đây, giới thiệu cho Trương Dương thành viên lãnh đạo Trương Dương và bọn họ nắm tay với nhau, hứa xong kỳ trưng cầu ý kiến của Trương Dương nói, "Trương bí thư, có muốn mở họp hay không?" Nói xong lại bổ sung một câu, "Cuộc họp thường ủy." Trương Dương cười lắc đầu nói, "Không phải mới vừa họp qua sao? Mọi người đã nhận thức, tôi đối với tình huống của Tân Hải còn chưa quen thuộc, họp cũng không biết nói cái gì." Tất cả mọi người nở nụ cười. Trương Dương nói, "Chờ tôi quen thuộc tình huống rồi mở cuộc họp thường ủy." Được rồi, ai dẫn tôi đi phòng làm việc. Hứa Song Kỳ nói, tôi mang ngài đi. Trương Dương cũng không khách khí, sau này Hứa Song Kỳ sẽ nhập cùng nhóm, phải giải lý cái hợp tác này. Hắn hướng những người khác cười nói, tất cả mọi người trở lại làm việc đi, tất cả như cũ, không có đại sự gì, đừng ảnh hưởng công tác bình thường. Thật ra loại chuyện này hẳn là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy làm được, nhưng huyện trưởng nếu chủ động, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Hồng Trường Thanh thì không có ý tứ đi đoạt. Tên của Hồng Trường Thanh nghe giống như Hồng Thường Thanh trong nương tử quân, bất quá chỉ kém một chữ, nhưng Hồng Trường Thanh là nữ đồng chí, cô ấy năm nay 30 tuổi, tướng mạo cũng không có trở ngại, tự xưng là thành phần mỹ nhân tri thức, bình thường có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái, nhưng ngày hôm nay cô ấy phát hiện vị trương bí thư mới tới căn bản không xem qua cô ấy. Hồng Trường Thanh có chút kỳ quái, thậm chí cảm thấy không bình thường, cô ấy cũng không biết chút tư sắc của mình căn bản không nhập vào được pháp nhãn của trương đại quan nhân lúc đầu Hồng Trường Thanh cũng muốn đi theo thuận tiện lôi kéo làm quen với Trương Bí Thư tạo một chút ấn tượng thế nhưng Trương Dương vừa rồi đã bảo tất cả mọi người đi công tác xem ra hắn và hứa xong kỳ có chuyện riêng cần nói một chút ánh mắt ấy Hồng Trường Thanh vẫn phải có cho nên cũng sẽ không cùng đi ai cũng đều cáo từ lễ phép với Trương Dương Hồng Trường Thanh mỉm cười nắm tay Trương Dương nói lời tạm biệt Trương Đại Quan Nhân lúc này mới chính thức nhìn một cái trên người Hồng Trường Thanh có mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt rất dễ chịu Hẳn là hàng hiệu, Trương Dương lưu ý đến tay cô ta có mang một cái đồng hồ. Giang Thi đan đốn, Trương đại quan nhân rất có nghiên cứu đối với đồng hồ đeo tay, tiền lương thu nhập của một chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy là không cách nào mua nổi một cái đồng hồ đeo tay đắt như thế. Lúc Hồng Trường Thanh và Trương Dương nắm tay cũng lưu ý tới đồng hồ trên cả triệu của Trương Dương, cô ấy cũng bởi vì cái đồng hồ đeo tay này mà làm ra đánh giá đối với Trương Dương. Trương Dương được hứa xong kỳ dẫn dắt đi thang máy tới tầng 9 hắn phát hiện bây giờ làm quan đều rất mê tín, lãnh đạo đều thích đem phòng làm việc của mình ở tầng 9, cửu ngũ trí tôn ấy mà, phòng của trương đại quan nhân quả nhiên là 905, chữ số may mắn nhất để lại cho hắn, may mà hiện tại đã tới chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu như thời đại tùy, con số này không thể tùy tiện dùng như vậy, làm không tốt sẽ phải rơi đầu. Phòng làm việc rất lớn, chừng 150 mét vuông, trước cửa sổ siêu lớn là một cái bàn làm việc rất lớn, khí phái phi phàm, trên bàn có một bức tượng gỗ hùng ưng dương cánh bay lượt, trương đại quan nhân thầm kêu xa xỉ, từ trang sức bên trong mà xem, cứu thế kiệt cũng không phải thứ tốt, phòng làm việc này còn khí phái hơn so với bí thư tỉnh ủy. Hứa song kỳ giới thiệu nói, bên trong còn có một phòng xếp, để ngài dùng nghỉ ngơi. Trương Dương đi hướng giá sách, bên trong chứa rất nhiều sách, có thể có cả một bộ kim dung toàn tập. Trương Dương đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa, toàn bộ huyện Tân Hải đều thu vào trong mắt, Trương Dương kinh hỉ phát hiện mặt biển bên ngoài thị trấn, tuy rằng xa thế nhưng mặt biển xanh thẳm xa vời vẫn làm cho cảnh đẹp ý vui. Hứa Song Kỳ nói, Trương Bí Thư, ở đây có thể thấy Hoàng Hải. Trương Dương gật đầu nói, thấy được. Hải cảnh không tồi, bất quá phố cảnh không được tốt lắm. Biểu tình của Hứa Song Kỳ có vẻ có chút xấu hổ. Từ cửa sổ sát đất quan sát huyện Tân Hải, thấy kiến trúc thấp bé phía trước đều là cực kỳ xấu xí, trên đường cái cũng có vẻ hỗn loạn. Hứa Song Kỳ nói Tân Hải không giàu, trình độ kinh tế tương đối thấp một ít. Trương Dương nói, vừa rồi hạng bí thư tìm ông nói chuyện gì? Hình như rất tức giận. Hứa Song Kỳ trong lòng nói vị này Trương bí thư thật sự là một người cẩn thận, ho khan một tiếng nói, hạng bí thư không hài lòng đối với giao thông. Trương Dương nói, tôi nghe nói huyện Tân Hải đông tây nam bắc đều có trạm thu phí, ra vào đều cần tiền. Hứa Song Kỳ nói, đều là 10 đồng, ngoại trừ giấy phép thông hành đặc biệt. Trương Dương nói, xe của tôi là của quân đội, bọn họ cũng thu như nhau. Hứa song kỳ lúc này mới rõ ràng Trương Dương vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, hiển nhiên là chạm thu phí khiến cho hắn khó chịu. Hứa song kỳ nói, khẳng định là hiểu lầm, quay đầu lại tìm cục giao thông hỏi một chút. Trương Dương khoát tay áo nói, không cần chuyện bé xé ra to. Hắn ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ nhẹ tay vịn nói, song kỳ đồng chí, ông đi về trước đi. Hứa song kỳ nói, Trương Bí Thư, Đêm nay lãnh đạo huyện ủy chúng tôi chuẩn bị tiệc hoan nghênh tại nhà khách huyện ủy. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, tôi ghét nhất ăn uống công khoản, mọi người công tác bận cả ngày, không cần phải theo tôi. Hứa Song Kỳ nói, thế nhưng. Chương 1350, có chút xa xỉ. Hai. Trương Dương nói, hơn nữa ngày hôm nay tôi lái xe đường dài đến đây, buổi tối muốn nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện ăn uống sau này hãy nói. Hứa Song Kỳ gật đầu ông lại nói, chỗ ở của ngài đã an bài được rồi, sau khi tan tầm hồng trường thanh đồng chí sẽ dẫn ngài đi qua. Trương Dương gật đầu, hứa xong kỳ cảm giác được vị bí thư huyện ủy mới tới này cũng không phải dễ hầu hạ như vậy, ông cũng không làm giao lưu nhiều, cáo từ rời đi. Hứa xong kỳ đi rồi, Trương Dương đẩy cửa phòng xếp, bên trong đại khái khoảng 20 mét vuông, giường lớn 1 mét 8, sofa tivi đầy đủ mọi thứ, phía nam còn có một sân thượng, Đứng ở trên sân thượng có thể hưởng thụ ánh mặt trời và gió mới mẻ thổi trên biển, Trương Đại quan nhân thật tình cảm giác được mình tiền nhậm thật sự quá hưởng thụ. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương trở lại phòng làm việc, sau khi ngồi xuống nói, tiến đến. Lần này vào là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Hồng Trường Thanh, sau lưng cô ta còn có một người thanh niên, Hồng Trường Thanh mỉm cười nói, "Trương bí thư, quấy rầy ngài, lo lắng công tác của ngài cần, trong huyện phân phối cho ngài một thư ký riêng." Hắn tên là Cổ Minh Thành, là sinh viên của Đại học Đông Nam. Trương Dương cười nói, tôi có thư ký, ngày mai sẽ đến đây. Hồng Trường Thanh ngẩn người, Cổ Minh Thành phía sau có vẻ bất an, lúc đầu tốn không ít quan hệ mới chiếm được cái chức vị thư ký bí thư huyện ủy, không ngờ rằng vừa tới thì đã bị cho lui. Trương Dương nói, chuyện này là do tôi, tôi không nói với các người, tôi có một thư ký gọi là Phó Trường Trinh, hắn ngày mai sẽ đến đây. Như vậy à? hồng trường thanh vẫn là vẻ mặt cười nếu trương bí thư có an bài tiểu cổ cậu về khoa thư ký đi trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm lên vị bí thư mới tới mang đến một vị thư ký rất có thể sẽ nguy hiểm đến địa vị của cô ấy suy nghĩ của hồng trường thanh bắt đầu hoạt động lên cổ minh thành cúi đầu hướng trương dương một cái nói trương bí thư tôi đi trương dương mỉm cười gật đầu hồng trường thanh cũng không có vội vã đi đi về phía trước vài bước đi tới trước bàn làm việc của Trương Dương, mùi nước hoa trên người lại truyền tới, cô ấy nhẹ giọng nói, Trương Bí Thư, ngài đối với hoàn cảnh nơi này có thỏa mãn không? Có chỗ nào không được cứ nói với tôi, tôi lập tức thay đổi. Trương Dương cười nói, thỏa mãn, nơi này quá xa hoa, phòng làm việc của Bí Thư tỉnh ủy cũng không lớn như vậy, ở chỗ này tôi cảm giác có chút không được tự nhiên. Hồng Trương thanh thản nhiên cười nói, cũng may, phòng lớn hơi rộng chút, tâm tình cũng thoải mái, chỉ có tâm tình của ngài thoải mái. Mới có tinh lực làm việc vì Tân Hải. Trương Dương phát hiện người phụ nữ này rất biết ăn nói, hắn cười cười nói, nghe ra có chút đạo lý. Hồng Trường Thanh đem hai sâu chìa khóa giao cho Trương Dương, bên trong một là của phòng làm việc, cái khác là nơi ở của Trương Dương. Trương Dương ra về theo Hồng Trường Thanh cùng đi ra thuộc viện huyện ủy. Ra thuộc viện huyện ủy cách bãi biển không xa, xây dựng tại đỉnh núi Thư Tú, núi Thư Tú có độ cao so với mặt biển chưa đến 100 mét, bất qua thảm thực vật phong phú, đi ô tô tiến vào gia thuộc viện, ở đây tổng cộng xây dựng hơn 20 tòa nhà 2 tầng, trương đại quan nhân không khỏi cảm thán, không ngờ rằng một lãnh đạo của thị trấn nhỏ tất cả đều ở biệt thự. Còn mẹ nó tất cả đều là phòng hải cảnh, ai nói tân hải nghèo. Từ điều kiện làm công đến điều kiện dừng chân tất cả đều là tiêu chuẩn nhất lưu. Nói rằng trong đoàn thể lãnh đạo không tồn tại hiện tượng hủ bại, đánh chết hắn cũng không tin trong bụng tuy rằng oán thầm nhưng trương đại quan nhân không ngại hoàn cảnh sinh hoạt công tác có thể tốt một chút ra thuộc viện huyện ủy là trương dương đã biết nhưng đi tới cửa tiểu khu phát hiện nơi này có một cái tên không tồi hải dương hoa viên tiến vào tiểu khu thấy nơi đây có thực vật phong phú nước chảy vần quanh mỗi một tòa nhà đều có một sân không nhỏ nơi ở của trương dương là nhà số một cũng là nơi cao nhất trong toàn bộ khu chỗ tốt như vậy không chỉ có là vừa ngắm núi nhỏ quân lâm thiên hạ còn có một ưu điểm lớn nhất cũng là có thể bảo hộ bí mật riêng của mình. Hồng Trường Thanh lái chiếc Audi màu đen dừng lại ở phía trước, sau đó cô ấy xuống xe dẫn đường cho Trương Dương, Trương Dương trực tiếp đem chiếc địa hổ chạy vào trong sân, sân này ít nhất cũng 300 mét vuông, quét dọn sạch sẽ, mặt cỏ mặt đường không tìm được một mảnh lá rụng. Trương Dương mở cửa xe đi xuống phía dưới, Hồng Trường Thanh chỉ cửa lớn nói, "Trương bí thư, chìa khóa" Trương Dương lúc này mới nhớ tới vừa rồi Hồng Trường Thanh đã đem chìa khóa giao cho hắn, hắn cười đi qua mở cửa, đi vào bên trong phát hiện bên trong là thiết bị xa hoa của châu Âu, ra cụ đồ đựng dụng cụ tất cả đều là phong cách châu Âu thuần khiết. Trương Đại Quan Nhân gặp qua biệt thự xa hoa không ít, nhưng nhà ở của một quan viên lắp đặt thiết bị xa hoa như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngẫm lại cảnh bẩn loạn của huyện Thành Tân Hải, nhìn nhìn lại tất cả trước mắt, một loại tương phản mạnh mẽ nảy lên trong lòng của Trương Dương không ngờ không ngờ quan viên tân hải dám chơi như thế hiện tại cứu thế kiệt xuống đài trong mắt của trương dương đã trở nên quá bình thường hồng trường thanh nói trương bí thư ngài có thỏa mãn không trương dương nói quá xa hoa hơn nữa một mình tôi ở không cần phải lớn như vậy hồng trường thanh nói tòa nhà này lúc trước là của cứu bí thư ở trước đó là của bành bí thư trương dương nói đều là của nhà nước hồng trường thanh gật đầu lúc trước những tòa nhà này cũng có không ít người cử báo, Bành Khánh Thuận Bí Thư bởi vì sự kiện này đã bị một ít ảnh hưởng. Sau đó cứu Bí Thư đã từng nói qua những tòa nhà này quá rêu rao, không hợp với khu vực, tạo thành không tốt ảnh hưởng ở trong lòng dân chúng. Thế nhưng tất cả mọi người ở nhiều năm như vậy, hơn nữa, nếu như dọn đi ra ngoài, mọi người còn phải tìm địa phương đi ở, còn phải xây nhà mới. Ở đây nếu như bỏ trống tính ra cũng là một loại lãng phí, cho nên kéo dài như thế. Trương Dương nói, tôi đi nhiều địa phương như vậy, cán bộ của huyện Tân Hải vô luận là điều kiện ăn ở hay là điều kiện làm công đều là tốt nhất. Hồng Trường Thanh cười cười. Trương Dương nói, chị cũng ở chỗ này sao? Hồng Trường Thanh lắc đầu nói, tôi ở tại thành phố Bắc Cảng, người trong nhà tôi đều ở đấy, mỗi ngày đều phải đi về. Trương Dương nhìn thời gian một chút đã sắp 6 giờ, hắn cười nói, tôi làm chế giờ ra về của chị. Hồng Trường Thanh nói, không sao cả, đêm nay tôi trực hành chính, ở tại trung tâm hành chính. Trương Dương dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên lầu 2, phòng ngủ chính rất lớn, có một cái giường lớn kiểu châu Âu lớn 2 mét có chút khoa trương. Trương Đại Quan Nhân thấy cái giường này, không khỏi nghĩ tới, nếu như đem Tần Thanh và Thường Hải Tâm đến đây cùng ngủ, cái loại cảm giác này khẳng định siêu sảng khoái, bất quá loại suy nghĩ này hiển nhiên là không hiện thực, xung quanh đều là cán bộ huyện ủy, con mắt của đám người này đều nhìn chằm chằm mình, chỉ sợ hắn bên này vừa dắt đàn bà vào, ngày mai toàn bộ Tân Hải đều đã biết phòng ngủ có cửa thủy tinh trực tiếp đi thông ra sân thượng, đi lên sân thượng hình cung, đứng ở trên, hải cảnh xa xa thu hết vào mắt, đứng ở chỗ này có thể hưởng thụ bãi cát đầy ánh nắng, biển rộng ẩm ướt không khí mới mẻ, trương đại quan nhân thoải mái đến nổi từng lỗ chân lông đều mở ra. Tiền nhân tài thụ, hậu nhân thừa lương, cái này là cho ai hả? Để lại cho tôi điều kiện sinh hoạt tốt như vậy. Hồng Trường Thanh bên cạnh đứng Trương Dương, mỉm cười nói, Trương Bí Thư, hoàn cảnh ở đây cũng không tồi chứ. Trương Dương nói, đâu chỉ là không tồi, quả thật là cực kỳ đẹp. Hồng Trương Thanh cười nói, Trương Bí Thư thỏa mãn là tốt rồi. Trở lại phòng khách, phát hiện trong phòng khách đã có hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai người là người phục vụ của nhà khách huyện ủy, phái tới đây chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Trương Dương, người hơi đầy ấp một chút gọi là cảnh minh minh, người tóc ngắn chân dài gọi là lâm học tính, cô ấy là quản lý nhà khách huyện ủy. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một đầu bếp họ lý theo đến đây, ba người sau khi ân cần thăm hỏi Trương Bí Thư, đi phòng bếp bận việc. Trương Dương ngồi xuống sofa, bên kia cảnh Minh Minh đã đem trà cho hắn, Hồng Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống Trương Dương, đưa ly trà đến trong tay hắn. Trương Dương chờ cảnh Minh Minh rời đi, hướng Hồng Trường Thanh nói, chị Hồng, như vậy không tốt, tôi cũng không phải lão gia, sao có thể dùng nhiều người hầu hạ như vậy. Hồng Trường Thanh nói, tạm thời cứ thế, chờ bên này ngày thu xếp xong, thì đem bọn họ toàn bộ rút về trương dương nói để cho người khác thấy ảnh hưởng không tốt hồng trường thanh cười nói yên tâm đi công tác của bọn họ cũng là tới làm cơm cho ngài quét dọn vệ sinh làm xong thì đi thật ra chuyện này là hạng bí thư đặc biệt dặn dò ông ấy muốn chúng tôi nhất định phải chiếu cố tốt sinh hoạt của ngài chỉ có như vậy ngài mới có thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong công tác trương dương lắc đầu không thể tránh được hồng trường thanh sau khi an bài được tất cả cáo từ rời đi bên kia Lâm Học Tính đã đi tới, tuy rằng cô ấy mang giày đế bằng, nhưng vẫn cao đến chóp mũi của Trương Dương, hẳn là cao hơn 1m7 rồi. Lâm Học Tính nụ cười rất ngọt, tiếng nói rất thanh thúy, Trương Bí Thư, cơm làm xong rồi. Trương Dương cười nói, tốt lắm, ăn. Hắn theo Lâm Học Tính đi tới phòng ăn, cảnh minh minh đưa cho hắn một cái khăn ướt, Trương Đại Quan Nhân mới vừa rồi nhớ tới mình còn chưa có rửa tay, cười cười đi toilet rửa tay. Trên bàn cơm đã mang lên bốn mặn một canh, tuy rằng đồ ăn không tính nhiều, nhưng đều rất tinh xảo, một phần mực chiên, một phần cá hấp, một phần tôm luộc, một phần rau xào, cộng thêm canh đậu hũ, đối với Trương Dương mà nói đã là rất phong phú. Cảnh Minh Minh và đầu bếp họ Lý hoàn thành công tác xong liền rời đi, Lâm học tính vẫn ở lại, cô ấy phải chờ tới khi lãnh đạo ăn xong dọn dẹp sạch sẽ mới đi. Trương Dương nói, cô ăn chưa? Lâm học tính cười nói, không, đợi lát nữa tan tầm mới ăn. Trương Dương nói, làm nhiều đồ ăn như vậy một mình tôi cũng ăn không hết cùng nhau ăn đi lâm học tĩnh nói trương bí thư tôi hiện tại đang làm việc ăn trong giờ làm việc là trái với nguyên tắc cô ấy nói xong cười cười nói ngài từ từ ăn có cái gì cần cứ noi với tôi một tiếng là được cô ấy đứng dậy rời khỏi phòng ăn đi dọn dẹp trương dương cầm chén cơm nhìn món ngon trên bàn ngây người một hồi sau đó lập tức đã đem toàn bộ tinh thần tập trung vào trong bữa ăn ngon Lâm Học Tĩnh sau khi chờ Trương Dương ăn cơm xong rửa dọn sạch sẽ thì rời đi. Trương Dương nhìn thời gian một chút, là buổi tối 7 giờ, sau này cũng không ngoại lệ, trên cơ bản đều là cô ấy và Cảnh Minh Minh hai người thay phiên nhau làm việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1350.